Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 113. Tiêu Phàm không nghĩ đến Long Phi Vũ vậy mà liền dạng này nhảy xuống, phải biết, Long Phi Vũ cũng sẽ không phi hành a, qua một lúc nếu là lên không nổi, khả năng liền nguy hiểm. Tiêu huynh không cần lo lắng, Long huynh thế nhưng là thập đại thiên tài xếp hạng người thứ hai. Kiếm tử khẽ cười một tiếng, hướng trong miệng ực một hớp rượu. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem kiếm tử, từ hắn nhìn thấy kiếm tử đến nay, gia hỏa này có vẻ như một mực uống rượu, nếu như không phải ngửi thấy kiếm tử trên người một thân mùi rượu, Tiêu Phàm tuyệt đối coi là gia hỏa này uống là nước. Nghe được kiếm tử mà nói, Tiêu Phàm cũng nhẹ gật đầu, mặc dù hắn không có cùng Long Phi Vũ giao thủ qua, nhưng hắn có thể cùng xếp hạng đệ nhất cùng đệ tam Vũ Văn Tiên cùng Thi Hoàng Tử đều va chạm qua. Nghĩ đến Long Phi Vũ thực lực, cùng Vũ Văn Tiên cùng Thi Hoàng Tử tương đương nhau, hắn tất nhiên dám nhảy xuống, tự nhiên có hắn ỷ vào. Tiêu Phàm ánh mắt chuyển hướng phía dưới mới, lại là nhìn thấy Long Phi Vũ đã bị mấy đầu thần điêu thú vây quanh, bọn chúng không muốn sống đồng dạng nhào về phía Long Phi Vũ. Nhưng mà, Long Phi Vũ lại là không sợ hãi, đưa tay vì chảo, hóa thành một cái to lớn móng vuốt chụp vào khá gần một đầu thần điêu thú, về phần cái khác thần điêu thú. Long Phi Vũ hoàn toàn liền nhìn đều không nhìn một chút. Tiêu Phàm không khỏi thay Long Phi Vũ bóp một cái mồ hôi lạnh, lúc này, nếu là Long Phi Vũ bị cái khác thần điêu thú đánh trúng, đoán chừng không chết cũng tàn phế. Thì Hoàng tử cùng kiếm tử hai người híp hai mắt, nhìn chằm chằm phía dưới, bọn họ cũng không có lo lắng, ngược lại lộ ra một tia ngưng trọng. Phía dưới quảng trường bên trên, làm Long Phi Vũ bắt lấy trong đó một đầu thần điêu thú thời khắc. Cái khác thần điêu thú cũng toàn bộ đều nhào tới. Lúc này, Long Phi Vũ cũng đã không thể trốn đi đâu được, từ phía bát phương, thiên thượng địa hạ, hoàn toàn bị thần điêu thú vây quanh. Cẩn thận, Tiêu Phàm không nhịn được kêu lên, Long Phi Vũ có lẽ rất mạnh, nhưng những cái kia thần điêu thú cũng không phải ăn chay, mấu chốt là Long Phi Vũ còn cần phía sau lưng hướng về phía những cái kia thần điêu thú. Đừng nói bị một nhóm thần điêu thú đánh trúng. Cho dù bị một đầu đánh trúng, cũng tất nhiên thụ thương thảm trọng. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, nhưng Tiêu Phàm bọn họ ba người kinh ngạc sự tình phát sinh. Chỉ thấy những cái kia thần điêu thú bao vây mà lên, toàn bộ đều vồ giết về phía Long Phi Vũ, lúc này, Long Phi Vũ lại đột nhiên quỷ dị biến mất. Biến mất, Tiêu Phàm trợn to hai mắt, hắn muốn tìm kiếm Long Phi Vũ thân ảnh, nhưng mà Long Phi Vũ lại tựa như trống không tan biến mất, đi theo hắn biến mất. Còn có bị hắn nắm lấy một đầu thần điêu thú. Chúng ta thử đoạn tuyệt đầu này thần điêu thú trên người năng lượng ba động, nhìn xem nó sẽ có phản ứng gì. Đột nhiên, Tiêu Phàm ba người sau lưng truyền đến một đạo thân ảnh. Ba người bỗng nhiên quay người, tựa như nhìn thấy quỷ đồng dạng, trong mắt đều là vẻ khó tin. Ở bọn hắn sau lưng người nói chuyện, cũng không phải là cái người khác, chính là Long Phi Vũ, thế nhưng là Long Phi Vũ là lúc nào xuất hiện ở sau lưng đây. Không gian thần thông, Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống, hắn nhớ kỹ Long Phi Vũ nói qua, hắn có thể bắt được không gian lực lượng, có thể nơi này không phải vô thần đảo, không phải nói không thể sử dụng trước kia thần thông thủ đoạn sao. Bất quá tiếp xuống kiếm tử một câu, lại là nhường Tiêu Phàm hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không hổ là trong truyền thuyết hư không thể, cho dù vô thần đảo cấm chế, cũng hạn chế không được Long Huynh. Kiếm tử có loại cảm thán nói. Hắn đây không phải thổi phồng, mà là phát ra từ nội tâm bội phục. Hư không thể, Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ nhìn xem Long Phi Vũ, hắn không nghĩ đến Long Phi Vũ dĩ nhiên cũng nắm giữ thể chất đặc thù, mà lại hay là hư không thể, khó trách hắn tự tin như vậy, có thể từ nhiều như vậy thần điêu thú vây công phía dưới chạy trốn. Chỉ là tiểu đạo mà thôi, Long Phi Vũ nhàn nhạt lắc lắc đầu, một bộ phong khinh vân đạm, siêu nhiên thế ngoại bộ dáng. Đây mới là hắn lúc đầu bộ dáng. Mấy người đều biết rõ Long Phi Vũ chỉ là khiêm tốn mà thôi, nếu như ngay cả hư không xuyên toa đều là tiểu đạo, vậy còn có ai dám xưng đại đạo. Tiêu Phàm phát hiện, bản thân hay là quá xem thường những cái này thiên tài, hắn trong lòng cũng càng ngày càng mong đợi, bản thân vô tận chiến thể, lại sẽ có cái gì đặc thù thần thông. Long Phi Vũ cái này không gian xuyên toa năng lực, cũng không phải đồng dạng bá đạo. Nếu như lập tức xuất hiện ở bản thân sau lưng, bản thân lại là không kịp phản ứng đây. Mặt khác, Long Phi Vũ đều như thế cường đại, cái kia Vũ Văn Tiên thật yếu ớt như vậy sao? Nhìn đến, vòng thứ ba còn phải cẩn thận Vũ Văn Tiên mới được.
Tiêu Phàm trong lòng khuyên bảo bản thân. Ta hiện tại cắt đứt đầu này thần điêu thú trên người năng lượng đặc thù, nhìn hắn còn có thể hay không động. Long Phi Vũ đổi chủ đề, lập tức hắn một chỉ bắn ra, một vệt sáng từ hắn giữa ngón tay dập dờn mà ra, hóa thành một đạo gợn sóng bao phủ đầu kia thần điêu thú. Hống, thần điêu thú gầm thét không thôi, muốn tránh thoát Long Phi Vũ trói buộc, nhưng mà, tại Long Phi Vũ chảo cương phía dưới, cổ thần cảnh tiền kỳ thần điêu thú, thậm chí ngay cả mảy may phản kháng lực lượng đều không có. Tiêu Phàm cũng lần thứ nhất thấy được Long Phi Vũ chân chính thực lực, hắn có lẽ không thế nào hiểu rõ trận pháp, nhưng cường đại thực lực là không cho phép hoài nghi. Lúc này, Tiêu Phàm mấy người ánh mắt đột nhiên sáng lên, chỉ thấy cái kia ra sức giãy giụa thần điêu thú, dĩ nhiên đột nhiên bất động. Thật có thể, kiếm tử sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, men say tiêu tán không ít. Những cái này thần điêu thú, quả nhiên là thụ cái kia tế đàn phía trên năng lượng đặc thù điều khiển. Thì hoàng tử cũng híp híp hai mắt. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn lại là phát hiện, cái kia thần điêu thú trên người đạo kia thần văn năng lượng ba động bị cắt đứt, cho nên mới không cách nào động đậy. Nếu là Long Phi Vũ triệt hồi cắt đứt lực lượng, thần điêu thú đoán chừng lại sẽ nhận tế đàn khống chế. Các ngươi nói, hủy đi những cái này thần điêu thú, có phải hay không quá đáng tiếc? Tiêu Phàm đột nhiên nói ra. Tiêu huynh ý là, Long Phi Vũ hơi hơi kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm, kiếm tử cùng thi hoàng tử hai người cũng thần sắc hơi động, hiển nhiên đoán được Tiêu Phàm trong lòng ý nghĩ. Những cái này thần điêu thú có thể đều là cổ thần cảnh A, nếu là có thể để bản thân sử dụng mà nói, vậy coi như phát đạt. Tiêu huynh đề nghị quả thật không tệ, thế nhưng là chúng ta căn bản không mang được những cái này thần điêu thú, hoặc có lẽ là, chúng ta căn bản không có đồ vật tới giả bọn chúng. Long Phi Vũ cười khổ lắc lắc đầu nói. Bất quá, vô thần đảo phong cấm không chỉ là thần lực, không gian thần binh cũng không cách nào mở ra. Ta mặc dù có một kiện hơi khai thông không gian thần binh, DS5UP nhưng không gian có hạn. Kiếm tử cũng hít khẩu khí. Thì hoàng tử không nói chuyện, nhưng là dạng này ý nghĩ, bọn họ coi như muốn mang đi, cũng căn bản không đồ vật có thể mang đi. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm lại là cười, hắn mở ra trong tay, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện ba cái trang sức, tiện tay ném cho ba người. Cái này, ba người quét mắt cái kia trang sức một cái. Sau đó kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, đều là vẻ khó tin. Vật này không gian cũng có hơn 10 trượng chu vi, không nói nhiều, thu lấy mấy chục trên trăm đầu cũng không thành vấn đề. Tiêu Phàm tiêu sái cười một tiếng, không có làm nhiều giải thích. Những cái này trang sức, chỉ bất quá hắn trước đó điêu khắc hơi khai thông không gian thần điêu mà thôi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào dùng, hắn cũng không nghĩ đến ở trong này dùng đến. Nhân tình này, Long Mỗ nhớ kỹ. Long Phi Vũ ba người nhìn nhau, cuối cùng cũng không có cự tuyệt vật này. Vậy ta sẽ không khách khí. Kiếm tử tiêu sái cười một tiếng, đối Tiêu Phàm cảm kích hắn chỉ là ghi chép trong lòng. Mà thi hoàng tử đối Tiêu Phàm lại là nhẹ gật đầu, cái kia băng lạnh ánh mắt bên trong, cũng lóe qua một vòng vẻ cảm kích. Vậy liền bắt đầu đi, mọi người có thể thu lấy bao nhiêu liền thu lấy bao nhiêu, chí ít cũng không muốn tốt thiên đô phủ, về phần thu lấy bao nhiêu. Vậy liền có thể bằng bản lãnh. Tiêu Phàm lơ đễnh cười một tiếng. Tốt, Long Phi Vũ, kiếm tử cùng thi hoàng tử đồng thời gật gật đầu, bọn họ thực lực tuy mạnh, nhưng là không có khả năng tại 20 đến ngày thời gian bên trong đem nơi này tất cả thần điêu thú thu nhập không gian thần binh bên trong. Bọn họ muốn làm, liền là mau chóng thu lấy một chút thần điêu thú, sau đó hủy đi tế đàn rời đi nơi này. Mấy người quen biết cười một tiếng, nhao nhao hướng về phía dưới quảng trường nhảy xuống. Không thể không nói, Tiêu Phàm bốn người 10 phần gan to bằng trời, lại muốn đánh những cái này thần điêu thú chủ ý. Theo lấy bốn người xông vào thần điêu thú bên trong, toàn bộ quảng trường triệt để sôi trào lên, lít nha lít nhít thần điêu thú điên cuồng vồ giết về phía bọn họ. Bốn người mặc dù ước định mỗi người dựa vào bản sự thu lấy thần điêu thú, nhưng đều cách nhau rất gần, cũng coi như lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dù sao, bọn họ hiện tại có thể còn không có rời đi vô trần cung đây, tại hoàn toàn rời đi trước đó, tự nhiên là nhiều một người, nhiều một phần lực lượng. Tiêu Phàm một quyền đẩy lui một đầu tóc đen sắc cự lang, lập tức thân thể nhanh chóng theo vào, ngón tay hướng về hư không nhẹ nhàng điểm một cái, cũng chính là điểm này, cái kia màu đen cự lang đột nhiên đứng ở nguyên địa không nhúc nhích.
Tiêu Phàm linh hồn chi lực bao vây lấy hắc sắc cự lang, ý niệm khẽ động liền đem hắn thu vào hơi khai thông không gian pháp bảo bên trong. Long Phi Vũ ba người dư quang vừa mới bắt gặp một màn này, trong mắt lộ ra kinh ngạc, muốn thu lấy những cái này thần điêu thú, không phải hẳn là cắt đứt hắn cùng cái kia tế đàn ở giữa đặc thù liên hệ sao? Mà Tiêu Phàm lại là nhẹ nhàng điểm một cái, liền nhường thần điêu thú không có bất luận cái gì sức phản kháng, cái này cũng quá quỷ dị. Bọn họ không biết là, Tiêu Phàm mặc dù không cách nào nhìn thấu thần điêu thú trên người tất cả thần văn, nhưng là hắn có thể cảm ứng được cái kia đặc thù năng lượng ba động. Lấy hắn đối thần văn lý giải, chỉ cần phá hư đạo kia thần văn, liền có thể nhẹ nhõm tách ra cùng cái kia đặc thù năng lượng ba động ở giữa liên hệ. Long Phi Vũ, Kiếm Tử cùng Thi Hoàng Tử ba người cố nhiên đều có thủ đoạn, nhưng là so với Tiêu Phàm mà nói, lại có vẻ cố hết sức nhiều. Tiêu Phàm một người thu lấy thần điêu thú tốc độ, liền đủ để có thể so với bọn họ ba người cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua, lóa mắt biến qua mấy ngày, Tiêu Phàm bốn người vẫn ở chỗ cũ cùng thần điêu thú chiến đấu, trong lúc đó, bốn người cũng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhưng mà, bọn họ cũng càng có vẻ cố hết sức lên, thật sự là cái kia thần điêu thú nhiều lắm, hơn nữa có thần điêu thú thực lực có thể so với cổ thần cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Cho dù bọn họ là tuyệt thế thiên tài, nhưng đối phó cổ thần cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong, vẫn là lộ ra cực kỳ cố hết sức, cơ bản không chiếm được chỗ tốt. Kiếm Tử, Thi Hoàng Tử cùng Long Phi Vũ, ba người hoặc nhiều hoặc ít bị thương không nhẹ, bất quá điểm ấy thương thế ở bọn họ nhìn đến, là hoàn toàn đáng giá. Tiêu Phàm cũng đồng dạng như thế, hắn thôn phệ không ít huyền hoàng chi khí, tốc độ đại giảm, nhiều lần bị cổ thần cảnh hậu kỳ trở lên thần điêu thú đánh trúng. Không biết nôn bao nhiêu huyết. Bất quá, Tiêu Phàm quỷ dị phát hiện, bị thần điêu thú đánh trúng sau đó, hắn thể nội huyền hoàng lực lượng, liền dung hợp không ít, cả người cũng buông lỏng rất nhiều. Cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng một trận hồ nghi, chẳng lẽ bản thân vô tận chiến thể, liền chỉ có kháng đánh lực lượng. Điểm này, Tiêu Phàm cũng không thể làm gì, hắn cũng không biết bản thân cái này vô tận chiến thể đến cùng là tốt còn là xấu, dù sao cho đến bây giờ. Hắn còn không có hoàn toàn thể sẽ tới vô tận chiến thể chân chính diệu dụng. Cái khác chỗ tốt không có, nhưng là mấy ngày nay đến nay, bọn họ đều ở cùng cổ thần cảnh thần điêu thú giao phong, đối tự thân cũng là một loại cực lớn ma luyện. Không nói cái khác, liền là kinh nghiệm chiến đấu, đối bọn họ tới nói cũng là một loại to lớn thu hoạch. Các ngươi tiếp tục, ta nghỉ ngơi một cái. Kiếm Tử hít khẩu khí, thả người nhảy lên, liền hướng về nơi đến nhập khẩu nhảy tới. Ta cũng nghỉ ngơi một hồi, Thi Hoàng Tử khó được mở miệng nói, vội vàng đuổi theo Kiếm Tử bước chân. Tiêu Phàm cùng Long Phi Vũ hai người chiến đấu lúc này, cũng rốt cục gánh không được, nhìn nhau, hai người cũng vừa đánh vừa lui, sau một lát liền đi tới dọc theo quảng trường. Đều vài ngày, Vũ Văn Tiên thế nào còn chưa tới, sẽ không tới đi. Kiếm Tử lấy ra hồ lô rượu khó chịu một ngụm nói, theo lấy một ngụm rượu vào trong bụng. Trên người hắn thần lực tức khắc phồng lên, hiển nhiên, Kiếm Tử uống rượu cũng không phải bình thường rượu. Chẳng lẽ chết, Long Phi Vũ cũng nhíu mày. Hắn mặc dù biết rõ lấy Vũ Văn Tiên thực lực, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy treo mới đúng, nhưng là, một phần vạn đây. Siêu, Long Phi Vũ lời còn chưa dứt, đột nhiên bọn họ hậu phương một đạo phá không vang lên, mấy người chỉ cảm giác lưng một trận phát lạnh, không chút do dự hướng về quảng trường phía dưới rơi xuống. Mấy người tốc độ xem như cực nhanh vô cùng, nhưng Tiêu Phàm cùng Thi Hoàng Tử hai người lại là ngồi tại thông đạo bên trong, so sánh Long Phi Vũ cùng Kiếm Tử muốn chậm một nhịp. Đạo kia kiếm mang hướng về Tiêu Phàm cùng Thi Hoàng Tử quét ngang mà tới, Tiêu Phàm không chút do dự một kiếm nghênh đón, nhưng mà, Thi Hoàng Tử tốc độ chậm đi trong nháy mắt. Trong nháy mắt, đối với bọn họ tầng thứ này tu sĩ mà nói, đó là cực kỳ chí mạng. Phốc, một đạo máu tươi ở hư không nở rộ mà ra, đạo kia hàn quang bỗng nhiên chui vào Thi Hoàng Tử ngực, nếu như không phải Thi Hoàng Tử nhục thân cường hoành đến cực điểm, đoán chừng vừa mới một kiếm kia liền đã đem hắn chặn ngang chặt đứt. Vội vàng thời khắc, Tiêu Phàm một tay nắm lấy Thi Hoàng Tử bả vai ở hư không lộn mèo, trực tiếp hướng về phía dưới quảng trường lao đi. Tại rơi xuống quá trình bên trong, Tiêu Phàm mấy người ánh mắt một mực nhìn chằm chằm nhập khẩu vị trí. Lại là nhìn thấy một cái sắc mặt khô quát, người khoác trường bào màu trắng người đi ra. Thô sơ giản lược xem xét,
Bạch bào nhân dường như một cái gần đất xa trời lão giả, khô quắt da rẻ, già nua sợi tóc, hãm sâu con ngươi, không cái nào không lộ ra bạch bào nhân già nua. Bất quá, bạch bào nhân trên người cái kia thân áo bào trắng, Tiêu Phàm bọn họ lại là cực kỳ quen thuộc. Vũ Văn Tiên, Tiêu Phàm mấy người đồng thời kêu sợ hãi, một mặt không thể tưởng tượng bộ dáng nhìn xem bạch bào nhân. Nếu như không phải cái kia áo bào trắng hết sức quen thuộc, bọn họ tuyệt đối không tin bạch bào nhân liền là cái kia phong thần như ngọc, không nhiễm bụi bặm Vũ Văn Tiên, thậm chí cả hai hoàn toàn không có khả năng móc nối. Các ngươi đều muốn ta chết sao? Đáng tiếc không thể nhường các ngươi như nguyện. Vũ Văn Tiên u sâm con ngươi hiện ra vẻ băng lãnh, trên người sát khí không thèm mảy may che giấu. Tiêu Phàm mang theo thi hoàng tử rơi vào trên mặt đất, nhìn thấy thi hoàng tử vết thương trên người, hắn không khỏi nhíu mày, thi hoàng tử ngực máu tươi không ngừng thẩm thấu mà ra, làm sao dừng lại đều ngăn không được. Long Phi Vũ cùng kiếm tử sắc mặt không phải đẹp mắt, nếu như không phải Tiêu Phàm cùng thi hoàng tử cản trở, hiện tại thụ thương khả năng liền là hai người bọn họ. Người sớm liền tới nơi này bên trong, Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem Vũ Văn Tiên nói. Long Phi Vũ cùng kiếm tử sững sờ, thi hoàng tử một tay bưng bít lấy ngực, nhanh chóng ngồi xếp bằng trên mặt đất chữa thương. Ngươi không ngu, ta quan sát các ngươi hơn một ngày thời gian, nếu như không phải lúc này xuất thủ, muốn giết chết các ngươi cũng không dễ dàng. Vũ Văn Tiên cười lạnh nói, hắn chậm rãi tiến lên, đạp không đi tới Tiêu Phàm bọn họ đỉnh đầu. Kỳ thật từ lúc một ngày trước đó, Vũ Văn Tiên liền đi ra hắc ám thông đạo, khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ tại thu lấy thần điêu thú lúc, hắn liền nổi lên mãnh liệt sát tâm. Thậm chí, hắn không chỉ muốn giết Tiêu Phàm một người, còn muốn đem Long Phi Vũ, thi hoàng tử cùng kiếm tử toàn bộ đều lưu ở nơi này. Chỉ là giờ phút này hắn trạng thái, muốn đối phó Tiêu Phàm bốn người, cũng không có quá lớn nắm chắc, cho nên hắn liền một mực trốn ở trong bóng tối quan sát. Ở nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn đi lên nghỉ ngơi một hồi sau đó, Vũ Văn Tiên liền đã trốn vào hắc ám thông đạo bên trong, hắn cũng chậm chậm bắt được quy luật. Ẩn núp hơn một ngày thời gian, Vũ Văn Tiên chờ lấy Tiêu Phàm bọn họ hao hết thần lực thời điểm xuất thủ, một kích chí ít cũng sẽ chém giết hai người, chỉ là hắn không nghĩ đến, Tiêu Phàm bọn họ dĩ nhiên còn có chạy trốn năng lực. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy một địch bốn? Long Phi Vũ khịt mũi coi thường nói. Chiến ngươi, ta một người là đủ. Kiếm tử quanh thân kiếm khí ngang dọc, chiến ý tăng vọt nói. Bọn họ đều là thiên sinh ngông nghênh người, mặc dù chơ chẽn Vũ Văn Tiên đánh lén, nhưng bọn hắn vẫn là không có dự định vây giết Vũ Văn Tiên. Nhưng các ngươi chết, còn không dễ dàng sao? Vũ Văn Tiên lạnh lùng cười một tiếng, hắn con ngươi đột nhiên nhìn về phía quảng trường trung ương tế đàn, khóe miệng hơi hơi dương lên. Đột nhiên, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm, đưa tay chém một cái, một đạo sáng chói kiếm mang bỗng nhiên hướng về cái kia tế đàn kích xạ mà đi. Hống hống, một thoáng thời gian, quảng trường bên trên vô số thần điêu thú bắt đầu giống giận, dường như là lên cơn điên mãnh liệt hướng tứ phương, Vũ Văn Tiên, người cực kỳ âm hiểm. Long Phi Vũ phẫn nộ nhìn xem Vũ Văn Tiên nói, thần sắc đề phòng nhìn xem bốn phía. Tiêu Phàm bọn họ tự nhiên cũng trước tiên biết Vũ Văn Tiên dự định, Vũ Văn Tiên nghĩ giết chết bọn họ, cũng không phải dựa vào bản thân lực lượng, mà là nghĩ mượn nhờ những cái này thần điêu thú lực lượng. Vũ Văn Tiên đầu tiên là chờ lấy bọn họ thần lực tiêu hao không sai biệt lắm, sau đó thừa cơ đánh lén bọn họ, cho dù giết không chết bọn họ, cũng có thể trọng thương một hai cái. Kể từ đó, Tiêu Phàm bọn họ chỉnh thể thực lực cũng liền giảm bớt đi nhiều. Sau đó lại cố ý công kích quảng trường trung ương cái kia tế đàn, chọc giận tất cả thần điêu thú, mượn nhờ thần điêu thú lực lượng diệt sát Tiêu Phàm bọn họ. Đây chính là mấy ngàn hơn vạn thần điêu thú a, Tiêu Phàm bốn cái lại làm sao có thể là nhiều như vậy thần điêu thú đối thủ đây. Dù là bọn họ trước đó thu lấy thần điêu thú, cũng chỉ là ở dọc theo quảng trường mà thôi, căn bản không dám xâm nhập trong quảng trường bộ phận, hơn nữa còn là bốn người hợp lực kết quả. Huống chi giờ phút này bọn họ thần lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, muốn từ thần điêu thú công kích đến sống sót, có thể cũng không phải là đồng dạng khó khăn. Mấu chốt là, Vũ Văn Tiên có thể ngự không mà đi, hắn đứng ở duy nhất nhập khẩu vị trí, Tiêu Phàm bọn họ muốn rời đi, liền phải vượt qua hắn Vũ Văn Tiên. Vũ Văn Tiên giờ phút này cầm kiếm canh giữ ở lối vào, tự nhiên là không thể nào nhường Tiêu Phàm bọn họ được như ý.
Bọn họ hiện tại có ba cái lựa chọn, đệ nhất là giết sạch cái này tất cả thần điêu thú, cái này hiển nhiên là không có khả năng, hàng ngàn hàng vạn thần điêu thú bên trong, thế nhưng là có không ít cổ thần cảnh hậu đát phi kỳ cùng cổ thần cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm bốn người thực lực cố nhiên không tồi, nhưng là đồng dạng không phải những cái này thần điêu thú đối thủ, huống chi bọn họ thần lực cũng đã tiêu hao nghiêm trọng. Cái thứ hai lựa chọn liền là bay lên không trung, giết Phũ Văn Tiên, chỉ là, trước không nói bọn họ có hay không phi không năng lực, chỉ là giết Phũ Văn Tiên bọn họ liền không có quá lớn nắm chắc. Phũ Văn Tiên thân làm thập đại thiên tài đứng đầu, cho dù hiện tại trạng thái không tốt, nhưng là tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy có thể qua giết chết. Chỉ cần làm không được một kích tất sát, đến lúc đó Vũ Văn Tiên tất nhiên sẽ giữ vững nhập khẩu, bọn họ muốn đi lên, vậy liền càng thêm không thể nào, cuối cùng cũng đồng dạng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên, bọn họ còn có cái thứ ba lựa chọn, kia chính là hủy tế đàn, chỉ cần tế đàn hủy diệt, không thể tiếp tục cho thần điêu thú cung cấp cái kia năng lượng đặc thù, bọn họ liền có thể yên ổn sống sót. Tiêu Phàm trong đầu của bọn họ lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào lựa chọn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng mà lúc này, bọn họ căn bản không có khả năng có quá nhiều thời gian cân nhắc, những cái kia thần điêu thú cũng đã giết đến đây, bốn người không thể không thận trọng đối đãi. Mọi người cẩn thận, Long Phi Vũ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bọn họ bốn người lưng tựa lưng, đồng thời đối phó bốn cái phương hướng thần điêu thú. Nếu là bình thường, bọn họ bốn người là tuyệt đối không có khả năng liên thủ, có thể hiện tại, bọn họ bị buộc đến dạng này cấp độ. Một người đối phó nhiều như vậy thần điêu thú mà nói, bọn họ tuyệt đối kiên trì không được bao lâu. Nhất là Thi Hoàng Tử, giờ phút này người bị trọng thương, lồng ngực bên trên máu tươi còn đang không ngừng lưu đi ra, sắc mặt càng ngày càng trắng bạch. 10 cái hô hấp thời gian, Thi Hoàng Tử trên người vết thương càng ngày càng nhiều, thương thế cũng càng ngày càng nặng. Mấy người sắc mặt đều biến càng ngày càng âm trầm. Thi Hoàng Tử nếu không kiên trì nổi, Tiêu Phàm bọn họ ba người áp lực cũng sẽ lớn rất nhiều, cái này cũng không phải bọn họ muốn thấy được. Oanh, làm đám người lo lắng thời khắc, một cỗ cuồng bạo lực lượng đột nhiên từ Thi Hoàng Tử trên người bộc phát ra, cuồn cuộn hắc sắc ma khí mãnh liệt tứ phương, liền Tiêu Phàm bọn họ đều cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía. Còn bảo lưu lấy thực lực a, ta cũng phải nhìn xem các người có thể kiên trì bao lâu. Phũ Văn Tiên mặt âm trầm, tà tà cười nói. Hắn ở trong huyền hoàng chi khí đi 3 ngày 3 đêm, nhục thân cùng linh hồn đều bị huyền hoàng chi khí ăn mòn, nếu như không phải bỏ ra giá rất lớn, hắn thần cách đều sẽ bị thương. Hắn trong lòng có thể kìm nén một ngụm nộ khí không chỗ phát thiết, nhưng mà tiếp xuống hắc sắc thông đạo cũng mệt ở hắn dòng dã một ngày thời gian, hắn sát ý cũng đã đạt đến đỉnh điểm. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm bốn người hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, Vũ Văn Tiên trong lòng nội ý giống như nước sông cuồn cuộn đồng dạng quay cuồng không thôi, bất quá vẫn là bị hắn cưỡng ép áp chế xuống. Nếu như vẻn vẹn chỉ là giết chết Tiêu Phàm, Vũ Văn Tiên vẫn như cũ lắng lại không được trong lòng lửa giận, chỉ có đem Long Phi Vũ, Thi Hoàng Tử cùng Kiếm Tử ba người cũng cùng nhau chém giết, mới có thể để cho hắn hoàn toàn phát tiết một hớp này nộ khí. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm bốn người bị thần điêu thú công kích, Vũ Văn Tiên trong lòng tự nhiên được không thoải mái. Thời gian chậm rãi xói mòn, Tiêu Phàm bốn người kiên trì suốt nửa chén trà nhỏ thời gian, bất quá cái này đã đến bọn họ cực hạn một dạng. Nhất định muốn nghĩ biện pháp hủy tế đàn, Kiếm Tử lại không mảy may men say, trong mắt kiếm quang lấp lóe, sắc bén đến cực điểm. Không có khả năng hủy tế đàn, nơi này cự ly tế đàn trung ương. Thế nhưng là mấy dặm cự ly, chúng ta còn không có tới gần tế đàn, đoán chừng liền đã bị thần điêu thú giết chết. Thi Hoàng Tử sắc mặt khó coi nói, hắn thanh âm đều có chút suy yếu. Tiêu Phàm cùng Long Phi Vũ hai người cũng gật gật đầu, dư quang thỉnh thoảng quan sát đến bốn phía, đang suy tư đối sách. Long huynh, người có hay không nắm chắc đánh lén Vũ Văn Tiên? Đột nhiên, Tiêu Phàm một kích đem một đầu thần điêu thú chém giết. Âm thầm cho Vũ Văn Tiên ba người truyền cho nhau thanh âm nói. Ngươi là nói mượn nhờ không gian xuyên toa, Long Phi Vũ minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, ta có thể xuất hiện ở sau lưng của hắn, nhưng không có nắm chắc giết chết hắn, Vũ Văn Tiên nhưng không có mặt ngoài lại như vậy đơn giản. Tiêu Phàm có thể nghe ra được Long Phi Vũ đối Vũ Văn Tiên kiêng kỵ, phải biết, Long Phi Vũ thế nhưng là hư không thể a,
chẳng lẽ Vũ Văn Tiên so Long Phi Vũ còn muốn cường đại sao? Nhìn đến Vũ Văn Tiên có thể trở thành thập đại thiên tài đứng đầu, là có nguyên nhân. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, sau đó lại nói, không cần ngươi giết chết hắn, chỉ cần ngươi có thể đem nó kích xuống tới, đến lúc đó ngăn chặn hắn, chúng ta thì có thở dốc cơ hội. Biện pháp này làm được, chỉ cần chúng ta có thể đi đến nhập khẩu, đến lúc đó đem Vũ Văn Tiên cách trở bên ngoài, cũng làm cho hắn hảo hảo thể nghiệm một cái thần điêu thú tư vị. Kiếm tử mặt âm trầm nói. Giờ phút này Vũ Văn Tiên đang đứng ở nhập khẩu biên giới, quảng trường trên không mặc dù có không ít có thể phi hành thần điêu thú, nhưng chúng nó đều không dám tới gần cửa vào. Có thể nói, cái kia nhập khẩu vị trí, là nơi này duy nhất địa phương an toàn. Long Phi Vũ cho Tiêu Phàm ba người một cái ánh mắt, ba người chậm rãi hướng về nhập khẩu phía dưới di động, Vũ Văn Tiên còn coi là Tiêu Phàm bọn họ bốn người sợ hãi chuẩn bị lui về sau. Bất quá, Vũ Văn Tiên vẫn là rất có lòng đề phòng, hắn cũng chậm chậm hướng về nhập khẩu tới gần, sau một lát liền rơi vào nhập khẩu biên giới trên bệ đá, cười lạnh nhìn chằm chằm phía dưới. Nhưng mà, khi hắn ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm bọn họ mấy người vị trí địa phương lúc, lại là phát hiện, Long Phi Vũ đột nhiên không thấy bóng dáng. Người đâu? Vũ Văn Tiên hơi nhíu mày, đang yên đang lành người làm sao sẽ đột nhiên biến mất đây? Vẻn vẹn trong nháy mắt, Vũ Văn Tiên liền cảm giác phía sau tê dại một hồi, thấy lạnh cả người phun lên trong lòng, không chút do dự đưa tay hướng hậu phương một kiếm vung đi. Bang, một tiếng vang giòn, Vũ Văn Tiên bị một cỗ cường đại lực lượng đánh bay hơn mấy trượng, quay đầu nhìn một cái, lại là phát hiện nhập khẩu vị trí đột nhiên nhiều một đạo thân ảnh, ngoại trừ Long Phi Vũ còn có thể là ai đây? Không gian xuyên toa, hư không chi thể. Vũ Văn Tiên sắc mặt trầm xuống, nhìn xem phía dưới Tiêu Phàm bọn họ nhảy vọt lên trời, đang nhanh chóng hướng về nhập khẩu tới gần, hắn không chút do dự chém ra mấy kiếm. Tiêu Phàm ba người ra sức ngăn cản, đáng tiếc bọn họ không thể ngự không phi hành, tức khắc lần nữa bị cỗ kia lực lượng đánh rơi xuống. Vẫn là coi thường Vũ Văn Tiên thực lực, Tiêu Phàm trong lòng lạnh lùng đến cực điểm. Nguyên bản hắn coi là Long Phi Vũ có thể một kiếm đem Vũ Văn Tiên chấn xuống tới, bọn họ lại ra sức cuốn lấy hắn, thật không nghĩ đến là, Vũ Văn Tiên cũng không có bị đánh xuống. Vũ Văn Tiên tựa như cũng đoán được Tiêu Phàm bọn họ mục đích, đạm mạc cười nói, có vẻ như các ngươi kế hoạch thất bại, tiếp tục chờ chết a. Vậy cũng chưa hẳn, lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, gần như đồng thời, một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên từ Vũ Văn Tiên phía sau truyền đến. Vũ Văn Tiên kêu sợ hãi, nơi này không phải chỉ có hắn lại có thể ngự không phi hành a, làm sao còn có những người khác thanh âm. Chủ yếu nhất là, Tiêu Phàm, Long Phi Vũ, Thi Hoàng Tử cùng Kiếm Tử bốn người đều ở mắt hắn ra phía dưới a, còn có ai có thể đánh lén hắn. Khi hắn quay đầu nhìn lại thời khắc, lại là nhìn thấy một đạo đáng sợ quyền cương hướng về hắn giận oanh mà tới, Vũ Văn Tiên kiếm trong tay chẳng biết lúc nào cũng đã ngăn khuất trước người. Bành một tiếng nổ vang, cái kia quyền cương đập ầm ầm tại kiếm thể phía trên, Vũ Văn Tiên cánh tay chấn động, cả người giống như đạn pháo một dạng hướng về mặt đất rơi xuống. Vũ Văn Tiên chỉ cảm giác ngực nổ tung, trong miệng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, thật giống như bị một khỏa tinh thần đập trúng một dạng. Hạ lạc quá trình bên trong, hắn trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi phía trên đạo kia thân ảnh, cả kinh kêu lên, không có khả năng, người tại sao sẽ ở bên trên. Kỳ thật không chỉ Vũ Văn Tiên chấn kinh, Long Phi Vũ, Thi Hoàng Tử cùng Kiếm Tử cũng đồng dạng kinh hãi vô cùng. Cái kia không phải Tiêu Phàm a, làm sao đột nhiên chạy đến phía trên đi. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, lại có một đạo thân ảnh từ mặt đất lướt lên, một kiếm hướng về Vũ Văn Tiên nổi giận chém đến. Lại một cái, Kiếm Tử kinh ngạc nhìn xem lướt lên đạo kia thân ảnh, lại nhìn về phía không trung bóng người, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Thì Hoàng Tử cùng Long Phi Vũ cũng đồng dạng như thế, đây là cái gì thủ đoạn, người làm sao có thể biến thành hai cái đây? Phải biết, trừ phi ở trên vô thần đảo lĩnh ngộ được thần thông bên ngoài, vô thần đảo thế nhưng là cấm chỉ cái khác thần thông cùng thiên phú a. Chân trời Tiêu Phàm, tự nhiên là Tiêu Phàm linh hồn phân thân, hắn cũng đã nhiều lần nếm thử qua loại này năng lực, mặc dù linh hồn phân thân tại vô thần đảo phát huy thực lực không bằng ngoại giới. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể thi triển ra loại này thiên phú năng lực. Về phần như thế nào thi triển, cái kia lại là cực kỳ đơn giản, linh hồn phân thân vốn liền là một sợi linh hồn mà thôi, có thể tùy ý biến hình.
Tại Long Phi Vũ chuẩn bị thi triển không gian xuyên toa thời khắc, Tiêu Phàm linh hồn phân thân liền bám vào Long Phi Vũ trên thân kiếm. Theo lấy Long Phi Vũ một kiếm chém ra, Tiêu Phàm linh hồn phân thân liền cùng nhau vung ra, xuất hiện ở không trung Vũ Văn Tiên phía sau, vừa vặn đánh lén Vũ Văn Tiên. Không biết tại sao, Tiêu Phàm lại hấp thu đại lượng huyền hoàng chi khí sau, không chỉ hắn nhục thân biến nặng, linh hồn cũng biến vô cùng trầm trọng. Đây cũng là hắn linh hồn phân thân ở không cách nào phát huy toàn lực tình huống dưới, có thể đem Vũ Văn Tiên đánh bay nguyên nhân một trong. Nhìn thấy Vũ Văn Tiên xuống tới, Tiêu Phàm bản tôn cũng đồng thời nhảy đi lên, tu la kiếm chán phóng vô cùng đáng sợ phong mang, liền hư không đều bị phá vỡ một dạng. Vũ Văn Tiên khuôn mặt lạnh lùng, hắn mặc dù bị Tiêu Phàm linh hồn phân thân đánh lén, nhưng điểm ấy thương thế đối với hắn tới nói cũng không tính cái gì. Nhìn thấy Tiêu Phàm dĩ nhiên chủ động đánh tới, Vũ Văn Tiên hừ lạnh một tiếng, quanh thân hiện lên vô số điểm sáng, giống như ức vạn tinh thần lấp lóe một dạng. Hắn một kiếm giận vung mà xuống, kiếm mang theo một mảnh tinh quang phóng tới Tiêu Phàm, cuồn cuộn hung uy từ phía chân trời đáp xuống. Oanh, cuồng bạo mà hung mãnh kiếm khí dập dờn tứ phương, hiện lên hình chữ thập khuếch tán, đầy trời kiếm khí phát ra từng đợt tiếng hét lớn, giống như cuồng phong nộ minh. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm cùng Vũ Văn Tiên rằng co cùng một chỗ, bất quá, theo lấy Tiêu Phàm hướng phía trên phóng đi quán tính giảm bớt, hắn thân thể nhanh chóng hướng về hậu phương rơi xuống. Tự tìm cái chết đồ vật, nhìn thấy Tiêu Phàm lực lượng đang yếu bớt, Vũ Văn Tiên trên mặt hiện lên một nụ cười, tựa như đã thấy Tiêu Phàm bị hắn một kiếm chém giết một màn. Cũng vừa lúc đó, Tiêu Phàm linh hồn phân thân cũng giết tới, Vũ Văn Tiên sắc mặt hơi đổi một chút, ra sức đẩy ra Tiêu Phàm một kiếm, sau đó ở hư không lật ngã nhào một cái, trường kiếm vừa lúc từ Tiêu Phàm linh hồn phân thân mi tâm xẹt qua. Phốc phốc một tiếng, Tiêu Phàm linh hồn phân thân bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một trận quang vũ biến mất. Vũ Văn Tiên kịp phản ứng thời khắc, lại là phát hiện Tiêu Phàm cũng đã biến mất ở phía dưới, mà là xuất hiện ở chỗ nhập khẩu vị trí. Đồng dạng, thì hoàng tử cùng kiếm tử hai người cũng thả người nhảy lên, xuất hiện ở nhập khẩu trên bệ đá, kiếm tử càng là cười tủm tỉm nhìn xem Vũ Văn Tiên. Vũ Văn Tiên sắc mặt đại biến, lại là nhìn thấy kiếm tử kiếm trong tay nộ khiếu một tiếng, một đạo kiếm mang xẹt qua hư không, xông thẳng cái kia tế đàn mà đi. Một màn này biết bao quen thuộc, không phải là hắn Vũ Văn Tiên vừa mới cố ý hãm hại Tiêu Phàm bọn họ chiêu số sao? Chỉ là hiện tại hoàn toàn trái lại, đây là Vũ Văn Tiên hoàn toàn không nghĩ đến. Hắn thực lực cố nhiên cường đại, nhưng vẫn như cũ quá xem thường Tiêu Phàm bọn họ, đều là thiên tài hạng người, hơn nữa còn là bốn người hiệp lực, lại làm sao có thể là hắn một người có thể địch. Hống, kiếm tử công kích tế đàn, khiến cho những cái kia thần điêu thú lần nữa điên cuồng lên, mặt đất thần điêu thú mặc dù cũng không cách nào phi hành, không làm gì được Vũ Văn Tiên. Nhưng đừng quên, cái này hàng ngàn hàng vạn thần điêu thú bên trong, có thể còn có rất nhiều phi cầm loại, bọn chúng giang hai cánh ra, sát khí bừng bừng nhào về phía Vũ Văn Tiên. Vũ Văn Tiên sát khí bừng bừng chừng Tiêu Phàm bọn họ một cái, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, lại không trước đó siêu phàm xuất trần bộ dáng, trên mặt càng là lộ ra ngoan tuyệt. Nhìn thấy Vũ Văn Tiên thần sắc, Tiêu Phàm bọn họ trong lòng hơi hơi trầm xuống, luôn cảm giác làm sai cái gì, một loại mãnh liệt bất an bao phủ bọn họ trong lòng. Lại là nhìn thấy Vũ Văn Tiên đột nhiên quanh thân phát sáng, trên người bắn ra vô số quang vũ, giống như sao băng hướng về tứ phía bát phương kích xạ mà đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường không trung đều bị quang vũ bao phủ, từ Tiêu Phàm bọn họ vị trí nhìn lại, trước mắt một màn liền tựa như óng ánh khắp nơi tinh hải. Chưa kịp Tiêu Phàm bọn họ kịp thưởng thức mảnh này tinh hải, lại là nhìn thấy Vũ Văn Tiên đột nhiên hóa thành một vệt sáng hướng về tế đàn trung ương phóng đi. Cái kia tốc độ, tuyệt đối không phải một cái thiên thần cảnh có thể triển lộ đi ra, thậm chí ngay cả cổ thần cảnh đỉnh phong đều hơi có không bằng. Tiêu Phàm bọn họ dĩ nhiên bắt không đến Vũ Văn Tiên tung tích, làm bọn họ lấy lại tinh thần thời khắc, lại là nhìn thấy cái kia tế đàn phía trên đột nhiên truyền đến một DQLAW tiếng bạo hưởng. Hắn đang công kích tế đàn, thì hoàng tử bưng bít lấy ngực, không hiểu nhìn xem Vũ Văn Tiên. Hắn hiện tại công kích tế đàn. Đây không phải cố ý đem thần điêu thú hấp dẫn tới sao? Tế đàn nếu là hủy, thần điêu thú không có năng lượng chèo chống, cũng liền không thể động a. Nhưng mà, bọn họ không nghĩ đến là,
những cái kia thần điêu thú cũng không có đi công kích Vũ Văn Tiên, ngược lại yên tĩnh trở lại, đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Thần điêu thú bất động, kiếm tử ánh mắt hơi hơi sáng lên. Đi, hủy đi trên tế đàn cửa sổ miệng, chúng ta có lẽ liền có thể ra ngoài. Long Phi Vũ không chút do dự nhảy xuống quảng trường, hiện tại thế nhưng là một cái cơ hội tốt vô cùng. Thi hoàng tử cùng kiếm tử cũng giống như bắt được cơ hội, vội vàng đi theo. Tiến vào Vô Trần Cung, bọn họ mặc dù cũng không có lấy được cái gọi là Vô Trần Cung truyền thừa, nhưng chỉ ít chiếm được không ít thần điêu thú, thu hoạch này cũng đã không ít rồi. Không đúng, cái kia năng lượng ba động mặc dù an tĩnh, nhưng lại giống là ở xúc thế. Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi lóe lên, hắn linh giác thập phần cường đại, cảm ứng sự tình có chút không thích hợp. Đáng tiếc hắn nghĩ ngăn cản Long Phi Vũ bọn họ cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể cứng rắn ra đầu đi theo xuống dưới, hắn cũng đã không được gửi hy vọng lấy được cái khác cái gì truyền thừa, có thể rời đi nơi này, chính là tốt nhất sự tình. Bọn họ không phát hiện là, Vũ Văn Tiên nhìn bọn họ đến, khóe miệng đột nhiên lộ ra một vòng tà tà tiếu dung, hắn thân thể đột nhiên lên như diều gặp gió, lấy trường kiếm mở đường, hướng về cửa sổ kia phóng đi. Ngay sau đó, quảng trường bên trên mới vô số quang vũ toàn bộ đều hướng về hắn hội tụ mà đi. Nói cho đúng là hướng về hắn mũi kiếm hội tụ mà đi. Khi hắn trường kiếm chạm đến quảng trường đỉnh lúc, hắn đột nhiên lăng không vạch một cái, hư không lại bị hắn xé ra một đạo hắc sắc lỗ hổng, giống như một đạo hắc sắc thiên mạc. Hắc sắc thiên mạc bên trong, lóe ra vô số quang điện, xa xa nhìn lại, liền tựa như một mảnh khác vũ trụ đồng dạng. Vũ Văn Thiên quay đầu nhìn mấy người một cái, sau đó nghĩa vô phản cố dấn thân vào cái kia màu đen màn sáng bên trong. Vũ Văn Tiên thân ảnh biến mất, chỉ có một đạo ngông cuồng tiếng cười vang lên, đều cho ta mai táng ở nơi này a. Thoại âm rơi xuống, cái kia màu đen màn sáng lại là bắt đầu nhanh chóng khép kín, cũng liền tại lúc này, quảng trường bên trên mới thần điêu thú, tựa như điên cuồng đồng dạng gào thét, vô số kinh khủng khí tức tập trung vào Tiêu Phàm bọn họ. Chân chính nguy cơ, muốn lại tới. Hàng ngàn hàng vạn thần điêu thú gầm thét, toàn bộ quảng trường đều triệt để cuồng loạn. Tiêu Phàm bọn họ chỉ cảm giác ra đầu nổ tung một dạng. Nhiều như vậy thần điêu thú, nếu là toàn bộ thẳng hướng bọn họ, liền là 100 đầu mệnh, đoán chừng cũng không đủ sống. Đáng chết Vũ Văn Tiên, cũng dám âm chúng ta. Kiếm tử băng lãnh phun ra một câu, hắn bình thường không thích nhất chính là âm hiểm hạng người. Hôm nay bị Vũ Văn Tiên liên tục chơi đều nhiều lần, rộng rãi như hắn, đều hiện lên sát ý. Nhanh ra ngoài. Long Phi Vũ con người nhìn chằm chặp không trung hắc sắc quang mạc, hiện tại bọn hắn cự ly tế đàn trung ương không phải rất xa, mà hắc sắc quang mạc còn không có khép kín, đây là bọn họ rời đi cơ hội duy nhất. Bất quá, Tiêu Phàm cùng Thi Hoàng tử hiển nhiên là theo không kịp, Thi Hoàng tử chịu trọng thương, tốc độ giảm bớt đi nhiều, mà Tiêu Phàm lại là chậm bọn họ mà động, cho dù muốn cùng đi lên, cũng khó. Vậy bọn hắn, kiếm tử một bên lao nhanh. Lại không khỏi quay đầu nhìn Tiêu Phàm cùng Thi Hoàng tử một cái. Không cần phải để ý đến chúng ta, ra ngoài sau, nhớ kỹ giúp chúng ta làm thịt cái kia tên khốn kiếp. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, đối kiếm hắn ngược lại là lau mắt mà nhìn. Bọn họ lúc đầu chỉ là cạnh tranh đối thủ, chỉ là tạm thời hợp tác ly khai cái này địa phương quỷ quái mà thôi, nhưng hắn không nghĩ đến, kiếm tử vậy mà sẽ không đành lòng lưu lại bọn họ một mình rời đi. Đi. Long Phi Vũ hướng về phía Tiêu Phàm cùng Thi Hoàng tử nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên nắm lấy kiếm tử bả vai, hai người lăng không biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa lúc xuất hiện, đã là ở trên không trung. Cẩn thận, vừa mới xuất hiện, kiếm tử liền kêu sợ hãi một tiếng, lại là nhìn thấy một đầu to lớn phi cầm thần điêu thú hướng về bọn họ đánh giết mà đến. Phốc, cũng liền tại lúc này, một đạo kiếm quang từ bọn họ trước mắt lóe qua. Ngay sau đó cái kia phi cầm thần điêu thú đột nhiên nổ tung, bị vô số kiếm khí quấy đến vỡ nát. Hai người không biết vì sao, lại là không biết lúc này là ai cứu được bọn họ. Đi mau, lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến Tiêu Phàm tiếng hét lớn, Tiêu Phàm vẫn như cũ còn duy trì xuất kiếm động tác, hiển nhiên vừa mới chém giết thần điêu thú đúng là hắn. Tiêu Phàm ở nhìn thấy Long Phi Vũ cùng kiếm tử hai người biến mất thời khắc. Hắn vừa lúc bắt được cái kia màu đen màn sáng trước mặt xuất hiện một đầu cổ thần cảnh trung kỳ thần điêu thú. Hắn biết rõ, nếu như Long Phi Vũ cùng kiếm tử nếu là xuất hiện ở hắc sắc quang mạc bên cạnh,
khẳng định sẽ bị cái này thần điêu thú đánh lén, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mình. Tiêu Phàm tự nhiên là không chút do dự xuất thủ, không vì cái gì khác, Long Phi Vũ cùng kiếm tử hai người nếu là chạy trốn, chí ít Vũ Văn Tiên sẽ không khá giả. Đa tạ Tiêu huynh, Long Phi Vũ cùng kiếm tử hai người hít sâu một cái, bọn họ cùng Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều giao tình, lại không nghĩ rằng Tiêu Phàm dĩ nhiên ở thời điểm then chốt cứu được bọn họ một lần. Giờ phút này cũng không phải khách khí thời điểm, hai người lời còn chưa dứt, liền một đầu cắm vào hắc sắc quang mạc bên trong. Cũng liền một cái hô hấp không đến thời gian, cái kia màu đen màn sáng hoàn toàn biến mất. Quảng trường bên trên, chỉ có Tiêu Phàm cùng Thi Hoàng tử còn đang không ngừng chạy nhanh, giờ phút này bọn họ cũng đã đi tới quảng trường trung ương tế đàn cách đó không xa, nhưng cự ly tế đàn còn một hồi cự ly. Mà cái kia hàng ngàn hàng vạn thần điêu thú, lại là triệt để điên cuồng lên, bọn chúng trên người năng lượng ba động mãnh liệt, bắt đầu trắng trợn giết chóc. Ầm một tiếng vang thật lớn, Thi Hoàng tử bị một đầu tóc đen sắc sư tử một móng vuốt tung bay, phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể tại mặt đất trượt đi hơn mấy trượng mới dừng lại. Nhưng mà không chờ hắn lấy lại tinh thần, lại có một cái to lớn hắc sắc móng vuốt giận vung mà xuống, còn chưa rơi xuống, lăng lệ cương phong liền quát phá hắn khuôn mặt. Thi Hoàng tử thực lực không yếu, nhưng những cái này thần điêu thú có thể đều là cổ thần cảnh hậu kỳ trở lên tu vi, căn bản không phải hắn có thể địch. Huống chi hắn hiện tại cũng người bị trọng thương. Thi Hoàng tử con người rung động kịch liệt lấy, tràn đầy vô tận không cam lòng, hắn không muốn bản thân vậy mà sẽ chết ở loại này địa phương. Minh Hỏa Long Trảo, lúc này, một tiếng quát nhẹ truyền ra, lại là nhìn thấy một cái to lớn hỏa diễm móng vuốt từ một bên bay tứ tung mà tới, đem cái kia to lớn hắc sắc móng vuốt đụng bay. Không đợi Thi Hoàng tử phản ứng không đến, một cái đại thủ cũng đã bắt được Thi Hoàng tử bả vai. Điên cuồng hướng về phía trước xuyên đi. Tiêu Phàm, Thi Hoàng tử con người hơi hơi run rẩy, hắn không nghĩ đến tại sinh tử tồn vong thời khắc, lại là Tiêu Phàm cứu được hắn một mạng. Phải biết, hắn trước đó có thể còn muốn giết Tiêu Phàm a, Tiêu Phàm dĩ nhiên bất kể hiềm khích lúc trước. Ngươi có phải hay không muốn cảm kích ta? Nếu như là, vậy liền chờ chúng ta sống sót nói sau đi. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói, hắn một tay nắm lấy Thi Hoàng tử bả vai. Một cái tay khác nắm lấy Tu La kiếm đại sát tứ phương. Hắn so Thi Hoàng tử tương đối tới nói tốt một chút, nhưng là chẳng tốt đẹp gì, thân thể nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm, thê thảm đến cực điểm. Nếu như không phải hắn nhục thân đầy đủ cường đại, đoán chừng sớm đã bị đánh thành thịt nát. Thi Hoàng tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn phát hiện, Tiêu Phàm trên mặt vẫn như cũ mang theo tiếu dung, căn bản không có đối mặt tử vong hoảng sợ. Điểm này, thế nhưng là hắn làm không được. Chẳng lẽ Tiêu Phàm không sợ chết sao? Thi Hoàng tử âm thầm lắc lắc đầu, hắn phát hiện bản thân càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Hắn không biết là, Tiêu Phàm kỳ thật cũng sợ chết, chỉ là hắn cũng không cho rằng bản thân sẽ chết. Hiện tại bọn hắn vị trí, cự ly này tế đàn chỉ có không đến chừng 10 trượng cự ly. Chỉ cần xuất hiện ở trên tế đàn, một đám thần điêu thú liền sẽ không công kích bọn họ. Đến lúc đó bọn họ lại hủy tế đàn, liền có thể sống sót. Đương nhiên, nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đừng nói đại sát tứ phương, liền là có thể đứng dậy, hai chân không phát run liền đã 10 phần không sai. Liên tục phung ra hai kiếm, lại có hai đầu thần điêu thú bị hắn chém giết, Tiêu Phàm thân thể nhanh chóng theo vào, đáng tiếc hắn hiện tại không cách nào thi triển tốc độ thân pháp thần thông, nếu không mà nói, muốn tránh thoát những cái này thần điêu thú đánh giết. Đi đến tế đàn cũng không phải việc khó gì. Phốc phốc, đồng thời, có một đầu thần điêu thú móng vuốt từ Tiêu Phàm ngực xẹt qua, mang theo mảng lớn mưa máu, một kích này, vốn là thẳng hướng Thi Hoàng tử, nhưng là Tiêu Phàm quả thực là kéo ra Thi Hoàng tử, bản thân chống đỡ một kích này. Thi Hoàng tử nhìn ở trong mắt, lạnh lùng như hắn, giờ phút này con người cũng đột nhiên nổi lên tơ máu, mũi có chút mỏi như. Vì cái gì? Thi Hoàng tử khàn khàn phun ra một câu. Vì cái gì, nam nhân chỗ nào có nhiều như vậy vì cái gì? Nếu như ngươi cứng rắn muốn biết rõ, ta vì sao muốn cứu ngươi, đó là bởi vì ngươi đáp ứng ta sự tình có thể còn không hoàn thành, ta còn phải dựa vào ngươi cùng nhau biện pháp đến cho ta ngăn trở Huyền Thiên Kiếm Tông đây. Tiêu Phàm cười khẽ, không có lộ ra bất luận cái gì thống khổ biểu lộ, tựa như cái này thân thể đã không phải là hắn. Thi Hoàng tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Nếu là đổi lại là hắn,
giờ phút này chỗ nào còn sẽ đoán chừng những cái này, bản thân có thể mạng sống mới là vị thứ nhất. Đáng chết, cuối cùng năm trượng, làm sao cũng phải chịu nổi. Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh đến cực điểm, bọn họ cự ly tế đàn chỉ có 5 trượng cự ly, có thể cái này lại tựa như lạch trời một dạng. Bốn phía thần điêu thú hoàn toàn không muốn sống đồng dạng nhào tới, Tiêu Phàm y phục vẫn như cũ bị máu tươi thẩm thấu, qua nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ nhận qua như thế trọng thương. Thình thịch, lại là hai đạo vết cào xuất hiện ở Tiêu Phàm trên lưng, huyết nhục đều lật đi ra, bất quá Tiêu Phàm quả thực là liền lông mày đều không có nhăn một cái. Tiêu Phàm, PVPPJ không cần quản ta, tiếp tục như vậy ngươi cũng phải chết. Thì hoàng tử rốt cục không nhịn được hét lớn, hắn cho tới bây giờ không thiếu hắn người đồ vật, nhưng mà hôm nay lại thiếu Tiêu Phàm nhiều lần. Thì hoàng tử chưa bao giờ nghĩ đến, bản thân cũng có bị người khác cứu một ngày, yên tâm, chỉ còn lại một điểm cuối cùng khoảng cách, coi như từng bước một rời, chúng ta cũng sẽ đi qua. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm máu nhiễm răng, hết sức dữ tợn. Hàng ngàn hàng vạn thần điêu thú gầm thét, toàn bộ quảng trường đều triệt để cuồng loạn, Tiêu Phàm bọn họ chỉ cảm giác ra đầu nổ tung một dạng. Nhiều như vậy thần điêu thú, nếu là toàn bộ thẳng hướng bọn họ, liền là 100 đầu mệnh, đoán chừng cũng không đủ sống. Đáng chết Vũ Văn Tiên, cũng dám âm chúng ta, kiếm tử băng lãnh phun ra một câu, hắn bình thường không thích nhất chính là âm hiểm hạng người. Hôm nay bị Vũ Văn Tiên liên tục chơi đều nhiều lần, rộng rãi như hắn, đều hiện lên sát ý. Nhanh ra ngoài, Long Phi Vũ con ngươi nhìn chằm chặp không trung hắc sắc quang mạc, hiện tại bọn hắn cự ly tế đàn trung ương không phải rất xa, mà hắc sắc quang mạc còn không có khép kín, đây là bọn họ rời đi cơ hội duy nhất. Bất quá, Tiêu Phàm cùng Thi Hoàng tử hiển nhiên là theo không kịp, Thi Hoàng tử chịu trọng thương, tốc độ giảm bớt đi nhiều, mà Tiêu Phàm lại là chậm bọn họ mà động, cho dù muốn cùng đi lên, cũng khó. Vậy bọn hắn, kiếm tử một bên lao nhanh, lại không khỏi quay đầu nhìn Tiêu Phàm cùng Thi Hoàng tử một cái. Không cần phải để ý đến chúng ta, ra ngoài sau, nhớ kỹ giúp chúng ta làm thịt cái kia tên khốn kiếp. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, đối kiếm hắn ngược lại là lau mắt mà nhìn. Bọn họ lúc đầu chỉ là cạnh tranh đối thủ, chỉ là tạm thời hợp tác ly khai cái này địa phương quỷ quái mà thôi, nhưng hắn không nghĩ đến, kiếm tử vậy mà sẽ không đành lòng lưu lại bọn họ một mình rời đi. Đi, Long Phi Vũ hướng về phía Tiêu Phàm cùng Thi Hoàng tử nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên nắm lấy kiếm tử bả vai, hai người lăng không biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa lúc xuất hiện, đã là ở trên không trung. Cẩn thận, vừa mới xuất hiện, kiếm tử liền kêu sợ hãi một tiếng, lại là nhìn thấy một đầu to lớn phi cầm thần điêu thú hướng về bọn họ đánh giết mà đến. Phốc, cũng liền tại lúc này, một đạo kiếm quang từ bọn họ trước mắt lóe qua, ngay sau đó cái kia phi cầm thần điêu thú đột nhiên nổ tung, bị vô số kiếm khí quấy đến vỡ nát. Hai người không biết vì sao, lại là không biết lúc này là ai cứu được bọn họ. Đi mau, lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến Tiêu Phàm tiếng hét lớn, Tiêu Phàm vẫn như cũ còn duy trì xuất kiếm động tác, hiển nhiên vừa mới chém giết thần điêu thú đúng là hắn. Tiêu Phàm ở nhìn thấy Long Phi Vũ cùng kiếm tử hai người biến mất thời khắc, hắn vừa lúc bắt được cái kia màu đen màn sáng trước mặt xuất hiện một đầu cổ thần cảnh trung kỳ thần điêu thú. Hắn biết rõ, nếu như Long Phi Vũ cùng kiếm tử nếu là xuất hiện ở hắc sắc quang mạc bên cạnh, khẳng định sẽ bị cái này thần điêu thú đánh lén, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mình. Tiêu Phàm tự nhiên là không chút do dự xuất thủ, không vì cái gì khác, Long Phi Vũ cùng kiếm tử hai người nếu là chạy trốn, chỉ ít Vũ Văn Tiên sẽ không khá giả. Đa tạ Tiêu huynh, Long Phi Vũ cùng kiếm tử hai người hít sâu một cái, bọn họ cùng Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều giao tình, lại không nghĩ rằng Tiêu Phàm dĩ nhiên ở thời điểm then chốt cứu được bọn họ một lần. Giờ phút này cũng không phải khách khí thời điểm, hai người lời còn chưa dứt, liền một đầu cắm vào hắc sắc quang mạc bên trong. Cũng liền một cái hô hấp không đến thời gian, cái kia màu đen màn sáng hoàn toàn biến mất. Quảng trường bên trên, chỉ có Tiêu Phàm cùng Thi Hoàng tử còn đang không ngừng chạy nhanh, giờ phút này bọn họ cũng đã đi tới quảng trường trung ương tế đàn cách đó không xa, nhưng cự ly tế đàn còn một hồi cự ly. Mà cái kia hàng ngàn hàng vạn thần điêu thú, lại là triệt để điên cuồng lên, bọn chúng trên người năng lượng ba động mãnh liệt, bắt đầu trắng trợn giết chóc. Âm một tiếng vang thật lớn,
thì hoàng tử bị một đầu tóc đen sắc sư tử một móng vuốt tung bay, phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể tại mặt đất chợt đi hơn mấy trượng mới dừng lại. Nhưng mà không chờ hắn lấy lại tinh thần, lại có một cái to lớn hắc sắc móng vuốt giận vung mà xuống, còn chưa rơi xuống, Lăng Lệ Cương Phong liền quát phá hắn khuôn mặt. Thì hoàng tử thực lực không yếu, nhưng những cái này thần điêu thú có thể đều là cổ thần cảnh hậu kỳ trở lên tu vi, căn bản không phải hắn có thể địch, huống chi hắn hiện tại cũng người bị trọng thương. Thì hoàng tử con người rung động kịch liệt lấy, tràn đầy vô tận không cam lòng, hắn không muốn bản thân vậy mà sẽ chết ở loại này địa phương. Minh Hỏa Long Trảo, lúc này, một tiếng quát nhẹ truyền ra, lại là nhìn thấy một cái to lớn hỏa diễm móng vuốt từ một bên bay tứ tung mà tới, đem cái kia to lớn hắc sắc móng vuốt đụng bay. Không đợi thi hoàng tử phản ứng không đến, một cái đại thủ cũng đã Pinax bắt được thi hoàng tử bả vai, điên cuồng hướng về phía trước xuyên đi. Tiêu Phàm, thi hoàng tử con người hơi hơi run rẩy, hắn không nghĩ đến tại sinh tử tồn vong thời khắc, lại là Tiêu Phàm cứu được hắn một mạng. Phải biết, hắn trước đó có thể còn muốn giết Tiêu Phàm a, Tiêu Phàm dĩ nhiên bất kể hiềm khích lúc trước. Ngươi có phải hay không muốn cảm kích ta? Nếu như là... Vậy liền chờ chúng ta sống sót nói sau đi. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói, hắn một tay nắm lấy thi hoàng tử bả vai, một cái tay khác nắm lấy tu la kiếm đại sát tứ phương. Hắn so thi hoàng tử tương đối tới nói tốt một chút, nhưng là chẳng tốt đẹp gì, thân thể nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm, thê thảm đến cực điểm. Nếu như không phải hắn nhục thân đầy đủ cường đại, đoán chừng sớm đã bị đánh thành thịt nát. Thi hoàng tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn phát hiện, Tiêu Phàm trên mặt vẫn như cũ mang theo tiếu dung, căn bản không có đối mặt tử vong hoảng sợ, điểm này, thế nhưng là hắn làm không được. Chẳng lẽ Tiêu Phàm không sợ chết sao? Thì hoàng tử âm thầm lắc lắc đầu, hắn phát hiện bản thân càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Hắn không biết là, Tiêu Phàm kỳ thật cũng sợ chết, chỉ là hắn cũng không cho rằng bản thân sẽ chết, hiện tại bọn hắn vị trí, cự ly này tế đàn chỉ có không đến chừng 10 trượng cự ly. Chỉ cần xuất hiện ở trên tế đàn, một đám thần điêu thú liền sẽ không công kích bọn họ, đến lúc đó bọn họ lại hủy tế đàn, liền có thể sống sót. Đương nhiên, nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đừng nói đại sát tứ phương, liền là có thể đứng dậy, hai chân không phát run liền đã 10 phần không sai. Liên tục phun ra hai kiếm, lại có hai đầu thần điêu thú bị hắn chém giết, Tiêu Phàm thân thể nhanh chóng theo vào, đáng tiếc hắn hiện tại không cách nào thi triển tốc độ thân pháp thần thông. Nếu không mà nói, muốn tránh thoát những cái này thần điêu thú đánh giết, đi đến tế đàn cũng không phải việc khó gì. Phốc phốc, đồng thời, có một đầu thần điêu thú móng vuốt từ Tiêu Phàm ngực xẹt qua, mang theo mảng lớn mưa máu, một kích này, vốn là thẳng hướng thi hoàng tử, nhưng là Tiêu Phàm quả thực là kéo ra thi hoàng tử, bản thân chống đỡ một kích này. Thi hoàng tử nhìn ở trong mắt, lạnh lùng như hắn, giờ phút này con ngươi cũng đột nhiên nổi lên tơ máu, mũi có chút mỏi như. Vì cái gì, thì hoàng tử khàn khàn phun ra một câu. Vì cái gì, nam nhân chỗ nào có nhiều như vậy vì cái gì? Nếu như ngươi cứng rắn muốn biết rõ, ta vì sao muốn cứu ngươi, đó là bởi vì ngươi đáp ứng ta sự tình có thể còn không hoàn thành, ta còn phải dựa vào ngươi cùng nhau biện pháp đến cho ta ngăn trở Huyền Thiên Kiếm Tông đây. Tiêu Phàm cười khẽ, không có lộ ra bất luận cái gì thống khổ biểu lộ, tựa như cái này thân thể đã không phải là hắn. Thi hoàng tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nếu là đổi lại là hắn, giờ phút này chỗ nào còn sẽ đoán chừng những cái này, bản thân có thể mạng sống mới là vị thứ nhất. Đáng chết, cuối cùng năm trượng, làm sao cũng phải chịu nổi. Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh đến cực điểm, bọn họ cự ly tế đàn chỉ có 5 trượng cự ly, có thể cái này lại tựa như lạch trời một dạng. Bốn phía thần điêu thú hoàn toàn không muốn sống đồng dạng nhào tới, Tiêu Phàm y phục vẫn như cũ bị máu tươi thẩm thấu. Qua nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ nhận qua như thế trọng thương. Thình thịch, lại là hai đạo vết cào xuất hiện ở Tiêu Phàm trên lưng, huyết nhục đều lật đi ra, bất quá Tiêu Phàm quả thực là liền lông mày đều không có nhăn một cái. Tiêu Phàm, không cần quản ta, tiếp tục như vậy ngươi cũng phải chết. Thì hoàng tử rốt cục không nhịn được hét lớn, hắn cho tới bây giờ không thiếu hắn người đồ vật, nhưng mà hôm nay lại thiếu Tiêu Phàm nhiều lần. Thì hoàng tử chưa bao giờ nghĩ đến, bản thân cũng có bị người khác cứu một ngày, yên tâm, chỉ còn lại một điểm cuối cùng khoảng cách, coi như từng bước một rời, chúng ta cũng sẽ đi qua.
Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm máu nhiễm răng, hết sức dữ tợn. Giết! Tiêu Phàm gầm thét, Tu La kiếm chấp động, một kiếm nhanh hơn một kiếm, hắn rõ ràng chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng giờ phút này, lại giống như cổ thần cảnh đồng dạng, quét ngang tứ phương. Hắn không có thi triển bất luận cái gì kiếm chiêu, cũng không có bất luận cái gì thần thông, liền là một kiếm vung vẩy mà ra. Nhưng mà, phàm là tới gần Tiêu Phàm thần điêu thú, hoàn toàn bị kiếm khí xé nát. Thân theo kiếm động, kiếm theo tâm động, phản phác quy chân. Thì hoàng tử kinh hãi Tiêu Phàm thiên phú, dĩ nhiên ở trong giết chóc, kiếm đạo còn tại thuế biến. Thân theo kiếm động, kiếm theo tâm động, có lẽ tại cấp thấp cảnh giới lúc, rất nhiều người cũng có thể làm được, nhưng đột phá thiên thần cảnh sau đó, tất cả mọi người đều hướng tới thần thông thủ đoạn, không có mấy người vẫn như cũ đắm chìm cái này phổ thông kiếm pháp. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là trong đó một cái, kiếm pháp cũng đã đạt đến một cái phản phác quy chân cấp độ, nhìn như đơn giản huy kiếm, lại bức thần thông còn muốn đáng sợ. Tất cả những thứ này, cũng phải nhờ vào Tu La kiếm thuế biến, bây giờ Tu La kiếm, có thể nói ngươi hoàn toàn là Tiêu Phàm một bộ phận, liền tựa như cánh tay mình một dạng. Chỉ bất quá, hắn mỗi tiến lên trước một bước đều hết sức khó khăn, tại hắn trước người, đều là cổ thần cảnh hậu kỳ trở lên thần điêu thú. Cũng may thần điêu thú quá nhiều, bọn họ thân hình tương đối nhỏ, Tiêu Phàm nhanh chóng xen kẽ tại thần điêu thú ở giữa trong khe hở, lúc này mới may mắn hơi tàn đến hiện tại. Thi hoàng tử, khôi phục điểm thể lực không? Tiêu Phàm sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng, hắn phát hiện, bản thân hay là khinh thường những cái này thần điêu thú. Bọn chúng mặc dù có ý thức, nhưng đều không sợ chết, đối chủ nhân mệnh lệnh sẽ trung tâm không hai, bọn chúng sẽ thể sống chết thủ vệ tế đàn. Cứ tiếp như thế, cái này chỉ có 5 trượng cự ly, thật có khả năng đem bọn họ mài chết ở chỗ này. Toàn lực ứng phó mà nói, hẳn là có thể kiên trì 3 cái hô hấp thời gian. Thi hoàng tử nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn thân thể bị Vũ Văn Tiên đánh lén bị thương, sau đó lại bị thần điêu thú sát thương, cơ bản cũng đã chỉ là chờ đợi tử vong kết cục, bất quá Tiêu Phàm cứu hắn. Bây giờ 10 mấy cái hô hấp đi qua, hắn thần lực cũng khôi phục một tia, bất quá muốn toàn lực ứng phó mà nói, hắn nhất định phải biết phong thể bên trong phong ấn, nhưng là tuyệt đối kiên trì không được bao lâu. Trước đó người giải phong một lần, nếu như lần nữa giải phong mà nói, liền chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Thì hoàng tử nhẹ gật đầu, cũng không giấu giếm nói, lần này sau đó, nếu lần nữa giải phong, ta thể nội thi độc liền lại cũng không áp chế được. Nếu như có thể sống rời đi, quay đầu ngươi chuẩn bị mấy thứ đồ vật, ta có thể giúp ngươi giải độc. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, về phần hiện tại, ngươi lại cắt phong một lần. Tốt, thì hoàng tử không chút do dự gật gật đầu, nếu như nói, trước đó hắn vẫn là đem Tiêu Phàm xem như một cái thuần túy địch nhân, như vậy hiện tại, hắn phát hiện, Tiêu Phàm là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ. Thoại âm rơi xuống, trên người hắn ma khí lần nữa cổ động mà ra, khí thế nhanh chóng kéo lên. Bắn vọt, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, buông ra thi hoàng tử bả vai, lập tức đồng thời cùng thi hoàng tử phía trước xông ra. Không cần bảo hộ thi hoàng tử, Tiêu Phàm tức khắc cũng buông lỏng rất nhiều, một cỗ hùng hậu lực lượng từ trên người hắn khuấy động mà ra, giờ phút này hắn trong lòng cũng là phiền muộn không thôi. Thôn vệ quá nhiều huyền hoàng chi khí, giờ phút này hắn tốc độ nhận rất lớn hạn chế, nếu không mà nói, cho dù mang theo thi hoàng tử, bọn họ cũng đã đạt đến tế đàn chỗ. Giết, hai người đồng thời gầm thét, Tiêu Phàm cầm kiếm, thi hoàng tử cầm đao, đồng thời lực phách mà ra, đao quang kiếm ảnh, giống như hai đầu nộ long, hoành xông ra. Ngăn ở bọn hắn trước người thần điêu thú phẫn nộ gầm thét, nhao nhao nhào giết tới, nhưng mà đều bị Tiêu Phàm cùng thi hoàng tử công kích đánh bay. Tại Tiêu Phàm cùng thi hoàng tử hai người phía trước, xuất hiện một đầu thông đạo, nối thẳng tế đàn vị trí. Tiêu Phàm nắm lấy cơ hội, dốc hết toàn lực xông ra, tại chém ra một kích sau, thi hoàng tử trên người khí thế lại uể oải xuống tới. Mà lúc này, lại có mới thần điêu thú nhào tới, thông đạo đang nhanh chóng thu nhỏ, thi hoàng tử cùng Tiêu Phàm hai người đồng thời biến sắc, Tiêu Phàm, ngươi trước đi. Thi hoàng tử quyết định thật nhanh, hắn toàn thân thoát lực, căn bản đào thoát không được. Ngược lại là Tiêu Phàm, nếu như tốc độ cao nhất mà nói, hắn có thể thông quá khứ. Nhưng thi hoàng tử có thể liền phiền toái. Chúng ta cũng coi là chiến hữu, không phải sao?
Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, hít sâu một cái, Tiêu Phàm đột nhiên lần nữa níu lại Thi Hoàng tử bả vai, dùng hết toàn lực đem hắn theo cái kia thông đạo vứt ra ngoài. Tiêu Phàm, Thi Hoàng tử giống to, hắn hiển nhiên không nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên lần nữa cứu được bản thân, đem sống sót cơ hội đã cho hắn. Thi Hoàng tử trong mắt đều là vẻ không tin, chẳng lẽ Tiêu Phàm thực sự là sợ bản thân chết rồi, đến lúc đó Thiên Thi Tông sẽ đối U Vân Phủ xuất thủ. Khả năng này là có, nhưng Tiêu Phàm chính hắn nếu là chết ở nơi này đây, cái kia U Vân Phủ tất cả đối với hắn lại có ý nghĩa gì? Ầm một tiếng, Thi Hoàng tử rơi đập ở trên tế đàn, bốn phía thần điêu thú hướng về phía hắn điên cuồng gào thét, lại là không có một đầu dám đạp vào tế đàn. Nhưng mà, làm Thi Hoàng tử lại không có kinh hỉ, ngược lại vô cùng âm trầm, quay đầu nhìn lại, lại là phát hiện đầu kia thông đạo cũng đã biến mất, Tiêu Phàm lần nữa bị thần điêu thú vây quanh. Tiêu Phàm, ta Thi Hoàng tử cả một đời không thiếu qua người nào, người yên tâm, chỉ cần ta có thể sống rời đi, tất nhiên sẽ không để cho U Vân Phủ hủy diệt. Thi Hoàng tử cắn răng nói, con người hiện ra màu đỏ tươi. Thi Hoàng tử lặp lại nhiều lần bị Tiêu Phàm cứu, trong lòng đối Tiêu Phàm là phát ra từ phế phủ cảm kích. Nhất là Tiêu Phàm dĩ nhiên vì cứu hắn, mà hy sinh bản thân, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ đến. Lời này thế nhưng là ngươi nói. Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ suy yếu thanh âm vang lên, Thi Hoàng tử đột nhiên ngẩng đầu, lại là nhìn thấy một dải lụa từ phía trước xông ra, mấy đầu thần điêu thú bị kiếm khí chém giết. Ngay sau đó, một ngụm máu rơi thân ảnh từ cái kia mấy đầu thần điêu thú phế tích bên trong xông ra, lách mình liền xuất hiện ở trên tế đàn, sau đó cả người trực tiếp nằm ở trên tế đàn, miệng lớn thở phì phò, tựa như tại liều mạng hô hấp cuối cùng một hơi một dạng. Tiêu huynh. Thi Hoàng tử trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn xem người trước mắt, hắn hoàn toàn không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà còn có thể giết ra một con đường đến. Ha ha, đừng cao hứng quá sớm, chúng ta có thể còn không có hoàn toàn thoát hiểm đây. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, khóe miệng tràn ra từng sợi máu tươi, trên người càng là vô cùng thảm liệt, đâu đâu cũng có vết thương. Hắn lồng ngực cùng trên sống lưng, càng là có thể nhìn thấy bạch cốt âm u, giờ khắc này. Thiên thần cảnh đỉnh phong bất hủ cảnh cường đại một mặt thể hiện đi ra. Làm Tiêu Phàm vận chuyển vô tận chiến điển thời khắc, trên người hắn vết thương cũng là dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Bất quá Tiêu Phàm không biết là, hắn máu tươi tại rót vào phía dưới đường vân về sau, đột nhiên dọc theo đường vân nhanh chóng khuếch tán lên, cái kia thần văn, càng là tựa như hoàn toàn sống lại một dạng. So sánh trước đó, tế đàn thượng thần văn chuyển động nhanh hơn. Thần văn càng là phát ra hừng hực quang mang. Tiêu huynh, ngươi nhìn, Thi Hoàng tử kêu sợ hãi một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc nhìn xem dưới chân thần văn nói. Tiêu Phàm nhíu mày, cũng gian nan ngồi dậy, khi hắn nhìn thấy chung quanh thần văn dĩ nhiên cực tốc vận chuyển lúc, hắn cũng một trận kinh ngạc. Nhất là hắn ánh mắt nhìn đến trong thần văn những cái kia máu tươi lúc, Tiêu Phàm càng là kinh ngạc không thôi, đó là ta huyết. Là ta huyết kích phát cái gì? Hắn trước đó thế nhưng là thấy rõ ràng, Thi Hoàng tử máu tươi cũng có không ít chảy vào đến những văn lộ kia bên trong, thế nhưng là thần văn lại không có bất kỳ phản ứng nào. Mà khi hắn máu tươi chảy vào sau đó, dưới chân thần văn đồ lại phát sinh biến hóa, chẳng lẽ cái này vô trần cung, thật cùng Tu La tộc có quan hệ. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Cũng khó trách Tiêu Phàm sẽ như vậy muốn, bây giờ hắn máu tươi dĩ nhiên có thể kích phát dưới chân thần văn đồ. Hiển nhiên là cùng hắn vô tận chiến huyết có quan hệ. Mà hắn thể nội vô tận chiến huyết, mặc dù là thần vô tận sáng tạo một loại huyết dịch, nhưng chủ yếu nhất vẫn là Tu La tộc huyết mạch, chỉ là còn ẩn chứa mặt khác 99 loại cường hoành huyết mạch chi lực mà thôi. Lại liên tưởng đến trước đó gặp qua hắc thạch, vậy cũng có thể là Tu La nhất tộc đồ vật. Kể từ đó, cái kia vô trần cung cũng rất có thể cùng Tu La nhất tộc có quan hệ rất lớn. Tiêu Phàm đứng dậy. Cùng Thi Hoàng tử hai người lung la lung lay hướng về bên rìa tế đàn đi đến, nhìn xem dưới chân thần văn không ngừng vận chuyển, Tiêu Phàm hai người chỉ cảm giác linh hồn một trận choáng váng. Lấy bọn họ hai người thực lực, dĩ nhiên hoàn toàn nhìn không thấu cái này thần văn đồ, có thể nghĩ cái này thần văn phẩm giai cao. Bất quá cho dù như thế, Tiêu Phàm con người cũng nhìn chằm chằm thần văn đồ, muốn bắt một chút cái gì, chậm rãi. Hắn linh hồn tựa như lâm vào một cái nào đó loại kỳ lạ cảnh giới bên trong. Hắn đứng ở cái kia, si ngốc nhìn qua phía trước thần văn đồ,
dường như thất thần đồng dạng, hắn trong con ngươi lóe qua từng đạo kỳ dị quang mang. Tiêu huynh, thi hoàng tử kêu to, lại là phát hiện Tiêu Phàm tựa như không nghe thấy hắn lời nói, một mực lẳng lặng nhìn xem trước mắt thần văn đồ. Thi hoàng tử trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, vừa mới hắn và Tiêu Phàm từ cái kia thần điêu thú trong đám đều sống sót xông đi ra, nếu là muốn chết ở nơi này, cái kia chẳng phải là quá không đáng được. Đáng tiếc, hắn cũng không thể làm gì, cho dù hắn nghĩ ngăn cản thần văn đồ ngừng chuyển động cũng không có khả năng. Bành bành bành, cũng liền tại lúc này, bốn phía thần điêu thú đột nhiên nhao nhao nổ tung, hóa thành đầy trời thần văn ở hư không lưu chuyển, thần văn không có bất kỳ quy luật gì mà theo, lại quỷ dị vòng quanh tế đàn xoay tròn. Mấy hơi thở không đến thời gian, hàng ngàn hàng vạn thần điêu thú, đều biến mất hết, hóa thành thần văn. Thi hoàng tử lập tức cảm nhận được một cỗ to lớn áp lực, tựa như gánh vác lấy một tòa núi cao, thân thể đều có chút không nghe sai khiến. Hắn cứng rắn ra đầu chống đỡ lấy, cỗ kia áp lực càng ngày càng lớn, dường như vĩnh vô chỉ cảnh, thật lâu, thi hoàng tử trên người truyền ra từng đợt nứt xương thanh âm. Phốc, sau một lát, thi hoàng tử không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, sau đó triệt để ngất đi. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm chỉ cảm giác toàn thân bất lực, liền hướng về mặt đất ngã xuống, quỷ dị là, Tiêu Phàm thân thể cũng không có rơi vào trên mặt đất, mà là lơ lửng ở không trung. Hắn mi tâm, đột nhiên trán phóng sáng chói bạch sắc quang mang, lại là nhìn thấy, một mai bạch sắc thạch đầu lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, lờ mờ có thể nhìn thấy. Bạch sắc thạch đầu chung quanh còn đan xen từng đạo kỳ diệu năng lượng. Làm bạch sắc thạch đầu xuất hiện một sát na kia, bốn phía thần văn đột nhiên cũng chán phóng sáng chói quang mang, chuyển động cũng càng thêm nhanh chóng. Chậm rãi, Tiêu Phàm thân thể cũng bay tới tế đàn trung ương nhất, tựa như vô tận hồn văn đều ở quay quanh hắn mà xoay tròn, phụng hắn làm chủ. Đột nhiên, chung quanh tế đàn thần văn, bắt đầu điên cuồng hướng về tế đàn vọt tới. Đầu nhập tế đàn ngọc thạch bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, chỉ thấy tế đàn đột nhiên vỡ ra, liệt phùng tựa như mạng nhện đồng dạng hướng về bốn phía khuếch tán, trung tâm nhất vị trí, có một đạo vết kiếm, hiển nhiên là trước đó Vũ Văn Tiên cố ý phá hư tạo thành. Theo lấy những thần văn kia tràn vào, tế đàn phía trên vết rạn cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, cái kia lít nha lít nhít liệt phùng dọc theo vết kiếm khuếch tán. Mấy hơi thở thời gian liền trải rộng tế đàn phía trên, tựa như tùy P6QWX thời đều muốn nổ tung một dạng. Tế đàn phía trên ngọc thạch không ngừng rung động, liệt phùng ở giữa càng là phát ra một cỗ kỳ lạ năng lượng ba động. Oanh, tế đàn phía trên ngọc thạch rốt cục ầm vang nổ tung, hóa thành vô số quang vũ hướng về bốn phía bay đi, lại là nhìn thấy tế đàn trung ương, đột nhiên hiện lên một cái bạch ngọc phiên bản. Bạch ngọc phiên bản không biết dùng cái gì ngọc thạch chế tạo mà thành, cả người trong suốt như ngọc, phát ra một loại ánh sáng màu trắng nhuận cùng màu sắc, không nhiễm mảy may bụi bặm, thần thánh đến cực điểm. Thô sơ giản lược xem xét, cái này bạch ngọc phiên bản cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương, bất quá nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy, bạch sắc ngọc bàn bên trên một bên, lại là phủ đầy lít nha lít nhít đường vân. Kỳ lạ hơn đặc biệt là, tất cả đường vân rõ ràng không hề động. Lại cho người ta một loại đang không ngừng biến hóa cảm giác, một hồi biến thành núi, một hồi biến ảo thành người, một hồi lại biến thành mãnh thú. Dường như trên đời này, căn bản không có cái gì là nó biến ảo không được. Chẳng biết lúc nào, Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến điển lại là tự động vận chuyển lại, cái kia một cỗ kỳ lạ năng lượng hướng về Tiêu Phàm thể nội thẩm thấu mà đi. Lại là nhìn thấy, Tiêu Phàm trên người vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn tất cả vết thương toàn bộ đều kết thành u cục. U cục chóc ra sau đó, lại hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì vết thương, cái kia da thịt, càng là giống như trẻ con non nớt cùng mềm nhẵn. Một tầng nhàn nhạt kim quang từ Tiêu Phàm trên người phù hiện, càng ngày càng hừng hực, Tiêu Phàm nhìn qua thần thánh đến cực điểm, giống như thần linh. Bạch ngọc phiên bản không biết nhận lấy cái gì lực lượng, vậy mà tại hướng về Tiêu Phàm dựa vào. Sau một lát liền hiện lên ở Tiêu Phàm đỉnh đầu. Đột nhiên, bạch ngọc phiên bản phía trên đột nhiên bay vụt ra nguyên một đám cổ lão ký hiệu, cùng một chút cổ lão thần văn, hướng về Tiêu Phàm mi tâm kích xạ mà đi. Tại Tiêu Phàm thần cung bên trong, vô tận chiến điển càng là kim quang sáng chói lóa mắt, dĩ nhiên tự động lật ra đệ tứ trang, nguyên một đám cổ lão văn tự hiện lên ở trên đó.
Nếu như Tiêu Phàm thanh tỉnh, khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì đây là vô tận chiến điển đệ tứ trọng tại hoàn thiện tiết tấu. Kỳ lạ hơn đặc biệt là, cái kia bạch ngọc viên bàn càng là phát ra từng đạo bạch sắc vầng sáng, hướng về bạch sắc thạch đầu bên trong tràn ngập mà đi, cuối cùng bị bạch sắc thạch đầu hấp thu. Mà theo lấy thời gian đưa đẩy, cái kia bạch ngọc viên bàn quang trẻ càng ngày càng yếu, nhưng bạch sắc thạch đầu lại là càng ngày càng thấu triệt lên. Loại tình huống này, liền tựa như trước kia bạch sắc thạch đầu lại hấp thu thiên lôi lúc phát sinh thuế biến đồng dạng, rất hiển nhiên, cái kia bạch ngọc viên bàn cũng hàm chứa một loại cực kỳ thuần túy năng lượng. Nếu không mà nói, lấy bạch sắc thạch đầu nhãn lực, đoán chừng cũng không có khả năng bị nó nhìn ở trong mắt. Thời gian chậm rãi xói mòn, bạch ngọc viên bàn càng ngày càng yếu, vô tận chiến điển đệ tứ trọng cũng nhiều hơn rất nhiều cổ lão văn tự cùng thần văn. Đồng thời, Tiêu Phàm trong đầu cũng nhiều thêm rất nhiều tin tức, hắn trong miệng càng là nói mê nói, vô trần bí điển. Nếu như Vũ Văn Hầu nghe được lời này, khẳng định sẽ kinh hãi không thôi, vô trần bí điển, không phải liền là hắn muốn lấy được vô trần thiên cung truyền thừa sao? Cái này truyền thừa, lại bị Tiêu Phàm chiếm được. Tiêu Phàm cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân sẽ lấy được cái gì truyền thừa, tiến vào vô trần cung, hắn cũng chỉ là hướng về phía bên trong bảo bối đến. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn cái gì bảo bối không thấy được, ngược lại kém chút đem bản thân lưu ở nơi này. Tại Tiêu Phàm nhìn đến, đây là 10 phần không đáng sự tình. Trên thực tế, tất cả những thứ này cũng chỉ có thể nói là một cái trùng hợp, nếu như Tiêu Phàm không phải nắm giữ vô tận chiến huyết, cũng tất nhiên không có khả năng kích hoạt tế đàn phía trên thần văn đồ. Thậm chí, nếu như không phải Vũ Văn Tiên trước đó phá hủy tế đàn cũng sẽ không tùy tiện vỡ vụn, bạch sắc thạch đầu cũng liền sẽ không chủ động đối bạch ngọc viên bàn xuất thủ. Bạch sắc thạch đầu đi theo Tiêu Phàm nhiều năm như vậy, thế nhưng là rất ít chủ động xuất thủ, Tiêu Phàm cho đến bây giờ, cũng không biết nó rốt cuộc là cái gì, chỉ là trong lòng ẩn ẩn có một loại suy đoán mà thôi. Thời gian chậm rãi xói mòn, lóa mắt liền đi qua mười mấy ngày, Tiêu Phàm đang không ngừng cười nhạo vô trần bí điển tin tức, vẫn như cũ ở vào một loại huyền diệu trạng thái. Đồng thời, bạch sắc thạch đầu lại đang phát sinh một cái nào đó loại kỳ lạ biến hóa, biến càng thêm thần bí cùng huyền diệu. Mà lúc này, ngoại giới cũng đã 10 phần không bình tĩnh. Thạch phong phía trên, vô trần cung vị trí chung quanh phế tích, vẫn như cũ ẩn giấu đi không ít tu sĩ. Bọn họ chú ý đến vô trần cung vị trí động tĩnh. Không ít người những ngày qua vẫn muốn xông qua Minh Hỏa Long Giáp Sư cùng Phệ Thiên Huyền Hổ ngăn cản, tiến vào vô trần cung bên trong, nhưng đều lấy thất bại mà kết thúc. Ngoại trừ Tiêu Phàm, Vũ Văn Tiên, Long Phi Vũ, Thi Hoàng Tử cùng Kiếm Tử 5 người bên ngoài, lại không người thứ 6 có thể thành công xâm nhập vô trần cung. Mà ở mấy ngày trước, thập đại thiên tài bên trong mặt khác mấy người cũng lặng yên rời đi. Bọn họ không cách nào tiến vào vô trần cung, lại không quên chuyến này mục đích thiên thần bảng tranh đoạt tái. Đợi 10 ngày thời gian, bọn họ đều không có đợi đến Tiêu Phàm mấy người xuất hiện, bọn họ cũng không dám đem thời gian đều hao tổn ở chỗ này. Bất quá, âm thầm hay là có không ít người không có rời đi, cũng tỉ như Âm Linh Tử, Hỏa Kỳ cùng Huyền Thiên Kiếm Tông người. Nửa tháng, Tiêu Phàm bọn họ tại sao còn không đi ra? Chẳng lẽ bọn họ nghĩ từ bỏ thiên thần bảng tranh đoạt tái hay sao? Một mảnh núi rừng bên trong, Âm Linh Tử có chút không giữ được bình tĩnh, mặt âm trầm nhìn xem phế tích vị trí. 10 ngày phía trước, thạch phong phía trên tất cả thần thú toàn bộ đều quỷ dị tự bạo, hẳn là cùng vô trần cung bên trong sự tình có quan hệ, có lẽ Tiêu Phàm bọn họ 5 người chính đang long tranh hổ đấu đây. Hỏa Kỳ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nơi xa vô trần cung. Tốt nhất là tự giết lẫn nhau, cũng không cần chúng ta tự mình động thủ, nếu như Tiêu Phàm chỉ là người bị trọng thương, vậy cũng không thể tốt hơn, chúng ta có thể tự mình tiễn hắn một đoạn, thay thiếu chủ báo thù. Huyền Thiên Kiếm Tông cầm đầu một cái hắc sắc chiến giáp nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Huyền Thiên Kiếm Tông người ở chỗ này chờ đợi, chính là vì giết chết Tiêu Phàm, đây là bọn họ những người này tiến vào vòng thứ 2 liều mạng. Về phần thiên thần bảng tranh đoạt tái, tự nhiên là có những người khác tham dự. Người cứ yên tâm đi, Tiêu Phàm coi như có thể sống đi ra, khẳng định cũng sẽ thụ tổn thương thảm trọng. Âm Linh Tử cười lạnh một tiếng, hắn trong lòng lại bổ sung một câu, Thi Hoàng Tử, người cũng tốt nhất chết ở bên trong, dạng này, ta chỉ cần lấy được tinh vẫn cổ hỏa giải trừ thể nội thi độc, liền có thể tiếp tục sống sót. Ở trước mặt Thi Hoàng Tử,
Âm linh tử nơm nớp lo sợ, liền đầu đều không dám nhấc, có thể vụng trộm, âm linh tử cũng không làm sao đem thi hoàng tử đặt ở trong lòng, hoàn toàn là kính ý vô tồn. Nếu như có thể, âm linh tử tuyệt đối sẽ không đối thi hoàng tử nương tay, trực tiếp giết hắn. Hiện tại hắn làm như thế, có thể không chỉ là muốn diệt Tiêu Phàm, còn muốn lấy được Tiêu Phàm trên người tinh vẫn cổ hỏa, sau đó luyện hóa trên người thi độc, chạy ra thi hoàng tử khống chế. Âm linh tử sở dĩ sợ hãi thi hoàng tử, chỉ bất quá là sợ hãi bản thân thi độc mà thôi. Không thể không nói, âm linh tử tâm cơ thâm trầm vô cùng, ở trước mặt thi hoàng tử khúm núm, có thể vụng trộm, lại một mực đang tính toán thi hoàng tử. Mấy người gật gật đầu, ở bọn họ nhìn đến, lần này Tiêu Phàm khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn họ muốn làm, liền là nhìn thấy Tiêu Phàm thi thể, chứng minh Tiêu Phàm chân chính chết đi. Còn có 7 ngày thời gian, thiên thần bảng tranh đoạt tái vòng thứ 2 liền muốn kết thúc, Vũ Văn Tiên cùng Long Phi Vũ bọn họ tại sao còn không đi ra, chẳng lẽ bọn họ không nghĩ tấn cấp? Hỏa Kỳ nhíu mày nói, có lẽ là ra không được a, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ tranh tài. Âm linh tử lắc lắc đầu, điểm này nắm chắc, hắn vẫn có. Mở cái gì nói đùa, thiên thần bảng tranh đoạt tái thế nhưng là có thể quyết định chín phủ 13 tông tương lai trong vòng 10 năm tài nguyên phân bố, mỗi tranh lệch một cái danh từ, tranh lệch thế nhưng là cực lớn, bọn họ lại làm sao có thể buông tha cho chứ? Hô, đột nhiên, nơi xa có một đạo thân ảnh lấp lóe, nhanh chóng xuất hiện ở cách đó không xa, người chưa tới, một đạo tiếng kinh hô lại vang lên, không xong. Chuyện gì xảy ra, Huyền Thiên Kiếm Tông cái kia màu đen chiến giáp nam tử mặt âm trầm nói. Khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức, Vũ Văn Tiên, Long Phi Vũ cùng kiếm tử ba người cũng đã thành công chạy tới vô thần đảo Trung ương, đi qua một phen kịch liệt tranh đoạt sau đó, riêng phần mình chiếm được một mai tư cách lệnh. Thân ảnh kia xuất hiện ở phụ cận, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất nói. Làm sao có thể, hắc sắc chiến giáp nam tử còn không có mở miệng. Âm linh tử lại là kinh ngạc nói. Cũng khó trách hắn không tin, nửa tháng này, bọn họ thế nhưng là thời khắc nhìn chằm chằm vô trần cung A, căn bản không có một người đi ra. Hiện tại người tới nói cho hắn biết, Vũ Văn Tiên, Long Phi Vũ cùng kiếm tử ba người sống sót đi ra, mà lại còn chiếm được tư cách lệnh, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng. Hay là nói, rời đi vô trần cung căn bản không cần dựa theo đường cũ từ vô trần cung đại điện cánh cửa trở về. Mà là thông qua cái khác đặc thù phương pháp rời đi. Hỏa Kỳ thần sắc không ngừng lóe lên, hắn cũng khó có thể tiếp nhận cái này sự thật. Mấu chốt nhất là, Vũ Văn Tiên, Long Phi Vũ cùng kiếm tử đều chạy đi ra, cái kia Tiêu Phàm cùng thi hoàng tử đây, có phải hay không cũng ly khai vô trần cung. Người xác định, hắc sắc chiến giáp nam tử cũng không thể tin nói, bọn họ ở đây bên trong chờ đợi Tiêu Phàm bọn họ xuất hiện, muốn phục kích bọn họ. Có thể hiện tại ngươi nha nói cho ta biết, Vũ Văn Tiên bọn họ đều đi, vậy chúng ta đây coi là cái gì, ở nơi này làm thằng hề một mình biểu diễn sao? Là thật, Sikro thuộc hạ cũng đã tìm người xác minh, việc này thiên chân vạn xác. Cái kia cấp dưới 10 phần chắc chắn gật gật đầu nói. Âm linh tử, Hỏa Kỳ cùng cái kia màu đen chiến giáp nam tử ba người sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhìn nhau sau đó, ánh mắt lần nữa nhìn về phía vô trần cung vị trí. Hai vị, Tiêu Phàm khả năng cũng đã rời đi, chúng ta vẫn là tận lực chạy tới vô thần đảo Trung ương A. Hắc sắc chiến giáp nam tử nghĩ nghĩ, trước tiên mở miệng nói. Đi còn có ý nghĩa gì sao? Âm linh tử hừ lạnh một tiếng. Hỏa Kỳ cùng Huyền Thiên Kiếm Tông người một trận trầm mặc, đúng vậy A, chúng ta những người này đi còn có ý nghĩa gì sao? Tư cách lệnh bài chỉ có 22 khối. Giờ phút này đoán chừng cũng đã có không ít người cũng đã chạy tới vô thần đảo Trung ương Sơn Phong vị trí, bọn họ hiện tại coi như chạy tới cũng đã không kịp. Hơn nữa, lấy bọn họ thực lực, muốn tranh đoạt cái kia 22 nhanh lệnh bài, cũng chưa hẳn có thể làm được. Âm linh tử cùng Hỏa Kỳ hai người thực lực, cùng Thanh Minh đều có một chút chênh lệch, tư cách lệnh bài bọn họ cơ bản vô vọng. Cái này cũng là bọn họ tại sao chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm. Lấy được tinh vẫn cổ hỏa nguyên nhân một trong. Đồng dạng, Huyền Thiên Kiếm Tông người cũng là như thế, bọn họ bị mệnh lệnh tới giết chết Tiêu Phàm cho Huyền Bạch Y báo thù, tại Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ bên trong, thực lực cũng vẻn vẹn tính được là trung thượng mà thôi. Huyền Bạch Y mặc dù chết rồi, nhưng tiến giai người, cũng căn bản không tới phiên bọn họ,
bọn họ còn không có tư cách đại biểu Huyền Thiên Kiếm Tông xuất chiến vòng thứ ba. Vậy chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, còn ở bảo vệ sao? Hắc sắc chiến giáp nam tử trầm giọng nói. Âm Linh Tử cùng Hỏa Kỳ hai người một mặt phiền muộn, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, bọn họ biết rõ, một vòng này nếu là giết không chết Tiêu Phàm, về sau cơ hồ liền không có bất luận cái gì khả năng. Ầm ầm, cũng liền tại lúc này, một trận kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, không chờ đám người lấy lại tinh thần, bọn họ dưới chân mặt đất cũng bắt đầu rung động, từng đầu to lớn khe rãnh xuất hiện ở trên thạch phong. Chuyện gì xảy ra? Hỏa Kỳ quát khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy cái kia vô trần cung đột nhiên rung động không thôi, đầy trời phù văn lưu chuyển. Vẻn vẹn không đến mấy tức thời gian, vô trần cung liền bắt đầu vỡ vụn, sau đó dường như trang giấy đồng dạng từng mảnh chóc ra, tan theo gió. Gần như đồng thời, giữa thiên địa vô số thần văn lần nữa biến thành hà quang, giống như vạn phong về tổ, toàn bộ đều thu hồi vô trần cung bên trong. Âm Linh Tử đám người kinh ngạc nhìn xem vô trần cung. Trong lúc nhất thời không biết làm sao. Thật lâu, đám người vẫn như cũ không nhìn thấy bất luận bóng người nào từ vô trần cung bên trong sông ra, Âm Linh Tử khẽ cắn môi tức giận nói, Tiêu Phàm bọn họ 89 phần 10 không có ở bên trong. Hỏa Kỳ cũng gật gật đầu, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng vẻ mất mát. Nhưng mà lúc này, hai đạo lưu quang đột nhiên từ cái kia vô trần cung bên trong sông ra, lấy đáng sợ tốc độ trùng điệp đập trên mặt đất Tiêu Phàm. Âm Linh Tử, Hỏa Kỳ cùng Huyền Thiên Kiếm Tông người đột nhiên chăm miệng một lời kêu lên. Thời gian trở lại nửa chén trà nhỏ trước đó, vô trần cung nội bộ cái kia quảng trường khổng lồ vị trí, Tiêu Phàm toàn thân kim quang hừng hực, giống như một vòng tiểu thái dương một dạng. Bốn phía vô tận thần văn toàn bộ tràn vào hắn mi tâm, tiến nhập thần cung bên trong. Thần cung bên trong bạch sắc thạch đầu so sánh trước đó càng thêm trong suốt sáng sủa, thần thánh đến cực điểm. Nhìn qua càng thêm thần bí. Đồng thời, vô tận chiến điển đệ tứ trang cũng đã cơ hồ phủ đầy cổ lão văn tự, phát ra một cỗ huyền diệu năng lượng ba động. Chậm rãi, bạch sắc thạch đầu quang mang nội liếm, mà vô tận chiến điển nháy mắt khép kín, Tiêu Phàm cũng bỗng ngừng vận chuyển vô tận chiến điển, cả người ngã xuống đất mặt. Ầm một tiếng, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, lập tức một mặt nghi hoặc đánh giá bốn phía. Khi hắn nhìn thấy bản thân vẫn như cũ ở vào mảnh này quảng trường thời khắc, không khỏi dọa kêu to một tiếng. Những cái kia thần điêu thú đây, Tiêu Phàm có chút trượng hai hòa thượng không nghĩ ra, một bộ ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng, tự nhủ ta làm sao cảm giác mình làm một cái dài rằng giặc mộng đây. Đây không phải mộng, Tiêu Phàm đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, hắn cảm giác mình trong đầu nhiều rất nhiều tin tức, chỉ là cái kia chút tin tức quá mức pha tạp, hắn trong lúc nhất thời không tiêu hóa nổi. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, trong đầu của mình nhiều một chút liên quan tới thần văn truyền thừa, còn có một bản rườm rà vô trần bí điển, cùng một chút liên quan tới vô trần thiên cung tin tức. Lập tức hắn ở trong tu la truyền thừa tìm kiếm vô trần thiên cung tin tức, nhưng hắn kinh ngạc là, dĩ nhiên không có bất luận cái gì liên quan tới vô trần thiên cung tin tức. Mà từ lấy được truyền thừa đến xem, cái này vô trần thiên cung cực kỳ không đơn giản, thậm chí còn lộ ra một chút thần bí. Cái này vô trần thiên cung đoán chừng lại là một cái cổ lão thế lực. Có thể ngẫu nhiên lấy được một loại truyền thừa, cái này cũng xem như nhân họa đắc phúc a. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Hắn cũng biết rõ, chiếm được truyền thừa, cũng liền kế thừa một phần nhân quả, bất quá hắn nội tâm chỗ sâu có loại cảm giác, có lẽ cái này vô trần thiên cung, cùng tu la nhất tộc cũng có liên hệ lớn lao. Oanh, đột nhiên, một tiếng kịch liệt nổ vang truyền ra. Tiêu Phàm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lại là nhìn thấy bốn phía không gian dĩ nhiên bắt đầu lay động. Muốn sụp đổ, Tiêu Phàm biến sắc, nhìn lướt qua dưới chân tế đàn, hắn phát hiện tế đàn cũng đã hoàn toàn phá hư, cũng không còn bất luận cái gì năng lượng ba động. Mà thi hoàng tử lại máu me khắp người nằm một bên, ngất đi, chỉ có thể lờ mờ nghe được suy yếu tiếng hít thở. Còn tốt, nhìn thấy thi hoàng tử không chết, Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi. Hắn lặp lại nhiều lần cứu thi hoàng tử, có thể không thật chỉ là xen vào việc của người khác, mà là thi hoàng tử đối U Vân phủ tồn vong tới nói, thật có rất lớn giá trị. Tiêu Phàm không chút do dự một bả nhấc lên thi hoàng tử, con người liếc nhìn lấy tứ phương, muốn tìm kiếm rời đi này địa phương. Ngoại trừ đường cũ trở về bên ngoài, liền chỉ có thể dựa vào cái kia phía trên cửa sổ.
Mấy tức sau đó, Tiêu Phàm con người bỗng nhiên rơi vào tế đàn phía trên lóe lên cửa sổ bên trên. Khi hắn nhìn lại thời khắc, cửa sổ kia dĩ nhiên mở ra, bao phủ một đạo thần văn ba động. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, hắn không nghĩ đến Vô Trần Thiên Cung dĩ nhiên còn cho mình lưu lại một đầu đường lui, bất quá lập tức Tiêu Phàm sắc mặt lại âm trầm. Hắn hiện tại cũng sẽ không phi hành, muốn từ cửa sổ kia bay ra ngoài, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Phàm trong đầu nháy mắt nhớ tới thần điêu thú, nhưng hắn trước đó thu lấy thần điêu thú, căn bản liền không có phi cầm loại, mà những cái kia loài bò sát thần điêu thú nhận Vô Thần Đảo áp chế, cũng liền không cách nào phi hành. Chờ, ta có thể điêu khắc một đầu phổ thông hồn điêu thú A, chỉ cần có thể mang theo chúng ta bay đến cửa sổ vị trí liền có thể. Tiêu Phàm vỗ trán một cái. Tu La Kiếm rung động, cắt lấy một khối đá liền dùng Tu La Kiếm bắt đầu điêu khắc. Mấy tức sau đó, một đầu phi hành loại hồn điêu thú liền xuất hiện ở hắn trước người. Tiêu Phàm không biết là, nếu là Vô Trần Cung không có vỡ nát, nơi này lại là áp chế thần văn, tự nhiên cũng liền không cách nào điêu khắc hồn điêu thú. Cũng may bây giờ Vô Trần Cung sắp vỡ vụn, loại kia áp chế lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm thúc giục hồn điêu thú, kéo lên một cái thi hoàng tử liền đạp vào hồn điêu thú phía sau lưng, hồn điêu thú hai cánh chấn động, cực tốc hướng về cửa sổ kia lao đi. Nhưng mà giờ phút này Vô Trần Cung vỡ nát càng lúc càng nhanh, quảng trường bốn phía lại lăng không xuất hiện vô số thần văn, đáng sợ năng lượng ba động bao phủ bốn phía. Hồn điêu thú lung lay sắp đổ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái kia năng lượng ba động hủy diệt, Tiêu Phàm tim đều nhảy đến cổ rồi. Cũng may bọn họ vận khí coi như không tệ, nhìn xem cái kia cửa ra càng ngày càng gần, Tiêu Phàm trong lòng cũng càng ngày càng khẩn trương. Tựa như tại trải qua một trận tuyệt thế đại chiến một dạng. Hắn cũng đã thật lâu không có loại này khẩn trương cảm giác, cũng không biết bản thân nếu là không cách nào rời đi, lại sẽ phát sinh cái gì. Mắt thấy cửa ra càng ngày càng gần, Tiêu Phàm trong lòng đếm thầm lấy. Ầm ầm, một tiếng kịch liệt nổ vang, Tiêu Phàm nhìn thấy phía dưới quảng trường triệt để phá toái, hóa thành một mảnh hư vô, kinh khủng lực trùng kích tác dụng tại hồn điêu thú trên người. Ở nơi này có XNXPT lực lượng dưới, cho dù thiên thần cảnh cũng không chịu nổi, hồn điêu thú tự nhiên một cái liền nổ tung, cuồng bạo sóng xung kích càng là chấn Tiêu Phàm ngũ tạng lục phủ sôi trào không thôi. Cũng may Tiêu Phàm sớm cũng đã đi tới cửa ra phụ cận, ở cái kia cỗ lực lượng phía dưới, Tiêu Phàm cùng thi hoàng tử bị cực tốc xông ra. Thảo, Tiêu Phàm không nhịn được tuôn ra nói tục, trong lòng thầm mắng không thôi, rời đi Vô Trần Cung sau đó. Hắn phát hiện bản thân vậy mà ở mấy trăm trượng không trung. Như thế ngã xuống dưới, cho dù thiên thần cảnh cũng chịu không được a, huống chi bọn họ còn tốc độ còn cực kỳ đáng sợ a. Cũng liền một cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm cùng thi hoàng tử hai người liền cùng đại địa tới một cái tiếp xúc thân mật, hung hăng rơi đập trên mặt đất đều xuất hiện vô số liệt phùng, bốn phía cát bay đá chạy, bụi bặm tràn ngập. Mấy tức sau đó, Tiêu Phàm cùng thi hoàng tử lúc này mới đứng dậy, thi hoàng tử lại bị té gãy tận mấy cái xương cốt, sắc mặt càng thêm trắng bạch. Hai người nhìn lại thời khắc, lại là phát hiện Vô Trần Cung cũng đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà ở bọn hắn trước người, lại là xuất hiện 20-30 đạo thân ảnh. Âm Linh Tử, Hỏa Kỳ, Tiêu Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó hai người thân phận, không khỏi híp híp hai mắt, cười lạnh nói, làm sao, các ngươi là tới đón ta không? Âm Linh Tử không nói, hắn ánh mắt lấp lóe không yên nhìn xem thi hoàng tử, có chút không biết làm sao. Đón ngươi, Hỏa Kỳ lại là lạnh lùng cười nói, chúng ta là đến tiễn ngươi một đoạn đường, đem tinh vẫn cổ hỏa giao ra đến, ta liền cho ngươi một cái thông khoái. Giờ phút này Tiêu Phàm nhìn qua suy yếu đến cực điểm, toàn thân càng là kết thành huyết u cục, vừa mới như thế hất lên, cả người càng là chật vật đến cực điểm. Nghĩ đến Tiêu Phàm thực lực cũng đã phát huy không ra một phần vạn, đây chính là tốt nhất giết hắn cơ hội, Hỏa Kỳ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tinh vẫn cổ hỏa, Tiêu Phàm sắc mặt hơi hơi trầm xuống, tựa như hắn bí mật bại lộ một dạng. Bất quá Tiêu Phàm không phải lo lắng tinh vẫn cổ hỏa bí mật này bại lộ, mà là đang nghĩ, bản thân lấy được tinh vẫn cổ hỏa sự tình, thế nhưng là không ai biết rõ a, Hỏa Kỳ làm sao sẽ biết rõ đây. Muốn người không biết. Trừ phi mình đừng làm, Hỏa Kỳ còn coi là Tiêu Phàm sợ hãi đây, cười lạnh nói, tinh vẫn cổ hỏa vốn chính là ta Hỏa Linh Tông đồ vật, chỉ là bị ta đại cữu Lâm Ly đoạt đi mà thôi,
người hiện tại cho ta, cũng xem như vật quy nguyên chủ. Vật quy nguyên chủ, Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem Hỏa Kỳ, nếu như không phải đọc đến Hỏa Vân Tử cùng Lâm Giang ký ức, Tiêu Phàm thật có khả năng bị Hỏa Kỳ lừa. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm cũng biết rõ, cái này Hỏa Kỳ rõ ràng là nghĩ mượn gió bẻ măng, tức khắc cười lạnh nói, ta nếu không cho đây. Hiện tại, ta làm rau thớt, ngươi làm thịt cá, cũng không phải ngươi nói tính. Hỏa Kỳ khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, từng bước một hướng về trong hố lớn đi đến. Nhìn thấy Hỏa Kỳ đi tới, Tiêu Phàm không có bất hích tám sao luận cái gì khẩn trương, nếu là đổi lại 10 ngày sau trước rời đi Vô Trần Cung, hắn khả năng xác thực không có sức hoàn thủ. Nhưng hiện tại, hắn chỉ là gãy mất mấy cây xương cốt mà thôi, căn bản không trở ngại hắn thi triển ra bản thân thực lực. Một bên thì hoàng tử lại là liền con mắt đều không nhìn Hỏa Kỳ một cái, ngược lại thần sắc băng lãnh nhìn xem Âm Linh Tử nói, Âm Linh Tử, người rất không sai. Âm Linh Tử nheo mắt, hắn con người nhìn chằm chằm thi hoàng tử, bất quá khi hắn nhìn thấy thi hoàng tử chính đang há mồm thở dốc lúc, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng nồng đậm sát ý. Hắn tựa như đang chờ đợi một cái cơ hội, một cái có thể miểu sát thi hoàng tử cơ hội. Tiêu Phàm giao cho ta, thi hoàng tử liền giao cho ngươi. Hỏa Kỳ nghe vậy, không khỏi nhìn một mực trầm mặc không nói Âm Linh Tử một cái, thản nhiên nói. Bất quá, hắn phát hiện Âm Linh Tử tựa như căn bản không nghe được hắn lời nói đồng dạng, không nhịn được quát, Âm Linh Tử, ngươi còn do dự cái gì, còn không giết hắn. Giết ta, thi hoàng tử tựa như nghe được buồn cười nhất cười nhạo đồng dạng, băng lãnh sát khí từ trên người hắn nở rộ mà ra. Âm Linh Tử đầu tiên là một trận hãi hùng khiếp vía, dọa đến không khỏi lui về phía sau mấy bước, bất quá hắn phát hiện thi hoàng tử cũng không có xông lên đến, trong lòng lo lắng tức khắc tan thành mây khói. Thi hoàng tử, nguyên lai người thật cũng đã miệng cọp gan thỏ, tất nhiên như thế, vậy hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Âm Linh Tử nháy mắt hiểu thi hoàng tử trạng thái, cười to một tiếng, liền không chút do dự vồ giết về phía thi hoàng tử. Hắn những năm này một mực bị thi hoàng tử lưu lại thi độc khốn nhiễu, có thể một mực đang nghĩ lấy thoát ly thi hoàng tử trưởng khống. Lúc này nếu như có thể giết chết thi hoàng tử, sau đó lấy được Tiêu Phàm trên người tinh vẫn cổ hỏa luyện hóa thi độc, đến lúc đó hắn liền có thể chân chính thu hoạch được tự do. Nghĩ tới cái này, Âm Linh Tử trong lòng không hiểu kích động, tại thẳng hướng thi hoàng tử trong quá trình, hắn bàn tay bỗng nhiên hóa thành lợi chảo, chụp vào thi hoàng tử cổ họng. Âm Linh Tử, ta ngược lại là xem thường ngươi, không nghĩ đến ngươi cũng dám thí chủ. Thi hoàng tử lạnh lùng cười nói. Hắn ngay từ đầu là không nhúc nhích, bất quá khi Âm Linh Tử móng vuốt sắp tới gần hắn thời khắc, thi hoàng tử thần sắc biến dị thường băng lạnh. Phốc, Âm Linh Tử đột nhiên ngừng thân hình, không, nói cho đúng, là bỗng nhiên hướng về mặt đất cắm ngã xuống, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Thiếu chủ tha mạng, thiếu chủ tha mạng. Âm Linh Tử quỳ nằm trên mặt đất, toàn thân kịch liệt run rẩy, không ngừng cho thi hoàng tử dập đầu. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm, Hỏa Kỳ cùng Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Âm Linh Tử dĩ nhiên xưng thi hoàng tử vì thiếu chủ. Tiêu Phàm rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hắn nhớ kỹ Thiên Âm Tông cùng Thiên Thi Tông ở giữa vốn chính là phụ thuộc quan hệ, Âm Linh Tử nhận thi hoàng tử vì thiếu chủ lại có cái gì kinh ngạc đây. Đoán chừng không chỉ Âm Linh Tử, lúc trước toàn bộ Thiên Âm Tông đều là thi hoàng tử quân cờ mà thôi. Ngươi cảm thấy ta khi nào bỏ qua cho người nào không? Huống chi một cái muốn ta người chết, thi hoàng tử thần sắc lạnh lùng cười một tiếng, mặc dù thương thế chưa từng phục hồi như cũ, nhưng giờ phút này khí thế cũng đầy đủ nhường Âm Linh Tử nhìn lên. Ta lời còn chưa dứt, Âm Linh Tử đột nhiên phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, cả người tại mặt đất nhanh chóng giằng co. Tiêu Phàm bọn họ nhìn thấy, Âm Linh Tử bên ngoài thân đột nhiên bắt đầu thối nát, huyết nhục quay cuồng. Máu tươi ngăn không được lưu, hơn nữa lưu cũng là hắc sắc huyết dịch. Một cái hô hấp thời gian, trong không khí tràn ngập một cỗ hư thối mùi, nghe ngóng cho người buồn nôn. Lúc này, Âm Linh Tử trong miệng thốt ra hắc sắc máu tươi, hai mắt trắng bệch, vùng vẫy mấy lần, liền cũng không còn bất luận cái gì âm thanh. Đường đường thiên thần cảnh đỉnh phong, U Vân Ngũ Kiệt một trong, dĩ nhiên dễ dàng như thế liền bị giết chết. Âm Linh Tử cũng không nghĩ đến bản thân sẽ để cho chết ở nơi này, hắn kế hoạch hẳn là thiên y vô phùng mới đúng a, làm sao thi hoàng tử còn có đầy đủ lực lượng đối phó hắn đây. Thi hoàng tử giờ phút này xác thực thụ thương thảm trọng,
nhưng hắn sớm liền ở âm linh tử trên người làm tay chân, muốn giết chết âm linh tử tự nhiên không phải cái gì gian nan sự tình. Âm linh tử thân thể nhanh chóng thối rữa, sau một lát liền hóa thành một bãi huyết thủy. Âm linh tử trước khi chết cái kia tuyệt vọng cùng kinh khủng ánh mắt, gắt gao in vào ở đây mỗi một cái tu sĩ trong mắt. Hỏa kỳ nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được sợ run cả người, kiêng kỵ nhìn về phía thi hoàng tử, nói các hạ, chúng ta chỉ gỡ xuống Tiêu Phàm mệnh, còn mời. Tại hỏa kỳ nhìn đến, thi hoàng tử nhưng cũng là Tiêu Phàm địch nhân, hắn khẳng định sẽ không ngăn cản bản thân, hẳn là còn sẽ trợ giúp bản thân giết chết Tiêu Phàm mới đúng. Nếu có thi hoàng tử hỗ trợ xuất thủ giết chết Tiêu Phàm, đây chính là lại cực kỳ đơn giản. Yên tâm, các ngươi đều phải chết. Không đợi hỏa kỳ nói xong, thi hoàng tử liền sát khí nặng nề đảo qua bọn họ, cái kia ánh mắt, băng lãnh đến cực điểm. Phốc, lời còn chưa dứt, một đạo hàn quang lóe qua, hỏa kỳ còn muốn tranh luận cái gì, lại là phát hiện bản thân một cánh tay chém xuống. Hỏa kỳ kêu thảm một tiếng, sợ hãi con ngươi lại là rơi vào Tiêu Phàm trên người, vừa mới xuất thủ giết hắn người, dĩ nhiên liền là Tiêu Phàm. Có thể Tiêu Phàm không phải thụ thương, thoi thóp a. Làm sao có thể còn có thể một kiếm chém xuống cánh tay hắn? Chỉ ngươi dạng này mặt hàng, cũng muốn giết ta. Tiêu Phàm khinh miệt nhìn xem Hỏa Kỳ, hắn thật không biết, Hỏa Kỳ là nơi nào đến dũng khí, muốn giết hắn Tiêu Phàm. Phù 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 phù, cũng vừa lúc đó, bốn phía bóng người đột nhiên nguyên một đám hướng về mặt đất ngã xuống, lại là nhìn thấy những cái kia ngã trên mặt đất người, trong miệng thổ huyết không ngừng, trong mắt lại là tràn đầy tuyệt vọng. Giải quyết. Thi hoàng tử thần sắc đạm mạc nói, giết chết Huyền Thiên Kiếm Tông 20-30 người, tựa như là một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Ngươi không chịu tổn thương. Hỏa kỳ rốt cục sợ hãi, thụ thương thảm trọng Tiêu Phàm, hắn có lẽ có thể không nhìn. Nhưng ở trạng thái đỉnh phong Tiêu Phàm, cũng không phải hắn hỏa kỳ có thể bằng được, Tiêu Phàm có thể liền thập đại thiên tài đều dám giết nhân vật A. Hơn nữa. Có vẻ như hiện tại Tiêu Phàm cùng thi hoàng tử còn đứng ở cùng một đầu trên chiến tuyến, hiện tại chớp mắt liền chỉ còn lại hắn một người, lại làm sao có thể giết chết Tiêu Phàm đây? Ngươi hy vọng ta bị thương sao? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem hoảng sợ vô cùng Hỏa Kỳ nói. Hỏa Kỳ đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng lắc lư, hắn hiện tại liền động thủ dũng khí đoán chừng đều không có, nơi nào còn dám miệt thị Tiêu Phàm đây? Tiêu Phàm vỗ vỗ trên người huyết dịch vết bẩn. Chậm rãi hướng về hố to bên ngoài đi đến, Hỏa Kỳ một tay bưng bít lấy ngực, chậm rãi lui lại. Ta muốn biết rõ, là ai nói cho ngươi, ta chiếm được tinh vẫn cổ hỏa. Tiêu Phàm ngữ khí điềm nhiên nói cho ta biết, cho ngươi một cái thống khoái. Là âm linh tử nói cho ta biết, Hỏa Kỳ mặt lộ tuyệt vọng, chỗ nào còn có trước đó cao ngạo. Ngươi sợ cái gì, ngươi không phải nói ngươi làm giao thớt, ta làm thịt cá sao? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, xem thường nhìn xem Hỏa Kỳ nói. Đừng giết ta có thể. Hỏa Kỳ nghe vậy, kinh khủng không thôi, bắt đầu không ngừng cầu xin tha thứ. Phốc, lời nói chưa dứt thanh âm, một đạo hàn quang bỗng từ hắn trên cổ xẹt qua, cả viên đầu lâu lăn xuống, hắn trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, hiển nhiên nằm mơ cũng không nghĩ đến, bản thân sẽ chết ở nơi này. Có vẻ như ngươi không phải giao thớt. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu nói. Hỏa Kỳ hoảng sợ con ngươi run một cái, liền cũng không còn bất luận cái gì âm thanh, hiển nhiên là chết đến không thể lại chết, kế âm linh tử cái này U Vân Ngũ Kiệt sau đó, một cái khác U Vân Ngũ Kiệt Hỏa Kỳ, cũng vẫn lạc ở này. Tiêu Phàm nhìn xem một bên cũng đã cơ hồ hóa thành một bãi nước mù âm linh tử nhíu mày, âm thầm trầm ngâm một tiếng âm linh tử sao. Bây giờ âm linh tử cùng Hỏa Kỳ đã chết, hắn chiếm được tinh vẫn cổ hỏa sự tình. Cũng liền lại cũng sẽ không có những người khác biết, thì hoàng tử mặc dù vừa mới nghe được, nhưng hắn khẳng định sẽ không đi đến chỗ nói. Tiêu huynh, đi thôi, những cái này đều là nên giết người mà thôi, không cái gì đẹp mắt. Thì hoàng tử chủ động cùng Tiêu Phàm nói ra. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, bây giờ cứ ly thời hạn một tháng chỉ có chừng 7 ngày thời gian, bọn họ muốn tấn cấp vòng thứ 3, nhất định phải đến một mai tư cách lệnh. Cho dù đối với bọn họ tới nói. Muốn lấy được một mai tiến giai tư cách lệnh, có thể cũng không phải sự tình đơn giản. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm cùng thi hoàng tử hai người không chút do dự quay người rời đi nơi đây, hướng vô thần đảo trung ương nhất tiến đến. Làm Tiêu Phàm rời đi về sau,
cái kia hố to bên trong, tất cả máu tươi đột nhiên hướng về một cái phương hướng lưu động, hội tụ hướng một bộ không đầu thi thể bên trong. Ngay sau đó, quỷ dị sự tình phát sinh, chỉ thấy cái kia không đầu thi thể đột nhiên thiêu đốt lên một đoàn đạm kim sắc hỏa diễm, đạm kim sắc hỏa diễm gào thét. Sau một lát, đạm kim sắc hỏa diễm đột nhiên biến thành một đầu uy mãnh thần thú mọc ra một cái long đầu, lộ ra một cỗ vô thượng uy nghiêm. Long đầu phía trên, có hai cây sừng thú, giống như sừng hươu, một đôi hùng sư con mắt, càng là phát ra dữ tợn chi khí. Nó lưng hùm vai gấu, toàn thân che kín nhỏ bé lân phiến, chân đạp hỏa vân, bá khí uy mãnh. Khi nó xuất hiện một sát na kia, bốn phía không gian đều phát sinh to lớn biến hóa, hắn những nơi đi qua, càng là xuất hiện từng đóa hỏa diễm liên hoa, quả thực là cực kỳ kỳ lạ. Dám giết ta Lô Đỉnh, ta nhất định phải mãng ngươi. Hỏa diễm thần thú lạnh như băng phun ra một đạo thanh âm. Đột nhiên, hắn dưới chân máu tươi toàn bộ đều bốc hơi không còn, cái khác thi thể cũng toàn bộ đều biến khô quắt lên, mà hỏa kỳ không đầu thi thể, càng là hóa thành cho bụi. Mấy tức sau đó, hỏa diễm thần thú thân thể đột nhiên biến ngưng tụ, hắn toàn thân hỏa diễm cũng chậm chậm nội liếm, cuối cùng quy về bình tĩnh. Cũng may những năm này, ta cũng âm thầm thôn phệ không ít chí tôn phần thiên viêm hỏa diễm chi tinh, khôi phục mấy phần thực lực, bằng không thật đúng là phiền toái. Hỏa diễm thần thú đạm mạc phun ra một đạo thanh âm. Đột nhiên, nó trong mắt chán phóng hai đạo cực nóng lợi mang, chậm chạp nói, vẫn là nghĩ biện pháp ly khai cái này địa phương, lấy được chí tôn phần thiên viêm lại nói. Ngay sau đó, nó thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, chậm rãi biến thành hỏa kỳ bộ dáng, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi. Bởi vậy giờ phút này hỏa diễm thần thú, không chỉ có bộ dáng cùng hỏa kỳ hoàn toàn giống nhau như đúc, liền là trên người nở rộ thần lực ba động cơ hồ cũng giống nhau như đúc. Từ hiện tại bắt đầu, ta mới là hỏa kỳ. Hỏa diễm thần thú nhe răng cười một tiếng, sau đó hướng về Tiêu Phàm bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo. Một phương diện khác, Tiêu Phàm cùng Thi Hoàng tử giết chết âm linh tử cùng hỏa kỳ sau đó, liền hướng lấy vô thần đảo trung ương mà đi. Thi Hoàng tử trên người nắm giữ vô thần đảo địa đồ, hai người một đường thông suốt, Tiêu Phàm trong lòng không thể không cảm thán, hay là thân làm những cái này đại thế lực đệ tử tương đối tốt. Cho dù là tham gia bậc này tranh tài, cũng có thể có chỗ ỷ vào, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, không tất yếu ở trên đường tiêu phí quá nhiều thời gian. Trên đường đi, Tiêu Phàm cùng Thi Hoàng tử lại giết không ít người, nhưng Thi Hoàng tử chấn kinh là, Tiêu Phàm mỗi lần giết người sau đó, đều sẽ thi triển ra không giống thần thông. Nguyên bản Thi Hoàng tử coi là Tiêu Phàm tu luyện thần thông khẳng định không có hắn nhiều, nhưng mà theo lấy thời gian đưa đẩy, Thi Hoàng tử cũng đã mất đi cùng Tiêu Phàm tương đối lòng tin. Hắn phát hiện, cùng Tiêu Phàm tiếp xúc càng lâu, lại càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Ba ngày sau, Tiêu Phàm cùng Thi Hoàng tử rốt cục ở một tòa vách núi bên bờ ngừng lại, ở bọn hắn phía trước bên ngoài mấy chục dặm, là một tòa thẳng tắp như kiếm, thẳng nhập mây xanh cự phong. Sơn phong giữa sườn núi, có mây mù lượn lờ, mông lung, một đầu thác nước màu bạc xa treo chân trời, bay vụt mà xuống, khí thế bàng bạc vô cùng mây mù đỉnh, có từng đạo màu sắc rực rỡ ánh nắng bắn ra, lộ ra cực kỳ chói mắt, nhưng lại gió bên ngoài rõ ràng. Cho dù cách xa nhau hơn 10 dặm, vô thần phong cũng cho bọn hắn một loại cực kỳ kiềm chế cảm giác, dường như có một tôn thượng cổ thần linh ngủ say tại đó, không cho phép quấy rầy. Nơi đó liền là vô thần đảo xa 5A cây đỉnh, vô thần phong. Thì hoàng tử trước tiên mở miệng nói, nhìn xem cái kia vô thần phong, hắn trong con ngươi lóe qua một vòng ngưng trọng. Tiến giai vòng thứ 3 tư cách lệnh ngay tại vô thần phong đỉnh. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một tia tha thiết. Hắn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn lấy được một mai tư cách lệnh. Khi hắn quay người nhìn lại thời khắc, lại là nhìn thấy Thi Hoàng tử trên mặt ngưng trọng, không khỏi hỏi, Thi huynh, cái này vô thần phong chẳng lẽ còn có cái gì thuyết pháp hay sao? Thi Hoàng tử sắc mặt rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhẹ gật đầu nói, tin đồn, nơi này đã từng là chư thần vẫn lạc chi địa, bất quá chỉ là truyền ngôn, cũng không có người có thể chứng minh. Tiêu Phàm không khỏi nhìn nhiều vô thần phong một cái, hắn trong lòng có loại không nói ra được cảm giác, luôn cảm giác cái này vô thần phong không đơn giản. Bất quá lại nói trở về, cái này vô thần phong vốn chính là một chỗ bất phàm cổ địa,
liền vô Trần Thiên Cung bậc này thần bí thế lực truyền thừa đều ở lại đây tòa vô thần đảo, coi như vô thần phong lại như thế nào bất phàm, vậy cũng sẽ không thái quá kinh ngạc. Thi huynh, người ta ở nơi này tách ra a? Tiêu Phàm đột nhiên nói ra, cho một cái thi hoàng tử minh bạch ánh mắt. Thi hoàng tử gật gật đầu hắn tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm ý tứ, thiên thần bảng tranh đoạt tái kết thúc về sau, U Vân Phủ khả năng có nhất kiếp, Tiêu Phàm còn chờ lấy hắn ngoài dữ liệu trợ giúp đây. Hắn cùng với Tiêu Phàm hóa thù thành bạn sự tình, tự nhiên không thể nhường những người khác phát hiện, nếu không cũng không thể đưa đến ngoài dữ liệu bên ngoài hiệu quả. Mặt khác, trên người ngươi thi khí, ta chỉ có thể thay ngươi đem trong kinh mạch thanh lý sạch sẽ, về phần linh hồn cùng mệnh cách bên trong thi khí, chờ ngươi tìm tới tử linh tố hồn hoa, ta có thể cho ngươi hoàn toàn khu trừ, trước đó, ngươi chỉ cần không sử dụng linh hồn chi lực, tùy tiện làm sao động thủ đều sẽ không có chướng ngại. Nhìn thấy thi hoàng tử quay người chuẩn bị rời đi, Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, cho thi hoàng tử truyền âm nói. Đa tạ Tiêu huynh, bảo trọng. Thi hoàng tử cảm kích nhìn Tiêu Phàm một cái, ôm quyền nói. Bây giờ thi hoàng tử, thế nhưng là phát ra từ nội tâm cảm kích Tiêu Phàm bất kể hiềm khích lúc trước, khu trừ hắn trong kinh mạch thi khí, phần này phách lực cùng ý chí cũng không phải người bình thường có thể bằng được. Hơn nữa, hiện tại thi hoàng tử cũng đã không có 3 lần xuất thủ số lần hạn chế, chỉ cần không được liên quan đến linh hồn, hắn liền có thể tùy ý xuất thủ, sẽ không ảnh hưởng tự thân tính mệnh. Thi hoàng tử thân thể hóa thành một đạo chớp lóe biến mất ở nguyên chỗ, Tiêu Phàm một mình một người ngắm nhìn nơi xa sơn phong, sau nửa ngày đều không có bất luận cái gì dị động. Theo ta lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Tiêu Phàm đột nhiên cũng không quay đầu lại mở miệng nói, hắn con người đột nhiên chuyển hướng vách núi một bên cổ lâm bên trong. Hắn ánh mắt giống như hai thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, bắn vào cổ lâm bên trong. Một trận sắc bén cương phong thổi qua, trong cổ lâm yên tĩnh im ắng, chỉ có bén nhọn gió hú thanh âm. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi từ vòng thứ nhất liền theo ta, không thể không nói, ngươi ẩn thân thủ đoạn cùng nghị lực, đều phi thường người có thể so sánh. Tiêu Phàm thần sắc khôi phục bình tĩnh, nhìn chằm chằm trong rừng tự nhủ. Nhưng mà, trong cổ lâm vẫn như cũ 10 phần yên lặng, căn bản không có bất luận cái gì thanh âm đáp lại nói. Phốc, đột nhiên, Tiêu Phàm dưới chân khẽ động. Giống như rời dây cung như tiễn một dạng xông ra, Tu La kiếm bộc phát ra một đạo sắc bén kiếm khí, bắn về phía cổ lâm bên trong. Những nơi đi qua, đầy trời kiếm khí mãnh liệt, cổ thụ che trời nhao nhao sụp đổ, sau đó bị kiếm khí xoắn thành bột mịn, bụi bặm đầy trời. Tiêu Phàm kiếm đánh đâu thắng đó, chém giết tất cả. Hô, một hơi sau đó, một đạo bóng người đột nhiên từ trong cổ lâm xông ra, cực tốc hướng về chân trời lao đi. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Chủ yếu nhất là, bóng người kia dĩ nhiên có thể phi hành, cái này khiến Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi. Cái này vô thần đảo bên trong mặc dù khả năng có không ít có thể phi hành công pháp, nhưng hắn cho đến bây giờ, cũng chỉ gặp qua Vũ Văn Tiên có thể thi triển, chẳng lẽ người này là Vũ Văn Tiên? Tiêu Phàm không có bất luận cái gì dừng lại, thả người nhảy lên, cả người giống như nhẹ yến đồng dạng, lên như diều gặp gió. Sau đó lại liên tục vung ra mấy kiếm. Hắn mặc dù không biết đối phương là người nào, nhưng theo dõi hắn lâu như vậy, tất nhiên là không có hảo ý. Làm Tiêu Phàm xông ra cổ lâm thời khắc, lại là nhìn thấy một khối nhuốm máu bạch sắc quần lụa mỏng, đưa tay một chiêu, nhuốm máu bạch sắc quần lụa mỏng rơi vào trong tay, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm đập vào mặt. Nữ nhân, Tiêu Phàm nhìn chằm chằm trong tay nhuốm máu quần lụa mỏng, không khỏi nhíu mày. Tiêu Phàm không nghĩ đến, một mực theo dõi bản thân lại là một cái nữ nhân, trong đầu hắn lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, lại hoàn toàn không hiểu rõ, đối phương theo dõi bản thân là vì cái gì. Hơn nữa, hắn nhớ kỹ bản thân có vẻ như cũng không có đắc tội cái gì nữ nhân, cái kia máu tươi phía trên truyền đến thần lực ba động, lại làm cho Tiêu Phàm có loại quen thuộc cảm giác. Chỉ là rốt cuộc là người nào, Tiêu Phàm lại nghĩ không ra. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, lại là không thấy được bất luận bóng người nào, đối phương tốc độ nhường Tiêu Phàm đều một trận hãi hùng khiếp vía. Oanh một tiếng, Tiêu Phàm trùng điệp rơi đập trên mặt đất, vang lên vô số bụi bặm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đoàn kim sắc hỏa diễm phù hiện, trong tay nhuốm máu quần lụa mỏng nháy mắt bị đốt thành bột mịn, cái gì đều không có lưu lại. Mặc kệ ngươi là nam hay là nữ,
nếu là nghĩ đối ta bất lợi, đều là giống nhau kết cục. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, hất lên áo bào, liền hướng lấy Vô Thần Phong vị trí kích xạ mà đi. Cự ly vòng thứ hai tranh tài chỉ còn lại không đến 4 ngày thời gian, Tiêu Phàm có thể không dám có bất luận cái gì trì hoãn, hắn nhất định phải lập tức chạy tới Vô Thần Phong đỉnh, lấy được tư cách lệnh bài. Hơn 10 dặm cự ly, đối với Tiêu Phàm tới nói cũng không tính xa xôi, dù là sẽ không phi hành, hắn cũng vẻn vẹn mất không đến một chén trà thời gian. Đứng ở dưới Vô Thần Phong, Tiêu Phàm mới cảm thấy bản thân nhỏ bé, một cỗ cổ xưa lại thương tang khí tức đập vào mặt, trong rừng ẩn ẩn có hung thú hống tiếng kêu. Cấp độ kia uy thế, tuyệt đối là cổ thần cảnh trở lên thần thú mới có thể phát ra. Tiêu Phàm hít sâu một cái, dậm chân đi vào, dĩ nhiên đến nơi này, hắn liền không có bất luận cái gì lùi bước lý do. Không thể không nói, Vô Thần Phong bên trong thật không phải bình thường nguy hiểm. Tiêu Phàm vừa mới bước vào Vô Thần Phong không lâu, liền gặp được một đầu cổ thần cảnh tiền kỳ mãnh thú. Tiêu Phàm lấy lôi đình không kịp che tai tư thế, đem hung thú một kiếm chém giết. Đây là thật thú tộc, Quân Nhược Hoan không có gạt ta. Nhìn qua dưới chân thi thể, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, hắn tay trái lòng bàn tay lơ lửng một mai chiếu lấp lánh thần cách. Cái này thần cách, đúng là hắn từ trước mắt hung thú thể nội lấy được. Bất quá! Nhưng Tiêu Phàm thất vọng là, cái này thú tộc thần cách, lại không cách nào rút ra vô chủ mệnh nguyên, nói cách khác, thú tộc vô chủ mệnh nguyên không cách nào giải phong lấy được thần thông cùng thiên phú thủ đoạn. Cũng may Tiêu Phàm cũng đã tu luyện 6-7 loại thần thông cùng thiên phú, hắn cũng đã đối những cái này cấp thấp thần thông cùng thiên phú không có hứng thú quá lớn. Nói câu không tốt nghe, những cái này thần thông cùng thiên phú, còn không bằng hắn trực tiếp dùng tu la kiếm chiến đấu uy lực lớn. Tiêu Phàm tiếp tục tiến lên, nửa ngày thời gian, hắn liền giết tới giữa sườn núi, trên đường gặp được không ít thú tộc, hoàn toàn bị Tiêu Phàm chém giết, không có ngoại lệ. Trên đường, Tiêu Phàm cũng gặp được mấy cái tu sĩ, bọn họ cũng đang leo Vô Thần Phong, Tiêu Phàm ngược lại cũng không có xuất thủ đối phó bọn hắn. Không phải Tiêu Phàm nhân từ, mà là hắn phát hiện, nơi này thần thú liền đầy đủ bọn họ uống một bầu, không tất yếu hắn xuất thủ tạo nhiều giết chóc, mặt khác. Hắn cũng không có đầy đủ thời gian lãng phí ở chỗ này. Huống chi, trên người hắn cũng đã không có biết phong thần thông cùng thiên phú, cho dù giết bọn họ, lấy được lại nhiều thần cách, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm không phải lạm sát người, cho dù là giết chết người, đồng dạng đều là muốn giết hắn người. Đương nhiên, tại thiên thần bảng tranh đoạt tái quy tắc bên trong, vô luận hắn giết bao nhiêu người, đều sẽ không nói là lạm sát. Nơi này hẳn là không sai biệt lắm đi một nửa a. Tiêu Phàm nhẹ giọng lẩm bẩm, tại hắn phía trước, xương trắng bắt đầu biến nồng nặc lên. Hắn còn nhớ đến, từ sườn núi bắt đầu thì có nồng vụ vần quanh, nghĩ đến liền là phía trước phiến khu vực này. Bất quá tại xương trắng bên ngoài, có hoàn toàn trống trải khu vực, còn quấn cả tòa sơn phong, Tiêu Phàm ẩn ẩn có thể nhìn thấy, có hai ích du ba người đang xếp bằng ở trống trải khu vực chữa thương. Ba người trên người tất cả đều là vết máu, hiển nhiên đều bị thương không nhẹ, trong đó có một người, càng là gãy mất một đầu cánh tay trái, máu tươi cũng đã biến thành ám hắc sắc. Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, hắn có thể nhìn ra ba người này tu vi, toàn bộ đều là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng mà bây giờ dĩ nhiên chịu như thế trọng thương. Vô Thần Phong bên trên mặc dù có không ít cổ thần cảnh thần thú, nhưng là đồng dạng rừng cây rậm rạp, thân làm thiên thần cảnh đỉnh phong. Cho dù không phải cổ thần cảnh thần thú đối thủ, nhưng muốn trốn lời còn là không có vấn đề a. Bọn họ là ở xương trắng khu vực thụ thương, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu. Hắn đối bản thân thực lực mặc dù tự tin, nhưng là không dám khinh thường Vô Thần Phong nguy hiểm, bất quá cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm đối tiến giai tư cách lệnh bài cũng tình thế bắt buộc. Xương trắng khu vực nguy hiểm như vậy, nghĩ đến có thể vượt qua người cũng không nhiều. Lấy được tư cách lệnh bài người càng là thưa thớt. Làm Tiêu Phàm xuất hiện thời khắc, ba người kia đột nhiên mở ra hai mắt, lạnh lùng con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. A đột nhiên, một tiếng thê lương kêu thảm từ xương trắng khu vực truyền đến, Tiêu Phàm giật nảy mình, ba người kia càng là giống như chim sợ cành cong, khẩn trương đến cực điểm. Thanh âm kia đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền triệt để trở nên yên lặng. Ba vị Tiêu Phàm đối cái này Vô Thần Phong hay là quá mức lạ lẫm,
muốn từ phía trước ba người trên người hiểu rõ một chút đồ vật, hắn trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, sớm biết rõ hẳn là hỏi thăm Thi Hoàng tử một lần. Thi Hoàng tử tất nhiên liền vô thần đảo bản đồ địa hình đều có, nghĩ đến đối cái này vô thần phong cũng rất hiểu. Bất quá, Tiêu Phàm lời nói chưa mở miệng, cái kia xương trắng trong khu vực, lại truyền tới một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, Tiêu Phàm lông mày không khỏi nhíu lại. Nhưng mà từ nay về sau khắc bắt đầu, cái kia tiếng kêu thảm thiết liền bắt đầu liên miên bất tuyệt, chưa bao giờ từng đứt đoạn. Vòng thứ hai tranh tài người không phải mới 500 người sao? Vô thần phong biết bao rộng lớn, 500 người tiến vào nơi này, hẳn là liền cùng một giọt nước đầu nhập đại hải đồng dạng, không có dấu vết mà tìm kiếm a. Tiêu Phàm trong lòng 10 phần buồn bực. Có thể hiện tại, xương trắng khu vực tiếng kêu thảm thiết lại là liên tiếp, giống như bên trong có vô số tu sĩ một dạng. Nếu như 500 người toàn bộ từ một cái này phương hướng tiến vào xương trắng khu vực, có lẽ còn có dạng này hiệu quả, nhưng cái này hiển nhiên là không có khả năng. Vô thần phong biết bao rộng lớn, lại làm sao có thể tất cả mọi người toàn bộ từ một cái này phương hướng tiến vào đây. Huống chi, cho đến bây giờ, dự thi 500 người bên trong, Tiêu Phàm liền đã nhìn thấy 4 tầm 10 người tử vong. Đoán chừng có thể sống đến vô thần phong, đoán chừng liền chỉ có 300 không đến, những người khác coi như có thể đi đến, cũng chưa hẳn có thể đạt tới cái này phiến khu vực. Ba vị, cái này tiếng kêu thảm thiết là chuyện gì xảy ra? Nghe được cái kia tiếng kêu thảm thiết, Tiêu Phàm trong lòng có chút ngưng trọng, vẫn là quyết định trước hướng ba người này hỏi thăm một chút tin tức. Tự nhiên là có người bị giết chết, trong đó một cái hắc bào gầy gò mũi ưng nam tử lạnh lùng trả lời một câu. Làm sao có thể, Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, không chút do dự lắc lắc đầu nói. Vừa mới cái này tiếng kêu thảm thiết, đoán chừng chí ít đều đã chết 30-40 người, hơn nữa tiếng kêu thảm thiết còn đang tiếp tục. Cái này chẳng phải là nói rõ còn có người đang không ngừng chết đi. Vòng thứ hai 500 người, coi như toàn bộ ở cái này phương hướng, chiếu cái này tốc độ, vậy cũng không đủ chết a. Không có cái gì không có khả năng, người nếu đi vào, cũng đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái khác bị chém rụng cánh tay trái, sắc mặt tái nhợt nam tử mở miệng nói. Tiêu Phàm nhíu mày, hai người này thái độ làm cho hắn rất khó chịu. Tựa như bản thân cùng bọn hắn có thù một dạng. Nhìn một cái khác ăn mặc chiến bào màu xanh nam tử một cái, hắn lại là phát hiện, chiến bào màu xanh nam tử đang một mặt kinh khủng nhìn xem hắn. Đây là vẻ mặt gì? Ta có như thế đáng sợ sao? Tiêu Phàm trợn trắng mắt, dứt khoát cũng lười nhác hỏi nhiều, quay người liền hướng xương trắng khu vực đi đến, chớ vào đi. Cũng liền tại Tiêu Phàm vừa mới bước vào xương trắng khu vực thời điểm. Cái kia chiến bào màu xanh nam tử đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Chớ vào đi, Tiêu Phàm ngừng bước chân, chậm rãi quay đầu nhìn về chiến bào màu xanh nam tử nhìn lại, nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, cái kia chiến bào màu xanh nam tử đột nhiên thật giống như bị một cỗ lực lượng đẩy hướng xương trắng khu vực. Đồng thời, cái kia cống ngầm mũi nam tử cùng tay cụt nam tử hai người cự ly Tiêu Phàm chỉ có một trượng 3,33 mét, không đến cự ly, hai người trên mặt hiện ra cười lạnh. Dùng hết toàn lực hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà tới. Tiêu Phàm nơi nào sẽ nghĩ đến, cái này cống ngầm mũi nam tử cùng tay cụt nam tử sẽ đột nhiên đối với hắn xuất thủ. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên không có cảm nhận được bất luận cái gì sát ý, phải biết, hắn đối sát ý thế nhưng là cực kỳ mẫn cảm a. Không kịp nghĩ nhiều, Tu La kiếm đã xuất hiện ở trong tay, Tiêu Phàm không chút do dự một kiếm chém ra. Nhưng mà Tu La kiếm lại là xuyên qua hai người kia thân thể, tựa như hai người này căn bản là không tồn tại một dạng. Tiêu Phàm nhìn lại thời khắc, lại là phát hiện, mũi ưng cùng tay cụt nam tử hai người nửa người dưới tách rời, lại không có bất luận cái gì vết máu, bọn họ nửa người trên lần nữa nhào về phía hắn. Linh hồn, Tiêu Phàm trợn to hai mắt, thân thể cực tốc hướng về hậu phương thối lui, nhưng mà, mũi ưng cùng tay cụt nam tử hai người tốc độ càng nhanh. Vọt thẳng vào Tiêu Phàm mi tâm bên trong. Tiêu Phàm thân ảnh nhanh chóng thối lui, nhanh chóng xông vào xương trắng khu vực bên trong. Tại Tiêu Phàm thần cung bên trong, mũi ưng cùng tay cụt nam tử hai người không chút do dự thẳng hướng Tiêu Phàm linh hồn bản thể, muốn diệt sát linh hồn bản thể. Hống, một tiếng kịch liệt gào thét vang lên, tại Tiêu Phàm linh hồn bản thể phía trước, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh mở ra bồn máu miệng lớn. Bỗng nhiên nuốt vào mũi ưng cùng tay cụt nam tử thân thể.
Ngoại giới, Tiêu Phàm kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, hai cái kia không phải sống sờ sờ người sao, làm sao sẽ công kích bản thân. Bất quá khi Tiêu Phàm một kiếm không giết chết hai người kia sau đó, hắn cũng hiểu được, hai người kia nhất định là linh hồn trạng thái, Tu La kiếm thi triển phổ thông công kích, lực lượng không đủ để nháy mắt hủy diệt linh hồn, chỉ có thể chặt đứt cái kia linh hồn mà thôi. Chỉ là Tiêu Phàm không minh bạch là, cái kia linh hồn vì cái gì lại muốn công kích bản thân đây? Ảo giác, Tiêu Phàm trong lòng nghi hoặc, lập tức lại lắc lắc đầu, nếu như đó là huyễn cảnh, vậy cái này huyễn cảnh cũng quá đáng sợ. Phải biết, Tiêu Phàm đối huyễn cảnh cho tới bây giờ đều là miễn dịch a, trên cơ bản không có cái gì huyễn cảnh có thể lừa qua hắn. Tất nhiên không phải huyễn cảnh, kia lại là cái gì đâu? Cái kia chiến bào màu xanh thanh niên hẳn là biết rõ, tìm tới hắn hẳn là có thể biết rõ ràng. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói, sau đó hắn quay người liền hướng trống trải địa mang đi đi. Nơi này mặc dù bị nồng đậm xương trắng che lấp, nhưng Tiêu Phàm còn nhớ được tự mình ngã lui phương hướng. Chỉ cần hướng phía trước đi mấy trượng cự ly, hẳn là liền là cái kia trống trải khu vực. Bất quá, điều này hiển nhiên nhường Tiêu Phàm thất vọng rồi, hắn một mực đi lên phía trước, đi nửa chén trà nhỏ thời gian, cũng không có tìm tới cái kia trống trải khu vực. Nhìn xem bốn phía xương trắng, Tiêu Phàm ẩn ẩn có chứng giống đau cảm giác, cái kia đất trống, làm sao sẽ không lý do không có đây. Tiêu Phàm lần nữa minh bạch mình cùng những cái kia đại thế lực tu sĩ ở giữa chênh lệch. Những người kia đều nghe nói qua vô thần đảo, nghĩ đến cũng khẳng định làm đầy đủ chuẩn bị. Mà hắn Tiêu Phàm, cơ hồ lại là hoàn toàn không biết gì cả, muốn xông qua mảnh này xương trắng khu vực, đoán chừng cũng không dễ dàng. Hồng hộc, Tiêu Phàm đang trầm tư thời khắc, hắn sau lưng đột nhiên một đạo phá không vang lên, lưỡi dao sắc tận xương, liền linh hồn đều có loại kim đâm đồng dạng đau. Tiêu Phàm căn bản không kịp nghĩ nhiều, trở tay chính là một kiếm chém tới. Tu La kiếm kiếm mang chặn lại đạo kia hàn quang, Tiêu Phàm có thở dốc cơ hội. Đồng thời hắn thân thể nhanh chóng hướng phía trước xông ra, đầu không nhịn được chuyển hướng phía sau. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm XDTDQ con người run rẩy kịch liệt đến mấy lần, hắn nhìn thấy một cái máu me khắp người, tóc tai bù xù nữ tử, một kiếm hướng về hắn đánh tới. Quỷ sao, Tiêu Phàm trong đầu nháy mắt hồi tưởng lên kiếp trước hắn tại trong phim ảnh gặp qua quỷ quái. Cùng đây quả thực liền là giống nhau như đúc. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hắn hai bên lại truyền tới một cỗ khí tức nguy hiểm, Tiêu Phàm cau mày, dư quang quét tới, lại là nhìn thấy mấy cái máu me đầm đìa thân ảnh. Giờ khắc này, Tiêu Phàm bình tĩnh rất nhiều, hắn ý niệm khẽ động, vô tận chi hỏa đốt cháy, bao phủ quanh thân. Hắn con người đánh giá bốn phía những bóng người này, cau mày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Tiêu Phàm trên người hỏa diễm, những bóng người kia toàn bộ đều lộ ra sợ hãi, tựa như không dám tới gần Tiêu Phàm một dạng. Cứu, cứu mạng, đột nhiên, một đạo trầm thấp cầu cứu vang lên, nháy mắt hấp dẫn Tiêu Phàm lực chú ý, thanh âm này chủ nhân, chính là trước đó gọi hắn chớ vào chiến bào màu xanh nam tử. Tiêu Phàm theo tiếng kêu nhìn lại là thấy được chiến bào màu xanh nam tử bản thân bấm bản thân cổ, sắc mặt chướng đỏ bừng, mũi chân rời đi mặt đất. Một màn này nhìn qua mười phần quỷ dị. Tự sát, Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem chiến bào màu xanh nam tử, bất quá hắn cảm giác cũng không phải chuyện như thế. Nếu như là tự sát mà nói, vậy hắn lại vì cái gì sẽ cầu cứu đây? Chiến bào màu xanh nam tử nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, hiện ra tơ máu con ngươi đột nhiên lóe ra ánh sáng hy vọng, một cái tay khác không ngừng hướng về Tiêu Phàm chiêu động lên. Tiêu Phàm biết rõ, đối phương là nghĩ bản thân cứu hắn. Tiêu Phàm không do dự, cái này chiến bào màu xanh nam tử trước đó hữu hảo cử động, đáng giá hắn xuất thủ. Trong nháy mắt, một đoàn kim sắc hỏa diễm rơi vào chiến bào màu xanh nam tử trên người, một tiếng hét thảm truyền thừa, lập tức một sợi thanh yên từ thanh bào nam tử trên người toát ra. Chiến bào màu xanh nam tử co quắp mềm ở trên mặt đất, trong mắt lộ ra sợ hãi, hít sâu mấy khẩu khí, hắn mới cảm kích nhìn về phía Tiêu Phàm nói, đa tạ Tiêu thành chủ xuất thủ cứu giúp. Người biết ta, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, bất quá phát hiện hiện tại không phải xoắn suýt lúc này, lại nói, người vừa mới là chuyện gì xảy ra, còn có những cái này người không ra người, quỷ không ra quỷ là thứ gì. Người quả nhiên có thể nhìn thấy bọn họ, không nghĩ đến Tiêu thành chủ lại còn là thần tu. Chiến bào màu xanh nam tử kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm.
Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm kinh ngạc, không khỏi hỏi, chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy bọn họ? Chiến bào màu xanh nam tử gật gật đầu, một bộ sau chết lại sống bộ dáng, khổ sở nói, ta xác thực nhìn không thấy bọn họ, trước đó nếu như không phải ngươi đang lầm bầm lầu bầu, ta còn không biết, ta dĩ nhiên đã bị bọn họ tập trung vào. Bọn họ là ai? Tiêu Phàm nghi hoặc vô cùng, mặt âm trầm nhìn xem chung quanh những người kia không được nhân, quỷ không được quỷ đồ vật. Tiêu Phàm cũng xem như tâm cảnh rất cường đại, nhưng giờ phút này trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh. Cái gì gọi là ngươi nhìn không thấy, vậy ta nhìn thấy những cái này lại là cái gì? Ngươi có thể nhìn thấy những người kia, là một chút chết đi linh hồn, chết rồi linh hồn bị một cỗ đặc thù lực lượng giam cầm xuống tới, vĩnh viễn trấn áp ở mảnh này khu vực, không thể rời đi. Chiến bào màu xanh nam tử hít sâu một cái nói, con ngươi sợ hãi nhìn xem chung quanh. Bị giam cầm linh hồn, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, hắn cũng đã xác nhận những người này đều là linh hồn, e ngại vô tận chi hỏa, cho nên mới không dám tới gần. Thế nhưng là, nhưng hắn cảm thấy kỳ lạ là, mảnh này xương trắng khu vực, lại là như thế nào buộc phược linh hồn đây? Hơn nữa, cái này cũng quá tàn khốc, bọn họ không phải liền là tham gia một cái thiên thần bảng tranh đoạt tài A, có tất yếu đem một người linh hồn vĩnh viễn giam cầm ở trong này sao? Tham gia một trận tranh tài, liền muốn cho người vĩnh viễn bị tra tấn, cái này cũng không phải đồng dạng tàn nhẫn, những cái này linh hồn bị giam cầm vô số tuế nguyệt, tích lũy vô tận oán khí, bọn họ nhìn thấy người liền giết, lịch đại thiên sinh bảng tranh đoạt tái, không biết có bao nhiêu người chết ở nơi này, trở thành bọn họ bên trong một thành viên. Chiến bào màu xanh nam tử thanh âm hơi có chút run rẩy, bởi vậy, mảnh này xương trắng khu vực, cũng có một cái đáng sợ danh tự. Tên là gì? Tiêu Phàm hơi nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Phệ hồn cấm khu, thanh sắc chiến bào nam tử gian nan phun ra mấy chữ, hắn đối phệ hồn cấm khu mấy chữ này có loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Phệ hồn cấm khu, thôn phệ linh hồn sao? Tiêu Phàm cũng không có sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ trầm tư, người biết là cái gì lực lượng, giam cầm người linh hồn sao? Không biết, bất quá có người suy đoán, cùng vô thần phong đỉnh cây kia quái thụ có quan hệ. Thanh sắc chiến bào nam tử lắc lắc đầu nói. Quái thụ, Tiêu Phàm càng thêm buồn bực, một cái cây, làm sao có thể có lớn như vậy năng lực giam cầm thiên thần cảnh linh hồn. Hơn nữa còn có thể vĩnh viễn chân áp, nghi hoặc về nghi hoặc, nhưng hắn nhưng trong lòng rõ ràng, bản thân còn là muốn mau chóng chạy tới vô thần phong đỉnh mới được. Đúng rồi, Tiêu thành chủ, cự ly vòng thứ hai đại tái chỉ có 3 ngày nhiều thời gian, người hay là mau chóng đi thôi. Thanh sắc chiến bào nam tử đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, nói. Ngươi cùng ta trả lại hết là, Tiêu Phàm tự nhiên là muốn đi, bất quá hắn nếu cứ như vậy rời đi, cái này thanh sắc chiến bào nam tử đoán chừng hẳn phải chết không nghi ngờ, khẳng định sẽ bị những cái này linh hồn mạt sát. Nhưng mà, thanh sắc chiến bào nam tử lại là lắc lắc đầu nói, ta liền không đi lên, Tiêu thành chủ, ngài là thần tu, còn có cái này hỏa diễm, hẳn là có thể không sợ những cái này linh hồn. Không cần quản ta, đi trước chiếm lấy tư cách lệnh, vì ta U Vân Phủ làm vẻ vang. Ngươi cũng vậy U Vân Phủ, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, cái này thanh sắc chiến bào nam tử dù sao cũng là thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi, hắn dĩ nhiên chưa thấy qua. Ta là thanh minh thiếu chủ gia thần, thanh minh thiếu chủ cùng Mặc Lâm công tử, cùng Vũ Nhu tiên tử cũng đã lên rồi, không biết có hay không thành công đến vô thần phong đỉnh. Thanh sắc chiến bào nam tử giải thích nói. Hắn trong con ngươi lóe ra ánh sáng hy vọng, tựa như hy vọng thanh minh bọn họ có thể đoạt được tư cách lệnh một dạng. Đều lên rồi, Tiêu Phàm yên lặng, hắn tại vô trần cung ngây người hơn nửa tháng, làm trễ nải không ít thời gian, không biết hiện tại đi lên, có thể hay không chạy tới. 3 ngày trước đi lên, thanh sắc chiến bào nam tử gật gật đầu, hít sâu một cái nói, bất quá, bọn họ muốn thông qua phệ hồn cấm khu, cũng rất khó, ta nghe nói. Kỳ trước thiên thần bảng tranh đoạt tái, mỗi một giới đại tái có thể thành công đến vô thần phong đỉnh, đều sẽ không vượt qua 50 cái. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nếu như dựa theo Thanh Trích nói, vậy cái này phệ hồn cấm khu xác thực nguy hiểm, có thể có 50 cái đến, cũng đã 10 phần không dễ dàng. Cho dù có thể đến vô thần phong đỉnh những người này, cũng hẳn là tính được là chín phủ 13 tông đỉnh cấp thiên tài. Mà Thanh Minh, Mặc Lâm công tử cùng Vũ Nhu tiên tử bọn họ. Tại U Vân Phủ thực lực quả thật không tệ, nhưng ở trong chín phủ 13 tông, chưa hẳn có thể tiến vào top 50.
Nếu là lúc trước Thanh Minh, cái kia xác thực chưa hẳn có thể thông qua phệ hồn khu vực, nhưng Tiêu Phàm tin tưởng, hiện tại Thanh Minh, hẳn là có thể thông qua. Ngươi lúc trước có phải hay không đi vào, nghĩ đến ngươi hẳn là biết rõ như thế nào rời đi, ta trước đưa ngươi rời đi, ngươi cũng nói với ta một cái phệ hồn cấm khu tin tức. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Vậy liền đa tạ Tiêu thành chủ. Thanh sắc chiến bào nam tử đáy mắt chỗ sâu lấp lóe một vòng vẻ âm trầm, bất quá ngoài mặt vẫn là bảo trì bình tĩnh nói. Tiêu Phàm cùng thanh sắc chiến bào nam tử giao lưu quá trình bên trong hiểu được kỳ danh là Thanh Trích, là Thanh Minh gia thần, hắn là ở vòng thứ nhất đại tái bên trong đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong, đây cũng là Tiêu Phàm không quen biết hắn nguyên nhân một trong. Tiêu Phàm từ Thanh Trích trong miệng chiếm được một chút liên quan tới phệ hồn cấm khu tin tức. Những cái này tin tức đối với Tiêu Phàm tới nói, nếu như là thật, vậy đối với hắn xông qua phệ hồn cấm khu có rất lớn trợ giúp. Bỏ ra nửa chén trà nhỏ thời gian đưa Thanh Trích rời đi xương trắng khu vực, Tiêu Phàm liền một mình một người hướng vô thần phong đỉnh tiến đến. Tiêu Phàm không biết là, giờ phút này vô thần phong đỉnh núi cũng đã loạn thành một bầy, từng đạo bóng roi ở hư không xuyên loạn, cùng hư không ma sát phát ra từng đợt kêu to thanh âm. Đùng đùng. Bóng roi quật đánh ở trên mặt đất cát bay đá chạy, bụi bặm tràn ngập, toàn bộ không gian đều bạo động, cho người không dám tới gần. 20-30 đạo thân ảnh bị bóng roi quất bay, da chóc thịt bong, máu tươi ở hư không bay vụt, kêu thảm tiếng thật lâu không dứt, càng là có mấy người, bị bóng roi chặn ngang chặt đứt, liền linh hồn đều không kịp chạy ra. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định sẽ kinh ngạc vô cùng, cái này vô thần phong đỉnh, đâu chỉ 50 người. 200.000-300 người đều có, rất hiển nhiên, cái kia Thanh Trích lời cũng không là thật. Bay ngược cái kia 20-30 bên trong, có một người chính là Thanh Minh, chân hắn giẫm kỳ diệu bộ pháp, nhưng vẫn như cũ không thể tránh thoát vô số bóng roi, áo bảo xanh phá toái, toàn thân nhuốm máu, loạn phát bay tứ tung. Sau một lát, Thanh Minh thất tha thất thểu thối lui ra khỏi bóng roi có thể đủ đến khu vực, sắc mặt trắng bạch vô cùng, liền đứng thẳng đều có chút bất ổn. Thanh Minh con người nhìn chằm chằm phía trước, ở hắn trăm trượng có hơn, có một gốc 30-40 đến trượng cao cổ thụ che trời, cành lá rậm rạp vô cùng. Xa xa nhìn lại, lít nha lít nhít cành buông xuống, cành lá rậm rạp, oánh oánh lập lòe, cành lá trong gió chập chờn, phát ra một loại nhu hòa quang trạch, cho người ta một loại yên tĩnh âm áp cảm giác. Nhưng mà, nếu là cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện rất nhiều cành bên trên tiêm nhiễm rất nhiều vết máu cùng thịt nát. Tại ánh mắt chiếu xuống lộ ra cực kỳ dễ thấy, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, cho người linh hồn phát run. Rất hiển nhiên, vừa mới những cái kia bóng roi, chính là khỏa này cành cổ thụ, liền cổ thần cảnh cường giả, cũng khó có thể chịu được thứ nhất roi chi uy, không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán. Mà ở cổ thụ đỉnh, có từng khối chiếu lấp lánh ngọc lệnh, không cần nghĩ cũng biết rõ, cái kia ngọc lệnh chính là có thể tiến giai vòng thứ ba tư cách lệnh. Muốn lấy được tư cách lệnh, liền nhất định phải trèo lên khỏa này quái thụ, có thể bình thường thiên thần cảnh tu sĩ, liền tới gần đều không có khả năng, lại càng không cần phải nói leo lên khỏa này cổ thụ. Lấy cái này cổ thụ cuồng bạo tính tình, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ người khác đem nó chà đạp ở dưới chân, mặt đất những cái kia thi thể, chính là tốt nhất ví dụ. Nếu là có thể phi hành còn tốt, đám người có thể dựa vào tốc độ cướp đoạt tư cách lệnh. Thay vào đó vô thần đảo áp chế mỗi người lực lượng, ngoại trừ số ít tu sĩ chiếm được có thể phi hành thần thông bên ngoài, căn bản liền không có phi hành khả năng. Thanh Minh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cổ thụ đỉnh mười mấy mai ngọc lệnh, hận không thể lập tức lấy được một khối, nhưng mà, hắn cũng đã thử nhiều lần, mỗi một lần đều lấy thất bại mà kết thúc. Đi xa nhất một lần, Thanh Minh cự ly này quái thụ vẫn như cũ có chừng 30 trượng cự ly, đó cũng là hắn thụ thương nặng nhất một lần. Có thể sống sót, Thanh Minh cũng đã xem như vận khí tốt. Thanh Minh, đầu tiên chờ chút đã. Lúc này, một cái sắc mặt trắng bệch nữ tử đi tới, một mặt lo lắng nhìn xem Thanh Minh nói, nữ tử chính là U Vân Ngũ Kiệt một trong Vũ Nhu tiên tử. Vô luận như thế nào, ta đều muốn lấy được một khối. Thanh Minh nắm đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như hắn không cách nào lấy được tư cách lệnh, cũng liền không thể tiến giai vòng thứ ba. Nếu là không lấy được một cái tốt thứ tự, cái kia U Vân phủ khả năng liền nguy hiểm. Cho đến bây giờ, đều chỉ có 8 người chiếm được tư cách lệnh, coi như không chiếm được tư cách lệnh,
chỉ cần chúng ta cố gắng, U Vân Phủ cũng khẳng định sẽ không hạng chót. Vũ Nhu tiên tử hít sâu một cái nói. Thanh Minh trầm mặc không nói, nói thì nói như thế, nhưng vạn nhất có cái khác ngoài ý muốn phát sinh đây. Huống chi, hiện tại chỉ có 6 người lấy được tư cách lệnh, hắn Thanh Minh nếu là có thể lấy được một khối, chẳng phải là cũng đã đại biểu U Vân Phủ chí ít cũng có thể lấy được hạng 7. Không biết Vũ Văn Tiên dùng phương pháp gì, triệt để chọc giận cái kia quái thụ, chúng ta đều không cách nào tới gần, nếu không mà nói, lấy ngươi thực lực, lấy được một khối tư cách lệnh khẳng định không có vấn đề. Vũ Nhu tiên tử lại nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm không cam lòng. Nói những cái này không có giá trị, hắn sẽ không cho ta đầy đủ thời gian. Thanh Minh lắc lắc đầu, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, con người đột nhiên nhìn về phía một cái nào đó phương hướng. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. Làm sao, không tiếp tục sao? Làm Thanh Minh nhìn lại thời khắc, một chương đạm mạc khuôn mặt phù hiện ở trong mắt hắn, đối phương ánh mắt cũng vừa lúc rơi vào trên người hắn, khóe miệng hiện ra cười lạnh nói. Đó là một cái bạch y thanh niên, trên người phát ra siêu nhiên khí thế, giống như thiên địa chúa tể đồng dạng, quan sát tất cả. Vũ Văn Tiên, Thanh Minh nghiến răng nghiến lợi, trên trán gân xanh kém chút liền muốn nổ tung. Thanh Minh con người từ Vũ Văn Tiên trên người rơi vào Vũ Văn Tiên dưới chân quỳ sát ba cái tu sĩ trên người, bên cạnh còn ngã xuống mấy cỗ thi thể, tử trạng cực kỳ thê thảm, cho người không đành lòng nhìn thẳng. Thanh Minh sắc mặt tái nhợt, thân thể kịch liệt run rẩy, hận không thể lập tức đem Vũ Văn Tiên ăn sống nuốt tươi, tháo thành tám khối. Lại thất bại một lần, tí tí. Vũ Văn Tiên khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt lắc lắc đầu. Thoại âm rơi xuống, bên cạnh hắn một cái thuộc hạ, đột nhiên giơ lên trong tay trường đao, một đao chảm xuống quỷ sát ba cái tu sĩ bên trong một cái, máu tươi vẩy ra, thi thể trực tiếp một chia làm hai, ngũ tạng lục phủ rải đầy đầy đất. Hỗn trướng! Thanh Minh giận tím mặt, khàn cả giọng gào thét, ánh mắt đều tựa như muốn nổ tung đi ra. Trò chơi tiếp tục, Vũ Văn Tiên tựa như căn bản không nhìn thấy Thanh Minh phẫn nộ đồng dạng, thản nhiên nói, ngươi cần phải tiết kiệm một chút, ngươi hiện tại còn có hai lần cơ hội. Thanh Minh nổ đom đóm mắt nhìn xem Vũ Văn Tiên, hắn thân thể lung la lung lay, liền đứng thẳng cũng thành vấn đề, lại làm sao có thể lấy được tư cách lệnh đây. Cho dù là hắn lấy trạng thái đỉnh phong đi xa nhất một lần. Cự ly này quái thụ vẫn như cũ có chừng 30 trượng cự ly. Cái kia quái thụ thực sự quá đáng sợ, đừng nói bọn họ những cái này thiên thần cảnh, cho dù cổ thần cảnh, cũng chưa hẳn có thể tới gần nó. Vũ Văn Tiên, giết người bất quá đầu điểm đất, người không tất yếu như thế tra tấn người. Cách đó không xa, kiếm tử rốt cục nhẫn không ngừng nói, hắn cao mày, hiện tại cũng 10 phần khó chịu Vũ Văn Tiên tàn nhẫn. Bất quá, kiếm tử cũng không tốt tham dự. Hắn cố nhiên muốn tìm Vũ Văn Tiên báo thù, nhưng không phải hiện tại. Nơi này cũng không chỉ hắn và Vũ Văn Tiên hai người, còn có cái khác thập đại thiên tài cấp bậc nhân vật, hơn nữa những người kia đều là đứng ở Vũ Văn Tiên một phương. Thật muốn động thủ, cho dù hắn cùng với Long Phi Vũ liên thủ, cũng chưa hẳn có thể lấy được chỗ tốt. Càng trọng yếu là, hắn cũng không muốn bản thân Thiên Lan Tông người thụ Vũ Văn Tiên uy hiếp. Vũ Văn Tiên thế nhưng là cái gì thủ đoạn đều dùng đi ra. Nhân sinh nên thể nghiệm đủ loại niềm vui thú, không phải sao? Vũ Văn Tiên quét kiếm tử một cái, trong con người sát quang lấp lóe, nhếch miệng cười nói. Hắn sở dĩ tra tấn U Vân Phủ người đâu, có thể không chỉ là bởi vì Tiêu Phàm duyên cớ, mà chuyên môn tìm U Vân Phủ tu sĩ phát tiết. Một phương diện khác, hắn cũng là ở hướng Long Phi Vũ cùng kiếm tử thị uy, phàm là đắc tội người khác. Đều sẽ không có kết cục tốt. Kiếm tử thần sắc đạm mạc, hắn cũng không thể làm gì, nếu như là đơn đả độc đấu, hắn sẽ không sợ Vũ Văn Tiên, nhưng sẽ không vì U Vân Phủ những cái này không chút nào tương quan người, mà đem chính mình người rơi vào hiểm địa. Đồng dạng, đây cũng là Long Phi Vũ vẫn không có mở miệng nguyên nhân, hắn rõ ràng, bản thân nếu là mở miệng, Vũ Văn Tiên chỉ sẽ thảm liệt hơn đối phó U Vân Phủ người, như thế ngược lại hại Thanh Minh bọn họ. Vũ Văn Tiên, có sai lầm thập đại thiên tài đứng đầu thân phận A, bậc này thủ đoạn, quá mức ngoan độc. Vũ Văn Tiên lúc đầu cũng không phải là đồng dạng ngoan độc, chính hắn không thể hủy đi cái khác tư cách lệnh, lại cố ý chọc giận quái thụ, nhường những người khác đều không cách nào lấy được. Vậy cũng không có biện pháp, Vũ Văn Tiên liên thủ Nguyệt Ngưng tiên tử,
Liễu Cuồng Sinh cùng Quý Xuyên tam đại thiên tài, lại tăng thêm Vũ Văn Hầu, bọn họ một phương chỉ là thập đại thiên tài, liền nắm giữ 5 người, chúng ta những người này, ở đâu là bọn họ đối thủ? Người nào nói không phải đây, cho dù Long Phi Vũ cùng Long Tử Yên huynh muội cố ý cùng kiếm tử liên thủ, cũng chỉ có 3 người, về phần chúng ta những người này, bọn họ đều sẽ không để vào mắt. Đoàn người xì xào bàn tán, bọn họ rất khó chịu Vũ Văn Tiên thủ đoạn, nhưng là không thể làm gì. Đám người trong lòng vì Thanh Minh bọn họ đồng tình, nhưng cái thế giới này, đồng tình tâm thế nhưng là không thể tràn lan, lúc này cho dù thay Thanh Minh nói câu nói trước, đoán chừng đều sẽ đắc tội Vũ Văn Tiên, liên lụy bản thân sở thuộc thế lực. Thanh Minh, không cần phải để ý đến chúng ta. Mạc Lâm suy yếu thanh âm vang lên. Hắn quỳ nằm trên mặt đất, ngực hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, một mực ở đổ máu, chỉ có cái kia con người vẫn như cũ thanh minh thấu triệt, không có mảy may sợ hãi. Phốc, một đạo huyết quang lóe qua, Mạc Lâm một cánh tay chém xuống, máu tươi bão táp, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, lại là liền hừ đều không hừ một tiếng. Vũ Văn Tiên, người chết không yên lành, Thanh Minh gầm thét, giờ khắc này, hắn cảm giác là cỡ nào bất lực, thậm chí có chút tuyệt vọng. Nguyên bản hắn coi chính mình leo lên vô thần phong đỉnh, có rất lớn cơ hội lấy được một mai tư cách lệnh, nhưng mà lại không nghĩ rằng lại là dạng này kết quả. Vũ Văn Tiên nghiền ngẫm nhìn xem Thanh Minh, không những không giận mà còn cười nói, nửa chén trà nhỏ thời gian thế nhưng là rất nhanh. Thanh Minh toàn thân run rẩy dữ dội, nếu như nửa chén trà nhỏ thời gian hắn không có đạt được tư cách mệnh bài, Vũ Văn Tiên lại sẽ giết một người, hắn đây là buộc bản thân đi chịu chết. Nhưng là, Thanh Minh lại không thể cự tuyệt, hắn thân làm U Vân Phủ thiếu phủ chủ, trên vai trách nhiệm trọng đại, há có thể trơ mắt nhìn xem U Vân Phủ tu sĩ bị giết. Coi như hắn không đi chịu chết, Vũ Văn Tiên cũng khẳng định sẽ đối với hắn xuất thủ, mà hiện tại, hắn còn có một tia hy vọng, chỉ cần lấy được tư cách lệnh, Mạc Lâm cùng một cái khác U Vân Phủ tu sĩ liền có thể sống sót. Thanh Minh gian nan nhánh lên thân thể, lung la lung lay hướng đi quái thụ, đồng thời, cái kia quái thụ cành lá bắt đầu chập chờn, là như vậy lộng lẫy xa hoa, lại cho người ta một loại cực kỳ tuyệt vọng cảm giác. Thanh Minh, Vũ Nhu tiên tử hai mắt bên trong lưu động nước mắt, bóng hình xinh đẹp rung động, đáng tiếc nước mắt ở cái thế giới này lại là như vậy tái nhợt vô lực. Nàng và Thanh Minh mặc dù là U Vân Phủ số 1 số 2 thiên tài, nhưng cùng Vũ Văn Tiên bực này nhân vật so sánh, hay là chênh lệch quá lớn, chỉ có ngưỡng vọng tư cách. Thanh Minh hướng trong miệng nhét vào một mai đan dược, mỗi một bước đều đi gian nan, hắn biết rõ bản thân đi lên không có khả năng lấy được tư cách lệnh, chỉ là chịu chết mà thôi, nhưng hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đi lên. Một đạo bóng roi lóe qua, Thanh Minh thân thể bị quái thụ cành lá quất bay, trên người lại nhiều một đầu sâu đủ thấy xương vết roi, cả người bay ngược mà ra, đập ầm ầm trên mặt đất. Đoàn người không ít người trong mắt lộ ra cực kỳ vẻ không đành lòng, đành phải nhắm lại hai mắt. Bất quá cũng có một chút trên mặt đều là lạnh lùng, càng sâu người, tựa như ước gì Thanh Minh chịu chết đồng dạng, lơ đễnh cười. Thanh Minh phun ra mấy ngụm máu tươi, lần nữa đứng dậy, tiếp tục tiến lên. Lại là một đạo bóng roi, lần này trực tiếp rút ở trên mặt hắn, mặt xương vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe, cả người trượt ra chừng 10 trượng mới dừng lại. Thanh Minh bò lên nhiều lần, cũng rốt cuộc không vững vàng thân hình. Không muốn, không muốn. Vũ Nhu tiên tử đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng lắc lư, nàng tâm tựa như kim đâm đồng dạng, thống khổ vô cùng. Long Phi Vũ cùng kiếm tử đám người, mặt ngoài mặc dù bất phi sở động, nhưng bọn hắn nhưng trong lòng vô cùng âm trầm, trong tay áo hai tay nắm chặt lại. Thanh Minh thực lực có lẽ không vào bọn họ pháp nhãn, nhưng kiên nghị nội tâm lại lạc ấn ở bọn hắn linh hồn chỗ sâu. Nửa chén trà nhỏ đã đến giờ. Vũ Văn Tiên thanh âm đột nhiên vang lên, hắn thanh âm, tại Thanh Minh trong tai, tựa như thúc chết phù một dạng. Không muốn, Thanh Minh dùng hết toàn lực gào thét, vẫn như trước không thể ngăn cản U Vân Phủ cái kia tu sĩ tử vong. Giơ tay chém xuống, cái này đã là U Vân Phủ chết người thứ 8. Run rế, Vũ Văn Tiên đạm mạc phun ra hai chữ. Đột nhiên lại cười nói, Thanh Minh, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi giết hắn, ta liền tha cho ngươi khỏi chết, như thế nào? Thanh Minh gian nan dùng bảo kiếm chống đỡ lấy thân thể, màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Vũ Văn Tiên, như một đầu khát máu dã thú. Giết ta,
Mạc Lâm lạnh lùng phun ra một câu, không mang theo mảy may tình cảm, không có bất luận cái gì đối tử vong hoảng sợ. Thanh Minh nhìn xem quyết tuyệt Mạc Lâm, mí mắt một trận nhảy lên, giết Thanh Minh, bản thân liền có thể sống sót. Đối với đại bộ phận người tới nói, có thể sống sót có lẽ cũng đã đầy đủ, có thể bản thân nguyện ý như thế khuất nhục sống sót sao? Mạc Lâm thế nhưng là bạn tốt mình a, vì sống tạm, ta liền muốn giết hắn, coi như có thể sống, ta lương tâm hội an sao? Thanh Minh một lần lại một lần hỏi bản thân, đây là bản thân muốn cách sống sao? Thanh Minh, run rế còn sống tạm bợ, giết một người liền có thể sống sót, đây đối với ngươi tới nói, hẳn là đáng giá. Vũ Văn Tiên hí ngược thanh âm quanh quẩn tại Thanh Minh bên tai. Đúng vậy a, run rế còn sống tạm bợ. Thanh Minh thật dài hít sâu một hơi, nói, bất quá, run rế cũng có run rế tôn nghiêm. Vừa dứt lời, Thanh Minh đột nhiên thu hồi ánh mắt, mắt lộ ra kiên quyết hướng về quái thụ đi đến. Tử vong, có lẽ cũng không phải đáng sợ nhất, gánh vác lấy tội nghiệt cùng lương tâm bất an sống sót, mới là đáng sợ nhất. Giờ khắc này, Thanh Minh khí thế bắt đầu kéo lên, hắn quanh thân bốc hơi lên huyết sắc vũ khí, giống hệt một tôn dục huyết tu la, phát ra một loại đáng sợ khí tức. Hắn chuẩn bị đột phá cổ thần cảnh, đoàn người lên tiếng kinh hô, trong mắt đều là kinh ngạc. Bọn họ cũng không kinh ngạc Thanh Minh có thể đột phá cổ thần cảnh, dù sao, Thanh Minh dù sao cũng là thiên tài nhân vật, hơn nữa ở thiên thần cảnh đỉnh phong dừng lại thời gian quá dài, bây giờ nhất cổ tác khí trùng kích cổ thần cảnh cũng không cái gì quá không được. Đoàn người kinh ngạc là, cái này vô thần đảo, thế nhưng là áp chế thần lực a, đổi câu lại nói. Nơi này căn bản không có khả năng đột phá cổ thần cảnh. Có thể Thanh Minh giờ phút này trên người phát ra khí tức, tuyệt đối là đột phá cổ thần cảnh dấu hiệu, chẳng lẽ hắn muốn đánh vỡ mảnh này không gian trói buộc? Không đúng, hắn đây là muốn thiêu đốt bản thân huyết khí. Lại có người mở miệng, nhìn ra Thanh Minh trên người dị dạng. Thiêu đốt huyết khí, có thể liền tương đương với thiêu đốt sinh cơ a, một khi làm như thế, huyết khí liền sẽ cấp tốc giảm bớt. Người cũng sẽ nhanh chóng giả nua, mang cho người ta nguy hại là khó có thể đánh giá. Bởi vậy, người bình thường không đến sinh tử tồn vong thời khắc, là không thể nào thiêu đốt huyết khí thiêu đốt dễ dàng, muốn bổ trở về, khả năng liền khó khăn. Hắn hiện tại không thiêu đốt huyết khí, cơ bản liền là chết, còn có cái gì có thể kiêng kỵ đây? Có người thầm than, giờ phút này Thanh Minh, nếu như không thiêu đốt huyết khí, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại làm như thế, còn có liều mạng cơ hội, đổi lại là người nào, đều sẽ liều một cái. Dũng khí ngược lại là đáng khen, vẫn như trước khó thoát khỏi cái chết. Vũ Văn Tiên cười khẽ, trong mắt lóe ra sát ý. Thanh Minh không có lựa chọn giết chết Mạc Lâm, nhưng hắn 10 phần khó chịu, đã để hắn động sát tâm. Thanh Minh không biết Vũ Văn Tiên trong lòng suy nghĩ, hắn hiện tại chỉ muốn lấy được một mai tư cách lệnh, kể từ đó liền có thể cứu Mạc Lâm. Hắn thân thể hóa thành một vệt sáng, cực tốc hướng về dưới quái thụ phóng đi, lúc này, quái thụ vô tận cảnh chập chờn, hô hô rung động, chán phóng ngàn vạn hạ quang. Thấy không rõ bóng roi ở hư không loạn vũ, muốn oanh sát Thanh Minh bộ pháp mặc dù nhanh, nhưng vẫn như cũ bị mấy đạo bóng roi quét trúng, bị rút ra da chóc thịt bong. Bất quá, Thanh Minh không có quan tâm bản thân thương thế, hắn giờ phút này khí thế như hồng. Không được đến tư cách lệnh thể không bỏ qua. 100 trượng cự ly nhìn như rất gần, có thể bây giờ lại dường như ở phía xa thiên nhai, Thanh Minh một chút tới gần, mỗi tới gần một trượng 3,33m trên người liền nhiều mấy đạo bóng roi. Vẻn vẹn mấy chục cái hô hấp thời gian, Thanh Minh cự ly quái thụ chỉ có 30 trượng cự ly, chỉ là trên người hắn, cũng đã không có một chỗ song nơi tốt. Nhiều chỗ huyết nhục quay cuồng, bạch cốt xâm xâm. Nhìn qua cũng làm người ta tê cả da đầu. Đoàn người nhìn thấy không muốn sống đồng dạng Thanh Minh, cũng không nhịn được động dung, có thể tại quái thụ phát cuồng thời điểm, đi đến cái này cự ly, cũng đã đủ để chứng minh Thanh Minh bất phàm. Nhưng mà, Thanh Minh vẫn ở chỗ cũ không ngừng tới gần, thân ảnh giống như mị ảnh, cũng đã bắt không phải 10 phần rõ ràng. Còn kém 18 trượng, 17 trượng, lần này hắn thật có cơ hội thành công, quá khó khăn. Tư cách lệnh cũng không phải tại cổ thụ gốc cây, mà là tại đỉnh cây. Không ít người có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác, tựa như giờ phút này tranh đoạt tư cách lệnh là bọn họ đồng dạng, có ít người càng là không nhịn được kêu lên.
nhưng đại bộ phận người vẫn là tương đối tỉnh táo, Thanh Minh giờ phút này bộc phát thực lực có lẽ rất mạnh, nhưng hắn lại có bao nhiêu huyết khí có thể thiêu đốt đây? Phải biết, muốn từ quái thụ đỉnh lấy được tư cách lệnh độ khó, có thể so sánh tới gần quái thụ còn muốn gian nan rất nhiều. Chí ít, đại bộ phận người đều không coi trọng Thanh Minh, bởi vì Thanh Minh tốc độ rõ ràng tại giảm bớt, mặc dù chỉ còn lại vài chục trượng cự ly, thế nhưng độ khó lại so phía trước hơn 80 cái trượng cũng cao hơn. Thanh Minh thân thể bộc phát đến cực hạn, hắn đem tất cả tạp niệm đều quên mất, mặc kệ là vì cứu Mạc Lâm, hay là vì U Vân Phủ, cũng hoặc là vì hắn thân làm run dế tôn nghiêm, hắn đều muốn lấy được tư cách lệnh. Mà lấy được tư cách lệnh tiền đề chính là, hắn muốn xông qua cổ thụ công sát. Ta nhất định sẽ lấy được, Thanh Minh trong đầu có một cái kiên định tin nể tình một lần lại một lần nói cho hắn biết. Giờ khắc này, Thanh Minh trong mắt, dường như tất cả bóng roi đều biến mất, chỉ có cái kia quái thụ đỉnh cái kia mười mấy mai ngọc lệnh chiếu lấp lánh. Thanh Minh tốc độ ở thời khắc này cũng phát sinh quỷ dị biến hóa, giống như chớp lóe đồng dạng, xông thẳng quái thụ mà đi. Mà lúc này, Tiêu Phàm vẫn như cũ thân ở phệ hồn cấm khu, bị nhận lấy vô số oán linh vây khốn, một hai cái oán linh đối với Tiêu Phàm tới nói rất dễ dàng giải quyết, thậm chí có thể trở thành thí thần khẩu phần lương thực. Nhưng là mấy chục cái oán linh, Tiêu Phàm lại cảm giác cố hết sức, nhìn qua sắc mặt cũng đã hơi trắng bệch, mồ hôi lấm tấm từ cái trán thẩm thấu mà ra, phía sau lưng cũng chậm chậm ướt đẫm. Như thế tiêu hao xuống dưới, cho dù chạy tới vô thần phong đỉnh, đoán chừng cũng khó có thể lấy được tư cách lệnh a. Tiêu Phàm nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn đầu ngón tay bắn ra từng đạo vô tận chi hỏa ngọn lửa, những cái kiệu oán linh vừa mới đụng phải liền hóa thành thanh yên. Trong hư không có từng sợi huyền diệu năng lượng ba động bị hắn hấp thu. Bất quá tất cả những thứ này Tiêu Phàm làm bí ẩn, tựa như sợ một ít người phát hiện một dạng. Ngay từ đầu Tiêu Phàm công kích 10 phần tấn mãnh, quyết đoán, nhưng mà theo lấy thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm lộ ra càng ngày càng cố hết sức, đến mức đến chém giết cái cuối cùng oán linh sau đó, Tiêu Phàm thân thể trực tiếp thoát lực, mềm ngã trên mặt đất. Rốt cục giết sạch, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra an ủi tiếu dung. Ngồi xếp bằng ở nguyên chỗ, chuẩn bị khôi phục một cái thần lực. Siêu, cái mông vừa mới rơi xuống đất, đột nhiên một đạo phá không vang lên, Tiêu Phàm vốn có thể cảm nhận được một cỗ uy hiếp, lật về phía trước lăn mà ra, hắn vị trí mặt đất bỗng nhiên nổ tung, hư không cát bay đá chạy. Quay cuồng thời khắc, Tiêu Phàm thấy được một đạo mị ảnh lướt qua, hắn khóe miệng phiền lấy một tia tà tà tiếu dung, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Dĩ nhiên tránh khỏi. Một đạo lạnh lùng mà hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm vang lên, tại vừa mới nổ tung mặt đất vị trí, đột nhiên xuất hiện một đạo bạch y thân ảnh. Chu Huyền, Tiêu Phàm nhíu mày, hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem người tới, tựa như hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu một dạng. Ngươi biết rõ ta muốn đến, Chu Huyền cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng lại cũng có chút kinh ngạc. Hắn thế nhưng là từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện qua a. Tiêu Phàm lại là làm sao xác định tự mình nghĩ lấy ám toán hắn đây? Cái kia Thanh Trích là ngươi người a? Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Nhìn đến ngươi không ngu, đáng tiếc, ngươi biết rõ quá muộn. Giết hắn, Chu Huyền hai mắt nhắm lại, âm thầm chán phóng một đạo lãnh quang. Phất tay, lần lượt từng bóng người đột nhiên quỷ dị từ trong sương mù khói trắng xông ra, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đi. Liền sợ các ngươi không đến. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, trên người đáng sợ lực lượng nở rộ mà ra, giống như một đầu vừa ra khỏi lồng mãnh hổ, phát ra khát máu cuồng dã. Tiêu Phàm như rời dây cung như tiến một dạng xông ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện tu la kiếm, mũi kiếm gào thét, kiếm khí dập dờn. Từng đạo lợi mang từ không trung lóe qua, trước hết nhất tới gần Tiêu Phàm những người kia đột nhiên trợn to hai mắt, sau đó cổ phía dưới đột nhiên cắm rơi xuống. Mà bọn họ đầu lâu, lại là vẫn như cũ hiện lên ở hư không, sau đó bị từng đạo kiếm khí rảo sát vỡ nát, liền kêu thảm đều không kịp gọi đi ra, liền bỏ mình đạo tiêu. Nhanh, như thiểm điện nhanh, Chu Huyền những cái kia ra tay, căn bản là không có lấy lại tinh thần, thậm chí Tiêu Phàm như thế nào xuất thủ bọn họ đều không biết. Bây giờ Tiêu Phàm thực lực, cũng đã xa xa không phải bọn họ có thể bằng được. Bất quá Tiêu Phàm lại không có buông tha bọn họ ý tứ, trong tay tu la kiếm không ngừng huy động, mỗi một kiếm phía dưới, đều sẽ có một cái tu sĩ mất mạng.
Ở trong này phục sát Tiêu Phàm người, cũng liền 12-3 người mà thôi, vẻn vẹn 3 hơi thời gian, liền chỉ còn lại một nửa không đến. Thế này sao lại là vây giết Tiêu Phàm, căn bản chính là đưa đồ ăn, bọn họ những cái này thiên thần cảnh, ở trước mặt Tiêu Phàm, hoàn toàn giống như run rế một dạng. Không có khả năng, ngươi làm sao sẽ như thế mạnh. Vừa mới ngươi suy yếu đều là giả ra. Chu Huyền cũng trợn tròn mắt, hắn thân thể không tự giác lui về phía sau mấy bước, kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Phải biết, những cái này có thể đều là cổ linh phái thiên tài a, nhưng mà ở trước mặt Tiêu Phàm, lại giống như run rế đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Hắn biết rõ Tiêu Phàm thực lực rất mạnh, nhưng cái này cũng mạnh quá biến thái. Vô thần đảo bên trên, không phải không thể thi triển bản thân trước kia tu luyện thần thông cùng thiên phú sao? Không đúng, Tiêu Phàm xác thực không có thi triển thần thông, vẻn vẹn lấy tốc độ cùng kiếm khí giết người mà thôi. Nhưng cho dù như thế, Chu Huyền cũng phát hiện, bản thân ở trước mặt Tiêu Phàm là cỡ nào nhỏ bé. Thua thiệt bọn họ liên thủ tới giết Tiêu Phàm, đây quả thực liền là thiên đại cười nhạo. Chủ yếu nhất là, Tiêu Phàm trước đó còn một mặt suy yếu, một bộ tùy thời đều muốn ngã xuống bộ dáng, hiện tại làm sao biến như thế sinh long hoạt hổ nữa nha. Không phải ta mạnh, mà là các ngươi quá yếu, không trang làm suy yếu, lại thế nào dẫn các ngươi đi ra đây. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, kiếm trong tay lại chém giết Chu Huyền cái cuối cùng thuộc hạ, tất cả thần cách cũng thuận tiện bị hắn bỏ vào trong túi. Chu Huyền kém chút ngã ngồi ở mặt đất, một mặt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, loại này áp lực, hắn chỉ ở một người trên thân cảm thụ qua, người kia liền là Vũ Văn Tiên. Không, nói cho đúng, Tiêu Phàm giờ phút này mang cho hắn uy hiếp, so Vũ Văn Tiên còn muốn lớn hơn. Ngươi đừng tới. Chu Huyền không ngừng rút lui, thật giống như bị uy hiếp tiểu nương tử đồng dạng, kinh khủng đến cực điểm, run giọng nói, ngươi tại sao sẽ không sao? Ngươi không phải, ta có phải hay không hẳn là chúng độc đây? Tiêu Phàm mở ra bàn tay, một đoàn bạch sắc sương mù lơ lửng ở trong tay hắn. Nhìn thấy cái này đoàn bạch sắc sương mù, Chu Huyền toàn thân kịch liệt run một cái, tựa như âm mưu bị phát hiện đồng dạng, ngươi là như thế nào phát hiện? Ngươi không cảm thấy, nhưng một cái thiên thần cảnh đỉnh phong người ở cái kia chờ ta thật kỳ quái sao? Tiêu Phàm trong đầu nhớ tới Thanh Trích bộ dáng. Dừng một chút, lại nói, các ngươi xác thực rất thông minh, dùng thanh minh ra thần lừa gạt ta, thế nhưng là các ngươi quên đi một việc, U Vân Phủ thiên thần cảnh đỉnh phong thế nhưng là rất ít, cái kia Thanh Trích chỉ là thanh minh ra thần mà thôi, lại làm sao có thể nắm giữ thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi. Cái kia Thanh Trích trên người hắn khí tức vốn liền không vững vàng, hiển nhiên là vừa mới đột phá không lâu, cái này cũng không có cái gì đặc biệt. Chu Huyền vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm nhìn ra Thanh Trích sơ hở, hắn một mực trốn ở trong bóng tối, Thanh Trích biểu hiện, hắn có thể đều thấy ở trong mắt. Trách thì trách tại, hắn chủ động đi theo ta tiến vào phệ hồn cấm khu, còn tốt tâm nói cho ta biết liên quan tới phệ hồn cấm khu tất cả đồ vật, tính toán thanh minh gia thần cũng không có khả năng không muốn tính mệnh giúp ta. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu. Hắn thấy qua quá nhiều nhân gian lạnh lùng, tuyệt đối không có một người sẽ hảo tâm giúp ngươi, liền bản thân mệnh đều từ bỏ. Đương nhiên, nếu như không phải ta phát hiện cái này khí độc, ngược lại cũng nhìn không ra. Tiêu Phàm lại nói, kỳ thật hắn sở dĩ xác nhận Thanh Trích hại hắn sự tình, là thí thần phát giác thể nội khí độc, tại đụng phải Thanh Trích trước đó, hắn là không có trúng độc, cũng vẻn vẹn chỉ là hoài nghi mà thôi. Mà cái này phiến phệ hồn trong cấm khu, cũng không có khí độc, duy nhất giải thích liền là cái kia Thanh Trích hạ độc. Không thể không nói, độc này thật đúng là đáng sợ, dĩ nhiên có thể tê liệt một người ý thức, có thể làm cho những cái này oán linh có cơ hội để lợi dụng được, nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm một mệnh ô hô, bất quá ngươi cho rằng điểm ấy độc liền muốn ta mệnh. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Đột nhiên, hắn thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở Chu Huyền trước người. Bàn tay bỗng nhiên đặt tại Chu Huyền mi tâm, đoàn kia bạch sắc sương mù trong nháy mắt liền tràn vào Chu Huyền trong đầu. Chu Huyền con người kịch liệt thu hẹp, cả người ngã trên mặt đất, bắt đầu kịch liệt co quắp, sắc mặt cũng biến vô cùng trắng bệch. Nói đi, trừ ngươi ở ngoài, còn có ai muốn hại ta? Tiêu Phàm con người băng lãnh vô cùng, đáng sợ sát khí nở rộ mà ra. Hắn có thể không tin, Chu Huyền một người liền dám dẫn người đến đối phó bản thân. Chỉ là độc này giá trị liền cực kỳ không ít,
Chu Huyền mặc dù thân làm một tông thiếu chủ, nhưng là không nhất định có thể cầm ra được. Là Vũ Văn Tiên muốn giết ngươi. Chu Huyền run rẩy nói ra. Lại là Vũ Văn Tiên. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu. Không sai, liền là Vũ Văn Tiên, hắn để cho chúng ta tại Vô Thần Phong an toàn khu vực chờ ngươi, chỉ cần ngươi xuất hiện, liền đem độc này vụng trộm dưới ở trên người ngươi. Chu Huyền vội vàng giải thích nói, sợ Tiêu Phàm giận dữ phía dưới giết hắn. Các ngươi làm sao biết rõ ta liền từ cái này phương hướng đi lên đây? Tiêu Phàm buồn bực, bất quá lời mới vừa ra khỏi miệng, hắn liền hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn thế nhưng là bị người cố ý truyền tống như man hoang cấm khu, muốn tiến vào Vô Thần Phong, trên cơ bản cũng chỉ có cái này phương hướng, bất quá khi hắn nghe được Chu Huyền mà nói lúc, hay là phát hiện bản thân khinh thường Vũ Văn Tiên. Chúng ta ở mấy cái phương hướng đều an bài người chờ ngươi, chỉ cần ngươi xuất hiện ở Vô Thần Phong, đụng tới ngươi cơ hội rất lớn. Chu Huyền khiếp đảm nói, Tiêu Phàm không thấy được là, Chu Huyền phía sau trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi hàn đao. Tốt một cái Vũ Văn Tiên, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, hắn ở đâu? Hồng hộc, lời còn chưa dứt, Chu Huyền đột nhiên bạo khởi, tay phải một kiếm chém về phía Tiêu Phàm, lăng lệ đao mang phá không mà ra, gần như thế cự ly, coi như cùng nhau tránh ra cũng khó khăn. Nhưng mà, Chu Huyền một đao mạnh mẽ đứng ở hư không, tại hắn chung quanh, đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít phù văn, Tiêu Phàm cùng hắn cách nhau vài thước cự ly. Lại tựa như ở phía xa thiên nhai một dạng. Hư không chi thuật, Chu Huyền mãnh kinh, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cái này hư không chi thuật, không phải là Vũ Văn Hầu năng lực sao? Chỉ có mượn nhờ thần văn mới có thể thi triển a, chẳng lẽ Tiêu Phàm cũng là một cái thần điêu sư? Chu Huyền không kịp nghĩ nhiều, hắn trước tiên nghĩ đến liền là chạy trốn, lấy hắn một người lực lượng, khẳng định không thể nào là Tiêu Phàm đối thủ. Không chờ hắn phản ứng, Tiêu Phàm một kiếm cũng đã chém Chu Huyền cánh tay phải, máu tươi bắn ra, Chu Huyền thân ảnh cũng thừa cơ lui lại, quay người liền hướng xương trắng chỗ sâu bỏ chạy. Phía trước chỉ có một đạo phẫn nộ thanh âm từ phía trước truyền đến, Tiêu Phàm, hôm nay tay cụt mối thù ta nhớ kỹ rồi, không chỉ ngươi muốn chết, các ngươi tất cả U Vân phủ tu sĩ đều phải chết. Vũ Văn Tiên sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ngươi cho rằng ngươi là Vũ Văn Tiên sao? Hôm nay ai cũng không thể cứu được ngươi. Tiêu Phàm quát lớn một tiếng, khóe miệng lại là hiện lên một vòng cười lạnh, sau đó không chút do dự đi theo. Vô Thần Phong đỉnh. Nhìn thấy Thanh Minh cũng đã đi tới quái thụ một trượng 3,33 mét có hơn, đoàn người đều khẩn trương đến cực điểm, bọn họ không nghĩ đến, Thanh Minh lại có dạng này thực lực. Vũ Văn Tiên sắc mặt cũng biến âm trầm, Thanh Minh mặc dù đang thiêu đốt huyết khí, nhưng hắn tu vi cùng thực lực rõ ràng tại thuế biến. Cứ tiếp như thế, chẳng phải là sẽ biến càng mạnh. Cái này cũng không phải Vũ Văn Tiên bản ý, hắn bản ý thế nhưng là giết U Vân Phủ tất cả mọi người, để tiết trong lòng cơn giận, hắn trong lòng cười lạnh một tiếng, coi như đạt đến dưới cây lại như thế nào. Muốn lấy được tư cách lệnh, điểm ấy thực lực hay là xa xa không đủ. Giờ phút này, Thanh Minh quanh thân, cũng đã cơ hồ không có bất luận cái gì khe hở, so vô số bóng roi bao phủ, Thanh Minh mỗi một bước đều đi rất khó khăn. Mấy đạo chí mạng công kích hiểm mà lại hiểm nhường hắn tránh khỏi, nhưng thân thể phụ tải cũng đạt đến cực hạn, trên người hắn tất cả đều là máu tươi, da chóc thịt bong. Một trượng 3,33 mét cự ly, đối với Thanh Minh tới nói, tựa như rốt cuộc khó có thể vượt qua đồng dạng, hắn phía trước đều là bóng roi. Muốn lên cây, ngoại trừ phi hành thuật bên ngoài, liền chỉ có ở nhờ cây trên người đi. Khỏa này quái thụ đạt đến 30-40 trượng. Cả người bóng roi răng đầy, so phía dưới còn nguy hiểm hơn, cho dù lên rồi, muốn trèo lên đỉnh cũng hết sức khó khăn. Thanh Minh trên người khí tức cũng đã bắt đầu chậm rãi suy yếu, trong tay hắn trường kiếm cũng không ngừng vung ra, nhanh đến mức cực hạn, mỗi một kiếm đều tựa như đã tiêu hao hết hắn tinh khí thần. Bóng roi là chặn lại, nhưng muốn lấy được tư cách lệnh vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Đây chính là ta cực hạn sao? Thanh Minh trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, có thể đi đến một bước này, cũng đã đủ để chứng minh hắn thiên phú và thực lực không kém gì thập đại thiên tài. Lần trước lấy được Tiêu Phàm chỉ điểm, hắn thực lực cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhưng hắn phát hiện, cùng Vũ Văn Tiên so sánh, vẫn là rất xa cự ly. Vẫn là không được, phẫn nộ quái thụ, cho dù thập đại thiên tài,
cũng không có khả năng trà đạp nó. Đoàn người bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ có thể thầm than đáng tiếc. Thanh Minh, nửa chén trà nhỏ thời gian có thể lại muốn đến. Nơi xa lại truyền tới Vũ Văn Tiên hí ngược thanh âm. Thanh Minh nghe vậy, toàn thân chấn động, thất thần một sát na kia, hắn bị mấy đạo bóng roi rút chúng, huyết nhục quay cuồng, thân thể lại lui về phía sau mấy bước. Vũ Văn Tiên, người hèn hạ, Vũ Nhu Tiên Tử nhìn thấy, tức giận mắng. Những người khác trong lòng cũng xem thường không thôi, Vũ Văn Tiên cố ý quấy nhiễu Thanh Minh tâm thần, cái này cũng quá âm hiểm. Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở hắn mà thôi. Vũ Văn Tiên lại là một mặt tiếu dung, dường như cùng bản thân không hề quan hệ, tra tấn U Vân Phủ tu sĩ, tựa như có thể làm cho hắn thu hoạch được to lớn nhất khoái cảm. Cho đến bây giờ, hắn trong lòng ngụm nộ khí kia mới tính tiêu tán không ít. Vũ Văn Tiên, giống như Tiêu huynh ở đây, người đoán chừng cũng cười không ra đi. Trầm mặc thật lâu, kiếm tử lại lạnh lùng phun ra một câu. Lời này vừa nói ra, Vũ Văn Tiên tiếu dung nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Sắc bén con người chuyển hướng kiếm tử, giết sạch phù hiện. Một cái người chết mà thôi, hắn nếu ở đây, ta giết không tha. Vũ Văn Tiên hừ lạnh một tiếng, khịt mũi coi thường nói, Tiêu Phàm cùng thi hoàng tử thời gian dài như vậy đều không xuất hiện, 8-9 phần 10 đã chết. Qua một lúc chết là ngươi cũng không nhất định. Vũ Văn Tiên lời còn chưa dứt, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy một vệt sáng đột nhiên từ dưới núi trong cổ lâm xông ra. Hắc khí cuồn cuộn lượn lờ. Thi hoàng tử, đoàn người kêu sợ hãi, nháy mắt nhận ra người tới, Thiên Thi Tông người càng là kinh hỉ như điên, nhanh chóng hướng về thi hoàng tử vị trí dựa vào, bọn họ tựa như tìm được bản thân dựa vào. Thiên Thi Tông dù sao cũng là xếp hạng đệ tam thế lực, nhưng thi hoàng tử chưa từng xuất hiện phía trước, bọn họ cũng giống vậy nén giận, cái này khiến bọn họ quá oan uổng. Bây giờ thi hoàng tử xuất hiện, Thiên Thi Tông người lại cũng không cần biệt khuất, cho dù đối mặt Vũ Văn Tiên cùng Long Phi Vũ bọn họ cũng không cần e ngại. Vũ Văn Tiên con người hơi hơi lấp lóe, nhìn chằm chằm thi hoàng tử, trong mắt đều là vẻ khó tin, thi hoàng tử không phải đã chết rồi sao, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Tất nhiên thi hoàng tử xuất hiện, cái kia Tiêu Phàm đây. Không biết tại sao, Vũ Văn Tiên nghĩ đến Tiêu Phàm, mí mắt liền một trận cuồng loạn, không phải hắn e ngại, mà là kiêng kỵ. Cho dù Tiêu Phàm sống sót, cũng chưa hẳn có thể đến nơi này, Chu Huyền bọn họ hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng. Vũ Văn Tiên trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Thi huynh, các ngươi đi ra, Tiêu huynh đây. Kiếm tử cũng hơi hơi kinh ngạc nói. Không biết, thi hoàng tử lắc lắc đầu, thứ nhất hắn thật không biết Tiêu Phàm hiện tại ở nơi đó, nhưng nghĩ đến cũng đã nhanh đi đến vô thần phong đỉnh. Thứ hai lại là hắn muốn cùng Tiêu Phàm bảo trì nhất định cự ly. Không nên để cho một ít người hiểu lầm, đến lúc đó mới có thể cho bọn hắn đầy đủ kinh hỉ. Nghe được lời này, tất cả mọi người thần sắc không giống nhau, kiếm tử cùng Long Phi Vũ trầm mặc, Vũ Văn Tiên lại là một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Nơi này chuyện gì xảy ra? Thi hoàng tử nhìn xem Thiên Thi Tông người hỏi, hắn ánh mắt nháy mắt bị nơi xa Thanh Minh hấp dẫn. Thiên Thi Tông người đem nơi đây sự tình cùng thi hoàng tử giản lược kể rõ một phen. Thi hoàng tử sắc mặt âm trầm, xem thường nhìn xem Vũ Văn Tiên nói, Vũ Văn Tiên, người quả nhiên hèn hạ. Thì tính sao, Vũ Văn Tiên nhàn nhạt đáp lại, thi hoàng tử còn không đủ để cho hắn e ngại, coi như thi hoàng tử đứng ở Long Phi Vũ cùng kiếm tử một phương, hiện tại bọn hắn hai phe thực lực nhiều nhất cũng liền ngang hàng mà thôi. Hừ, giữa chúng ta chướng, quay đầu chậm rãi tính. Thi hoàng tử nhưng không có kiếm tử cùng Long Phi Vũ kiêng kỵ. Hắn bình thường có thể đều là nghĩ làm cái gì liền làm người nào. Đừng nói cùng Vũ Văn Tiên là địch, coi như Long Phi Vũ đắc tội hắn, hắn cũng dám ở Long Đằng Phủ giết Long Phi Vũ. Lưu lại một câu, thì hoàng tử không nói nữa, mà là nhìn về phía quái thụ vị trí, không khỏi híp híp hai mắt, thần sắc cũng biến vô cùng ngưng trọng. Thanh Minh lần nữa ổn định tâm thần, hay là kiên trì được, nhưng hắn muốn tiếp tục tới gần, liền khó như lên trời. Đúng lúc này, Thanh Minh thân ảnh không ngừng biến hóa, tựa như lấy một loại nào đó quỷ dị tần suất rung động đồng dạng, những cái kia bóng roi dĩ nhiên hoàn toàn bị hắn tránh ra. Đây là, đoàn người nhìn về phía Thanh Minh ánh mắt lần nữa động dung. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy Thanh Minh đột nhiên bị vô số bóng roi xé nát, hóa thành một sợi thanh yên biến mất ở nguyên chỗ.
Thanh Minh chết, chẳng ai ngờ rằng đột nhiên phát sinh ở dạng này sự tình, lấy Thanh Minh giờ phút này thực lực, coi như không đến gần được, nhưng muốn rút đi cũng khẳng định không có vấn đề a. Ngay sau đó, đoàn người có người kêu sợ hãi, những người khác toàn bộ đều hướng về không trung nhìn lại, lại là nhìn thấy, một đạo hắc ảnh chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở quái thụ đỉnh, ngoại trừ Thanh Minh còn có thể là ai đây? Người nào cũng không biết Thanh Minh là như thế nào đi đến quái thụ đỉnh, nhưng hắn xác thực làm được, chỉ thấy Thanh Minh một tay hái hướng một khối tư cách lệnh, trên mặt lộ ra thảm liệt tiếu dung. Nhưng mà cũng vừa lúc đó, mấy đạo bóng roi đồng thời rút chúng Thanh Minh, hắn thân thể giống như nhẹ yến bay ngược mà ra, hư không chiếu xuống một đạo máu tươi. Oanh, to lớn lực lượng trực tiếp đem Thanh Minh quất bay đến trăm trượng có hơn, vừa lúc là ở quái thụ phạm vi công kích bên ngoài. Thanh Minh thân thể trùng điệp rơi đập ở trên mặt đất. Lấy như thế đáng sợ lực trùng kích rơi vào trên mặt đất, cho dù thiên thần, đoán chừng cũng phải đập thành trọng thương. Giờ khắc này, đoàn người một mảnh tĩnh mịch, bọn họ toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, bọn họ muốn trước tiên biết rõ Thanh Minh đến cùng có hay không hái đến tư cách lệnh. Nhưng mà, chờ đợi nửa ngày, lần này, Thanh Minh lại không có lại lên. Thanh Minh! Vũ Nhu tiên tử thê lương hét lớn một tiếng, bóng hình xinh đẹp rung động, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Thanh Minh, trong đôi mắt đẹp đã sớm bị nước mắt lấp đầy. Vũ Nhu tiên tử nhìn xem toàn thân da chóc thịt bong, máu me đầm đìa Thanh Minh, trong lòng dị thường thống khổ, run rẩy hai tay chậm rãi ôm lấy Thanh Minh đầu, dựa vào ở chính mình trong ngực. Ta không sao. Thanh Minh nằm Vũ Nhu tiên tử trong ngực, trên mặt lộ ra an ủi tiếu dung, yếu ớt nói, dìu ta lên. Vũ Nhu hiện tại đỡ lấy Thanh Minh gian nan đứng dậy, nàng đều phát hiện Thanh Minh cái này thân thể đã không phải là chính hắn một dạng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Thanh Minh trên người, bọn họ muốn nhìn xem, Thanh Minh đến cùng có hay không lấy được tư cách lệnh, nếu là không có đạt được, Vũ Văn Tiên khẳng định sẽ không bỏ qua Mặc Lâm. Vũ Nhu tiên tử chống đỡ lấy Thanh Minh thân thể, Thanh Minh gian nan nâng lên tay phải, ở trong tay hắn. Nắm lấy một mai huỳnh quang lập lòe ngọc lệnh. Hắn chiếm được, đoàn người kinh ngạc nhìn xem Thanh Minh có thể ở loại này tình huống dưới lấy được tư cách lệnh, Thanh Minh thực lực, cũng không phải đồng dạng kinh khủng a. Một thoáng thời gian, đoàn người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Vũ Văn Tiên trên người, bọn họ đều mơ tưởng nhìn thấy Vũ Văn Tiên phẫn nộ bộ dáng. Thanh Minh chiếm được tư cách lệnh, nói cách khác, cái trò chơi này đến đây kết thúc, Mặc Lâm mệnh được cứu. Nhưng mà, Vũ Văn Tiên trên mặt vẫn như cũ treo băng lãnh thiếu dung, nhếch miệng cười nói, nửa chén trà nhỏ thời gian, cũng đã qua. Thoại âm rơi xuống, bên cạnh hắn đao phủ giơ tay chém xuống, một đao chạm xuống Mặc Lâm. Dừng tay, Thanh Minh lớn tiếng gào thét, thân thể tranh đoạt Vũ Nhu tiên tử dìu đỡ, nhưng mà lại trực tiếp ngã trên mặt đất, giờ phút này hắn, liền đứng lên đều căn bản làm không được. Bảo trọng. Mặc Lâm hướng về Thanh Minh cùng Vũ Nhu tiên tử kêu lên, trên mặt hắn từ đầu đến cuối treo tiếu dung, tựa như đã sớm khám phá sinh tử một dạng. Thanh Minh lại như thế nào không biết, Vũ Văn Tiên chỉ là muốn đem bọn họ tra tấn đến chết mà thôi, coi như hắn chiếm được tư cách lệnh, thì tính sao? Mặc dù hắn trong lòng vẫn như cũ ôm lấy một tia may mắn, nhưng không nghĩ đến, Vũ Văn Tiên dĩ nhiên thật như thế hèn hạ. Không muốn, nhìn xem cái kia đao phủ đao rơi xuống. Thanh Minh cùng Vũ Nhu tiên tử đồng thời quát, hai người gần như tuyệt vọng. Thì hoàng tử sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhưng coi như hắn nghĩ xuất thủ, cũng tuyệt đối không kịp, Vũ Văn Tiên liền ở bên người Mặc Lâm, bọn họ thực lực tương đương, hắn không có khả năng từ Vũ Văn Tiên thủ hạ cứu ra Mặc Lâm. Mắt thấy đao phủ đao sắp tới gần Mặc Lâm đầu, đoàn người đều dường như thấy được Mặc Lâm bị một đao lực phách tràng cảnh, rất nhiều người không đành lòng nhắm lại hai mắt. Nhưng mà... Cũng liền ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo chuồn chỉ từ đoàn người trong con ngươi xẹt qua, tựa như xuyên việt thời không mà đến, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Bang một tiếng, đao phủ đao đột nhiên đứt gãy, một chia làm hai, đao phong xẹt qua Mặc Lâm đầu, chém vải mang huyết sợi tóc. Đồng thời, đạo kia chuồn ánh sáng tốc độ không giảm mảy may, lần nữa xuyên thủng cái kia đao phủ mi tâm vỡ ra, cuồn cuộn máu tươi bắn ra. Một màn này phát sinh quá nhanh, nhanh đến ở đây tất cả mọi người đều không lấy lại tinh thần, cho dù Vũ Văn Tiên đều không nghĩ đến, có người sẽ ra tay cứu Mặc Lâm,
càng không có nghĩ tới có người có thể tại mắt hắn ra phía dưới giết hắn người. Người nào? Vũ Văn Tiên phẫn nộ quát lớn một tiếng, trong đó một cái thuộc hạ kiếm, lần nữa khoác lên Mạc Lâm trên cổ. Giờ khắc này, người ở đây đều không biết vì sao, mờ mịt nhìn xem bốn phía, bọn họ muốn thấy được, rốt cuộc là người nào ra tay giết Vũ Văn Tiên người. Phải biết, Vũ Văn Tiên thế nhưng là chín phủ 13 tông cùng tuổi một đời đệ nhất nhân A, có thể cách không giết hắn người, cái này thực lực có thể cũng không phải là đồng dạng kinh khủng. Không biết tại sao, rất nhiều người trong đầu trước tiên đồng thời hồi tưởng lên một đạo cao gầy thân ảnh, đó là một cái hơi có vẻ gầy gò, lại cho người ta một loại vô cùng vĩ ngạn cảm giác thanh niên. Xoạt, xoạt, chốc lát trầm mặc sau, một trận bước chân vang lên, đoàn người ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, nơi đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hắc bào thanh niên. Hắc bào thanh niên một tay dẫn theo một người, giống như dẫn theo con gà đồng dạng từng bước một hướng về đỉnh núi đất bằng đi tới, mái tóc đen dài trong gió bay lên, phát ra một cỗ vô cùng cường đại khí tức. Hắn mỗi một bước đi rất mềm mại, nhưng tiếng bước chân lại tựa như tiếng sấm đồng dạng chấn nhiếp ở tất cả mọi người trái tim. Tiêu, Tiêu Phàm, có người kinh hô mà ra, nói ra hắc bào thanh niên thân phận. Rất nhiều người kinh hãi Tiêu Phàm thực lực, dĩ nhiên đã đến như thế đáng sợ cảnh giới, khó trách trước đó kiếm tử dùng Tiêu Phàm đến uy hiếp Vũ Văn Tiên. Vũ Văn Tiên thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, sát cơ chìm nổi, nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay đạo kia bóng người lúc, hắn liền cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Tiêu Phàm dẫn theo người kia, không phải kẻ khác, chính là Chu Huyền. Giờ khắc này, Tiêu Phàm không hề nghi ngờ trở thành toàn trường tiêu điểm, nhưng hắn ánh mắt lại chỉ rơi vào Thanh Minh trên người, cho dù liền hắn vừa mới cứu Mạc Lâm cũng không nhìn một chút. Toàn trường dường như thời không đứng im, chỉ có Tiêu Phàm siêu thoát bề ngoài. Sau một lát, Tiêu Phàm đi tới Thanh Minh bên người, Thanh Minh run rẩy nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt dĩ nhiên bốc hơi ra hơi nước. Hắn muốn nói cái gì, lại không nói ra được miệng. Thanh Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tiêu Phàm có thể trở thành U Vân Phủ Chúa cứu thế, hắn một mực cho rằng Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng là liền cùng hắn tương xứng. Nhưng thẳng đến hiện tại, hắn mới biết được, mình cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch. Tiêu Phàm, cầu ngươi mau cứu Mạc Lâm, Thanh Minh run rẩy mở miệng, hai chân mềm nhũn, hướng thẳng đến mặt đất quỳ đi. Bất quá lại có một cỗ đại lực nâng hắn. Mặc cho hắn dùng lực như thế nào cũng quỳ không xuống. Tiêu Phàm không có mở miệng, mà là lấy ra một mai đan dược nhét vào Thanh Minh trong miệng, đồng thời lật tay, mấy đạo kim sắc lưu quang xuất vào Thanh Minh thể nội. Thay ta nhìn xem hắn, Tiêu Phàm đem trong tay Chu Huyền giống như ném chó chết ném ở trên mặt đất, không đợi Thanh Minh cùng Vũ Nhu tiên tử phản ứng, liền quay đầu nhìn về Vũ Văn Tiên vị trí phương hướng đi đến. Lật ra trong tay. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chuôi lóe ra tử huyết sắc quang mang yêu kiếm, tự nhiên liền là Tu La kiếm. Tiêu Phàm trên người khí thế nhìn qua bình thản không có gì lạ, lại cho người ta một loại vô cùng đáng sợ cảm giác, nhất là cái kia đen kịt con ngươi, giống như vực sâu tử vong. Tiêu Phàm, ngươi muốn cứu hắn? Vũ Văn Tiên cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, hắn biết rõ Tiêu Phàm thực lực rất mạnh, nhưng muốn từ hắn thuộc hạ cứu Mạc Lâm, vậy cũng là không thể nào sự tình. Ngươi có sợ chết không? Tiêu Phàm không có để ý tới Vũ Văn Tiên, mà là nhìn về phía quỳ nằm trên mặt đất, bộ dáng cực kỳ thê thảm Mạc Lâm nói. Mạc Lâm mở to sưng mà một mực chảy máu tươi con mắt, nhìn thẳng Tiêu Phàm hai mắt, đột nhiên nhếch miệng cười nói, ta sợ chết, nhưng càng sợ khuất nhục sống sót. Tiêu Phàm nghe vậy, bỗng nhiên lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, đoàn người trong lúc nhất thời không biết Tiêu Phàm cùng Mạc Lâm hai người là ý gì. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ liền hiểu Tiêu Phàm ý tứ. Mạc Lâm vừa dứt lời, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên hóa thành một đạo chớp lóe, xách ngược lấy Tu La kiếm khí thế như hồng sông về Thiên Đô phủ trong đám người, giống như sói lạc bầy dê một dạng. Hô hô, sắc bén mà túc sát kiếm khí ở trong đám người bộc phát ra, đầy trời kiếm khí cắt chém hư không, không ít cụt tay cụt chân bay lên trời, kêu thảm tiếng bên tai không dứt. Hắn sẽ không muốn giết sạch tất cả Thiên Đô phủ người a? Đám người bên trong có người kinh hãi mở miệng, da đầu đều kém chút nổ tung. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 113.